Anh Chi xin chào tất cả các anh chị, xin chào cả nhà Facebook. Chào anh Hải điếu cày. Chúng tôi bị một ít cái trục trặc về vấn đề đường truyền, thành ra lên trễ 5 phút. Mong các anh chị thông cảm. Anh Chi và chương trình Khôi phục tâm thức Việt số 62 ngày hôm nay xin mến chào tất cả các anh chị. Và trước khi giới thiệu với các anh chị cái vị khách mời đặc biệt của chương trình Khôi phục tâm thức Việt ngày hôm nay, thì anh Chi xin mời các anh chị nghe một ca khúc để trong lúc chúng ta chờ đợi có thêm nhiều người tham gia diễn đàn, thì anh Chi xin mời các anh chị ha, chúng ta cùng nghe một ca khúc trước khi anh Chi sẽ giới thiệu đến các anh chị cái vị khách mời của chương trình ngày hôm nay. Đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được tròn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn non sông, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình non nước. Toàn
Thưa các anh chị, chúng ta vừa mới lắng nghe ca khúc Trả Lại Cho Dân của nhạc sĩ Việt Khang. Với cái phần trình bày của các ca sĩ của trung tâm Asia, và đây anh Chi xin phép được lấy cái bản thu của đài SBTN. Thưa các anh chị xin giới thiệu với các anh chị cái vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay của chương trình Khôi Phục Tâm Thức Việt. Đây là ông Nguyễn Ngọc Bảo. Thưa các anh chị rằng là khi mà anh chị có dịp đi lưu diễn cũng như là đi tham gia các cái hoạt động tại cái nơi mà anh chị sống đó, những cái sinh hoạt về cộng đồng, thì anh chị rất là thường được gặp anh Nguyễn Ngọc Bảo. Anh chị gặp anh Nguyễn Ngọc Bảo tại những cái buổi hội đàm nói chuyện với đồng hương ở tại Paris, ở bên Bỉ, bên Hòa Lan, bên Thụy Sĩ, bên Na Uy. Thì không biết là anh chị nghĩ nó là một cái duyên kỳ ngộ các anh chị, bởi vì những cái nơi mà anh chị có dịp đến để mà lưu diễn, để mà hát và tham gia những cái sinh hoạt đấu tranh, thì anh chị đều có dịp để mà gặp anh Nguyễn Ngọc Bảo. Thì trong những cái lần mà hữu duyên như vậy được gặp và được lắng nghe anh trình bày trong cái buổi hội đàm đó, thì anh chị được lắng nghe rất nhiều về những cái anh Nguyễn Ngọc Bảo chia sẻ, mà cái điều khiến cho anh chị lưu tâm để mà anh chị nung nấu một cái ý định rằng là sẽ mời anh đến cái chương trình Khôi Phục Tâm Thức Việt của mình, đó là về cái đạo luật Magnitsky mà anh Nguyễn Ngọc Bảo đã chia sẻ tại rất nhiều các cái cuộc nói chuyện ở châu Âu. Thì hôm nay đó, cái Khôi Phục Tâm Thức Việt số 62 của chúng ta đó, anh chị sẽ chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là Biển Đông Dậy Sóng, và phần thứ hai chúng ta sẽ nói về cái đạo luật Magnitsky. Thưa các anh chị rằng là trong cái thời gian gần đây ha, chúng ta thấy cái tình hình ở Biển Đông ngày càng căng thẳng, mà ngay cả trên cái tờ báo, có thể nói rằng là một cái tờ ngôn luận chính của Đảng Cộng sản, đó là tờ báo Tuổi Trẻ, họ có một cái tiêu đề nằm trên trang nhất của cái tờ báo Tuổi Trẻ, họ để rằng là Biển Đông dậy sóng. Thì các anh chị cũng thấy rằng là cái tình trạng mà leo thang quân sự đó ở tại các cái quần đảo Trường Sa trong cái thời gian gần đây, đó là những cái động thái rất là gây hứng, mà anh chị nghĩ rằng là cái Đảng Cộng sản Trung Quốc đó họ chưa bao giờ ngừng, họ đã làm từ khi họ chiếm được Hoàng Sa, và họ tiếp tục quân sự hóa, rồi dân sự hóa các cái quần đảo xung quanh hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc cái chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Họ chưa bao giờ ngừng, thậm chí rằng là những cái động thái đó ngày càng leo thang. Thì ngày hôm nay đó, anh chị có đọc thấy những cái tin tức, ví dụ như là ngay chính trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam mà được đăng ở trên tờ báo Dân trí, rằng là trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng đồng loạt họ họ lên tiếng, rằng là Trung Quốc ngày càng quyết liệt hơn trong các cái vấn đề biển đảo, và đặc biệt rằng là cái khu vực quần đảo mà gần Trường Sa. Thì rồi một mặt khác về cái bên dân sự đó, thì chúng ta cũng thấy trên những cái mặt báo rằng là họ bắt đầu những cái chiến dịch để mà chuyển quà, chuyển hàng Tết đi ra quần đảo Trường Sa. Thì lẽ ra trong cái chương trình ngày hôm nay đó, anh chị mời cái vị khách mời Nguyễn Ngọc Bảo dự định rằng là sẽ nói về cái đạo luật Magnitsky mà thôi. Tuy nhiên, trước những cái tin tức cập nhật mới đây, thì anh chị sẽ chia cái chương trình của mình hôm nay ra làm hai phần, đó là Biển Đông Dậy Sóng và Magnitsky. Trước khi dứt lời, thì anh chị có mời gọi các anh chị ha, rằng là trong cái cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Bảo, thì các anh chị có những cái câu hỏi gì, các anh chị cứ viết comment xuống, anh chị sẽ đọc ở đây và anh chị chuyển cái câu hỏi của các anh chị đến cái vị khách mời của chúng ta. Và bây giờ anh chị xin nhường lời lại cho ông Nguyễn Ngọc Bảo. Ông Nguyễn Ngọc Bảo sẽ tự giới thiệu về mình, và xin mời anh. À, xin kính chào chị anh Chi và quý anh chị. Hôm nay tôi hân hạnh được tham dự cái buổi hội luận 62 của Khôi Phục Tâm Thức Việt. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi đang cư ngụ tại Paris và tôi hiện nay là ủy viên trung ương của Việt Nam Cánh tay cách mạng Đảng. Tôi đã hoạt động tại cái địa bàn này và trên Âu Châu cũng như nhiều nơi trên thế giới cũng từ lâu rồi. Và tôi cũng đã có dịp viết khá nhiều bài hội luận cũng như là về Biển Đông và cũng như là những vấn đề quốc tế liên quan đến cuộc đấu tranh của dân tộc chúng ta.
Vâng ạ. À, thưa anh Nguyễn Ngọc Bảo, đối với một cái nhìn của một cái người dân bình thường ở trong nước đó, khi mà họ đọc tin tức thì họ thấy những cái thể loại tin ví dụ như là chuyển bao nhiêu cây quất ra cái quần đảo Trường Sa, chuyển bao nhiêu cái bánh chưng, bao nhiêu con gà, hay là gần đây nhất là họ chuyển ra 4.000 trái bưởi. Thì những cái người dân ở trong nước đó, với cái tình trạng mà thông tin nó thiếu thốn, nó bị bưng bít, thì khi mà họ nhìn về cái tình hình Biển Đông, sự thật ra anh chị nghĩ rằng là họ không có cái nhìn một cách tổng quát và tương đối là chi tiết và cụ thể. Tuy nhiên qua những cái sự kiện mà báo chí của Đảng Cộng sản họ đăng lên rằng là họ tiếp tế lương thực, họ chuẩn bị cho các cái chiến sĩ hải đảo đón Tết rồi, thì cái người dân họ mới thắc mắc rằng là trong khi chúng ta thấy Philippines phản đối các cái hành động của Trung Cộng tại vùng Biển Đông, hay là Đài Loan, Nhật Bản, những cái nước đó họ lên tiếng, trong khi Việt Nam mình thì không lên tiếng và vẫn có những cái việc làm có thể nói rằng là vô tư và hồn nhiên. Và họ thắc mắc tại sao không có thấy chuyển vũ khí, đạn dược hay cái gì để mà chuẩn bị cho những cái người lính ở tại hải đảo, mà chỉ thấy nào là gà qué, rồi trái cây, rồi cây cảnh, rồi bánh chưng, rồi và gần đây nhất là 4.000 trái bưởi. Thì người dân họ mới thắc mắc như vậy. Thì sẵn đây anh Chi xin hỏi anh Nguyễn Ngọc Bảo rằng là cái Đảng Cộng sản Việt Nam đó, anh Chi muốn đặt cái câu hỏi này là bởi vì anh là một cái người có nghiên cứu và anh có viết khá nhiều các cái bài chính luận xoay quanh những cái vấn đề về Biển Đông. Như vậy thì cái nhìn của anh như thế nào trong cái động thái của cái Đảng Cộng sản? Bởi vì nếu mà ở trong trong quần chúng đó, như những cái người bình thường như anh Chi hoặc là các cái vị khán giả của ta ở trong nước là những cái người dân rất là đổi bình thường, thì cái nhìn của họ nó cũng chỉ nôm na như thế thôi. Thì đối với một cái người mà có cái nghiên cứu như anh thì anh nhìn như thế nào về những cái sự việc này? Dạ vâng, dạ thưa chị và các anh chị, tôi nghĩ đó, trong cái vấn đề bảo vệ chủ quyền nó là phải có hành động. Chúng ta không nên chỉ có lời nói, tại vì lời nói nó không có đủ sức để đe dọa cũng như là bảo vệ chủ quyền đối với lại một cái kẻ thù mà đối với chúng ta đã trong nhiều ngàn năm trong lịch sử và vẫn tiếp tục xâm không những xâm lấn hải đảo trên Hoàng Sa và Trường Sa mà còn trên đất liền nữa. Thì tôi nghĩ những cái việc mà cho đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam làm đó, nó chỉ có tính chất rất là lẻ tẻ cũng như để mị dân, trong khi những cái chuyện mà rất là lớn lao kiểu như là phải ra lệnh cho quân đội nhân dân sẵn sàng ứng chiến nếu mà có mất thêm một số những cái đảo của chúng ta tại Trường Sa và cũng như là sẵn sàng để lấy lại Hoàng Sa vân vân đó, thì cái đó điều đó tôi chưa có nghe thấy. Tuy nhiên trong thời gian gần đây đó thì hải quân của Cộng sản Việt Nam có được tăng cường thêm khá nhiều cái võ khí tương đối tối tân, cũng như là một số khu trục hạm của Nga, một số tàu ngầm cũng của Nga và có thể nói là khá tương đương với lại những tàu ngầm hiện nay của Trung Quốc. Tuy nhiên những cái đó chỉ là những cái võ khí mà thôi. Còn cái ước muốn mà sử dụng hay không đó thì nó vẫn nằm trong trong tay của những cái người mà điều hành. Thì cho đến nay chúng ta chưa thấy có một cái chỉ dấu nào là những cái vũ khí đó và những cũng như là Hải quân Cộng sản Việt Nam sẽ sẵn sàng được ra lệnh để bảo vệ nếu mà có những cái cuộc mà xâm lấn tiếp. Thành ra cho đến giây theo tôi đó, chỉ là những cái hoạt động mà nó bề ngoài xoa ngoài ra và nó chỉ có tính cách khá gọi là cục bộ thôi. Nhưng mà tuy nhiên đó, qua một số chỉ dấu chúng ta thấy rằng những cái thành phần ở trong quân đội Đảng Cộng sản Việt Nam mà khá bất mãn với cái thái độ thụ động hiện nay đó, nó có như vậy không, và có thể là họ chờ một cái dịp nào đó để họ bày tỏ cái chuyện đó, chứ không phải là họ sẵn sàng họ im lặng hay là nghe lời theo bộ chính trị để sẵn sàng gọi là bung súng đầu hàng và chấp nhận cho gọi là Trung Quốc đó tiếp tục xâm lấn tiếp. Hiện nay chúng ta đang ở trong cái giai đoạn như vậy. Còn nếu mà nói về cái tình hình mà quốc tế đó thì đương nhiên những hành động lúc nào nó cũng mạnh hơn là những lời nói. Thì cho đến nay đó, Trung Cộng vẫn tiếp tục tiêm chiếm một số những cái xây dựng những cái hải cảng cho phi cơ quân sự và cũng như là cho dân ra để sống trên một cái số đảo mà họ đã chiếm được vân vân, và tăng cường thêm một máy hành tránh vân vân, và cũng như là những cái phi trường và những cái phi cơ và quân sự khá tối tân để có thể khống chế cả cái vùng đó. Thì hiện nay đó, cái sức mạnh mà duy nhất mà có thể đối lại đó là chỉ đến chỗ Hoa Kỳ thôi, mà sợ dưới cái thời của Tổng thống Trump đó, hiện nay ông phải đối phó về vấn đề Bắc Hàn. Thành ra chính như vậy mà trên cái mặt Biển Đông đó,
vẫn có, chỉ có một số những cái hành động tôi gọi là free phone, tức là freedom of navigation, nó nhiều hơn dưới thời tổng thống Obama, nhưng mà nó vẫn chưa đủ để có thể đấu lại cái những cái âm mưu của Trung Quốc. Còn nói về Phi Lật Tân đó, thì lúc đầu người ta tưởng là ông tổng thống Duterte ông cũng khá ngang tàng cao bồi đấy, nhưng mà thật ra ông này cũng rất là tinh khôn. Một mặt đã thì ông đi qua bên Trung Quốc, ông ấy tạo cái cảm tưởng là ông sẵn sàng, ông ấy chấp thuận một số những yêu sách của Trung Quốc về cái mặt mà về cái bãi Hoàng Nham, Scarborough vân vân và một số những cái đảo khác ở phía nam biển Phi Lật Tân. Nhưng mà thật ra đó ông rất là tinh khôn. Khi mà ông ấy đi qua bên Trung Quốc xong đó, thì ông lại tuyên bố ngược lại là yêu cầu sẵn sàng, Trung Quốc đã sẵn sàng cho những cái ngư dân của Phi tới đánh cá trên những vùng đó. Tức là nó có những sự đi qua đi lại rất là lạ lùng, và mình không nên nghĩ rằng là ông Duterte một người hoàn toàn chối bỏ những cái liên minh với Hoa Kỳ và hoàn toàn đi theo Trung Quốc. Thì qua hai cái quốc gia đó, đó thì ở những cái quốc gia phía dưới như là Mã Lai Nam Dương đó, hiện nay họ cũng đang tăng cường sức mạnh về hải quân để họ đối lại. Nhưng mà nếu mà cộng hết tất cả bốn quốc gia đó lại đó, trừ những quốc gia khác ngoài vùng như là Úc, Nhật Bản vân vân và Ấn Độ đó, thì họ hoàn toàn không đủ sức để họ đấu lại cái sức mạnh hải quân. Nhất là Trung Quốc hoàn toàn có cái nhu cầu và có cái ý muốn là dùng cái sức mạnh để khống chế quốc gia khác, tức là họ dùng luôn cả sức mạnh về kinh tế chứ phải không, và chính trị nữa, nhất là đối với Việt Nam chúng ta thì họ có thể khống chế cả bộ chính trị vân vân. Thì cho đến nên có thể nói rằng nếu mà có một cái gì xảy ra đó, một cái đụng độ xảy ra đó, mà nếu mà không có Hoa Kỳ tham dự trực tiếp đó, là chỉ có những hình thức đụng độ nhỏ thôi, và những quốc gia đó sẽ bị lép vế và tiếp tục lùi, chắc chắn là tiếp tục lùi cho đến khi nào mà Hoa Kỳ gọi là bực mình lên và sẵn sàng nói là chúng tôi sẵn sàng đối phó một cách trực diện với lại những hành vi mà xâm lược của mấy ông đó, lúc đó thì có họa may Trung Quốc sẽ trùn lại. Nhưng mà cái sự trùn lại đó chỉ có giai đoạn thôi. Thì cái chính là những cái quốc gia ven biên mà trực tiếp đang bị đe dọa như là Cộng sản Việt Nam, như là Việt Nam chúng ta, như là Phi Lật Tân, Mã Lai và Nam Dương ở phía dưới đó, và những quốc gia bị ảnh hưởng khá trực tiếp bên ngoài và ngoài là Ấn Độ, Úc và Nhật Bản đó, thì nếu trường hợp mà không có một cái gì mà mạnh bạo hơn là những lời tuyên bố đó, thì Trung Quốc sẽ tiếp tục cái chính sách tầm ăn dâu, tiếp tục bất chấp cái lời tuyên bố bất lợi cho họ trong cái vụ tòa án trọng tài về biển đó, vào năm 2016. Tức là cái tòa án tuyên bố đó rất là thuận lợi cho Phi Lật Tân, vấn đề chủ quyền Phi Lật Tân, nhưng mà Phi Lật Tân đã hoàn toàn không có sử dụng cái ưu thế đó để có thể đòi hỏi hay là khẳng định cái chủ quyền của mình trên mặt quốc tế. Theo như những cái gì mà anh vừa mới chia sẻ đó, cái việc mà cái nhà nước Việt Nam đó họ trang bị cho hải quân của họ những cái vũ khí hay là những cái tàu ngầm từ Nga. Và tuy nhiên họ trang bị là một chuyện, nhưng mà họ có cái ý muốn để mà sử dụng cái những cái thiết bị vừa mới được trang bị đó hay không lại là chuyện khác. Nếu như vậy thì những cái cuộc tập trận gần đây diễn ra ở trên biển nó hàm ý điều gì hả thưa anh? Dạ vâng, cái việc đó thì tôi nghĩ cũng như là tôi hồi nãy tôi có dịp mà trình bày đó, là nếu trường hợp mà không có tới một cái hành động quyết tâm là bảo vệ đó, bằng cách cho tàu đi ra ngăn chặn những cái tàu hải giám hay là những cái tàu đánh cá hay là ngay cả tàu chiến của Trung Quốc đó, mặc dù họ có được nhiều hơn chúng ta và tối tân hơn chúng ta đó, thì tất cả đều chỉ là lời nói thôi. Tại chúng ta đã gặp rất nhiều lần trong quá khứ cái chuyện đó rồi, và cái vấn đề bảo vệ chủ quyền đối với kẻ thù mà chắc chắn họ muốn xâm chiếm chứ không phải là họ chỉ là họ tuyên bố không thôi, thì không thể nào mà chỉ có những cái lời nói suông được, phải có những hành động cụ thể. Mà cụ thể đối với tôi rất là rõ ràng, tức là sau khi mà chúng ta đã mua được một số vũ khí, tàu Cộng sản Việt Nam đã mua được một số vũ khí đó, tàu chiến, tàu ngầm vân vân, thì có thể bắt buộc phải ra lệnh cho những cái đơn vị hải quân hay là những cái bộ tư lệnh của hải quân trong những vùng đó nói là sẵn sàng bảo vệ và đưa thẳng tàu ra trong những vùng đó ngăn chặn. Tôi không thể nào mà tiếp tục mà nói là chúng tôi có tàu chiến là chúng tôi chỉ ở ven bờ khoảng chừng 20-30 hải lý thôi và không dám đi ra trực diện với lại cái tàu chiến của Trung Cộng trong những vùng Trường Sa phía dưới và Hoàng Sa phía trên. Không, nhưng mà cũng như theo những gì anh chia sẻ, bốn cái nước mà trong khu vực mà là những cái nước mà có cái ảnh hưởng trực tiếp đối với cái sự xâm lấn của Trung Cộng đó, thì như anh vừa mới nói, cả bốn nước này mà cộng lại thì chưa chắc cái lực lượng mà có thể là đủ mạnh để mà có thể đối đầu với hải quân Trung Cộng. Có thể vì vậy mà họ chần chừ, họ chần chừ và họ cẩn trọng trong những cái tuyên bố hay là những cái hành động để họ tránh cái căng thẳng leo thang. Có thể vì như vậy mà Đảng Cộng sản Việt Nam
cũng tự biết lượng sức mình và họ cũng không có dám. Ví dụ như khi mà Trung Cộng đã tỏ cái thái độ là gây hấn và thực sự là họ muốn lấn chiếm, họ đã chiếm được Hoàng Sa và bây giờ họ muốn tiếp tục cưỡng chiếm tất cả những cái quần đảo còn lại trong cái quần đảo Trường Sa, thì cái ý hướng cưỡng chiếm của họ là rất là rõ ràng. Tuy nhiên là bên phía nhà cầm quyền của Việt Nam đó, họ cũng ý thức được rằng là cái lực lượng của họ không có đủ, cho nên tuy rằng là họ trang bị những cái thiết bị tối tân hải quân từ Nga, nhưng mà vì họ cũng thấy được rằng là cái sức mạnh họ không thể đối đầu với Trung Cộng, có lẽ vì như vậy mà họ không thể mà đưa các cái tàu chiến của mình đi xa hơn để mà khẳng định cái chủ quyền. Tôi nghĩ rằng trong cái thế giới ngày nay đó, mỗi quốc gia phải tự bảo vệ mình là việc chính, mình không thể nào trông chờ bất cứ quốc gia nào khác, ngay cả trong khối ASEAN nữa. Ngay cả khi mình ý thức được rằng là mình không đủ cái sức mạnh để đương đầu với họ, dù cho mình không đủ nhưng mình vẫn có cách. Nếu mình nói về kỹ thuật đó, đúng là về cái quân sự đó, tôi nghĩ rằng đó mình không thể nào mình chống gọi là trực diện đối lại với cái sức mạnh hải quân Trung Quốc. Bây giờ nó gần như là đứng hàng thứ ba, và trong một thời gian ngắn nữa có thể nó vượt qua hải quân Liên Xô, Nga Xô để trở thành thứ nhì. Nhưng mà trong cái phạm vi bảo vệ cái hải phận của Việt Nam đó, mình vẫn có thể có những cái khả năng ở gần hải phận để có thể được bảo vệ bởi những cái quân lực, những cái quân đội khác, hay những cái hỏa lực mà gần bờ đó, và mình vẫn có thể bắn xa ra được, tại vì họ có được trang bị những cái hỏa tiễn mà tầm bắn khoảng 200-300 cây số dư sức. Chúng ta đứng ở trong cái vùng hải phận để có thể gây thiệt hại tới những cái tàu của hải quân Trung Quốc ở Trường Sa và Hoàng Sa dư sức. Nhưng mà anh nghĩ rằng là các cái người lính hải quân của mình đó, họ có được đào tạo, họ có được huấn luyện cho trong cái việc mà hải chiến? Tôi nghĩ là cái việc mà sử dụng, tôi nghĩ đất nước chúng ta trong lịch sử chúng ta cũng rất là tinh thạo về vấn đề gọi là hải quân, nhưng phải không, đánh ở dưới nước chúng ta đã nhiều lần đánh với quân Mông Cổ và quân của tàu trong nhiều lần trong lịch sử rồi, chứ không phải chúng ta không biết. Chúng ta còn có thể nói là thiện chiến về mặt biển hơn là Trung Quốc nhiều, trong khi Trung Quốc thường được gọi là một cái lực lượng, một cái nước mà về lục địa nhiều hơn, nó gọi là continental country nhiều hơn, trong khi chúng ta là một cái nước mà có 3,200 cây số bờ biển và trong lịch sử đã nhiều lần thủy chiến rồi, thì đương nhiên là chúng ta có khả năng như vậy không? Tôi nghĩ chắc chắn như vậy. Nó chỉ thiếu một cái là cái ý thức từ những thành phần trách nhiệm lãnh đạo cao nhất. Nếu những thành phần lãnh đạo cao nhất mà nói rằng bây giờ chúng ta phải bố trí làm sao mà có thể để bảo vệ được, giảm thiểu tổn thất và có thể gây tổn thất cho kẻ thù được đó, tôi nghĩ là nó dư sức. Chúng ta hiện nay trong cái giai đoạn này đó, với những cái tầm kiểm thính mà có thể được giúp bởi Ấn Độ hay là ngay cả Hoa Kỳ đó, chúng ta có thể ở gần bờ, không bắt buộc phải đi ra ngoài hải chiến trực diện với lại họ, mà vẫn có thể có những cái tầm bắn khoảng 200-300 cây số mà dư sức gây khó khăn cho họ rất là nhiều. Và trong khi những cái tàu ngầm kilo đó tương đối khá êm và có thể đi tạo thành ra một cái vùng rất là rộng lớn, tại vì cái tầm của họ là tới cả ngàn hải lý lận, thì dư sức bao luôn cả cái vùng biển Đông ở dưới biển, trong đó có cả cái vùng mà gần Hoàng Sa và Trường Sa. Và những cái tàu đó xác suất là họ có thể gây thiệt hại cho hải quân Trung Quốc nó không phải là nhỏ. Có nghĩa là mình có rất nhiều khả năng, và kế tiếp đó là những cái phi cơ mà đóng ở gần bờ biển đó, là cái tầm hoạt động của họ tối thiểu là 500 cây số, mà 500 cây số là dư sức bay tới Hoàng Sa và Trường Sa, đâu có bắt buộc là phải có những cái gì ghê gớm đâu. Chúng ta đang trong một cái vị trí của một cái nước nhỏ yếu hơn một cái nước khác, nhưng mà chúng ta không có chủ trương xâm lấn họ, chúng ta bảo vệ. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta có lợi thế hơn, và nhất là nếu mà có cái sự quyết tâm của người dân Việt Nam bảo vệ cái chủ quyền của mình trong cái vùng biển rất là chiến lược đó. Tại vì nếu mà chúng ta có hoàn toàn chủ quyền trên những vùng biển mà theo cái công ước 1982 về luật biển của Liên Hợp Quốc đó, là ngoài 330.000 cây số vuông trên đất liền đó, chúng ta có thể thêm khoảng từ 1.8 triệu tới 2 triệu cây số trên biển, và trong cái vùng có rất nhiều những cái quặng mỏ và đương nhiên có dầu hỏa nữa, và tất cả những cái vùng, những cái lợi thế khác về cái mặt về di chuyển trên một cái vùng biển rất là chiến lược, đi từ Malacca, Ấn Độ Dương Malacca đi lên trên phía bắc để có thể tiếp tế cho về dầu hỏa cho Nhật Bản, cho Trung Hoa Dân, cho Đài Loan và cho cả Đại Hàn nữa. Tôi nghĩ rằng đó là một cái việc mà chúng ta có thể làm nếu mà có cái sự quyết tâm của cái những thành phần lãnh đạo phía trên. Mà tôi rất tiếc thôi, các quý anh chị cũng biết là Cộng sản Việt Nam hiện đã khống chế gần như hoàn toàn những cái bộ phận lãnh đạo cao nhất của Cộng sản Việt Nam, và kế tiếp họ tìm cách họ chia rẽ những cái thành phần trong ASEAN để họ có thể mua chuộc, giống như là họ đối với ông Duterte và đương nhiên là đối với Mã Lai và Nam Dương đó. Thì mặc dù là vẫn có những quyết tâm để bảo vệ chủ quyền, nhưng mà họ vẫn tìm cách họ phân hóa
ASEAN để cho mỗi nước có thể tự lo thôi chứ không có thể tụ lại để đấu với họ được. Theo như những cái gì anh nhận định đó, thì trong bao nhiêu năm đó, cái đảng Cộng sản Việt Nam, hay nói đúng hơn là cái đảng cầm quyền, cái nhà nước cầm quyền Việt Nam, họ tránh né tất cả những cái từ ngữ mà có thể khơi gợi nên cái hình ảnh là một cái cuộc xung đột đối với Trung Quốc ở trên biển. Chính vì vậy mà nào là tàu lạ, nào là nước lạ, nào là họ không nêu đích danh tàu Trung Quốc hay là tàu đánh bắt của Trung Quốc hay hải quân Trung Quốc, họ luôn luôn họ nói tránh đi, tàu lạ, nước lạ, bạn lạ, đại khái là như vậy. Thì sau bao nhiêu năm, phải nói rằng là trong một thời gian rất dài, nhà cầm quyền Việt Nam họ tránh né cái việc mà chỉ mặc đặt tên những cái kẻ xâm lăng. Rồi thì ngày giờ này, khi mà cái bộ chính trị á, trên một cái tờ báo mới, đó là tờ báo Dân Trí, họ có một cái bài báo, họ nói rằng là những cái nhà lãnh đạo ở trong cái bộ chính trị của mình bày tỏ nghi ngại rằng là Trung Quốc ngày càng quyết liệt hơn trên cái vấn đề mà xâm phạm về chủ quyền lãnh hải ở trên Biển Đông. Thì cái động thái này có được coi như là một cái bước tiến bộ không thưa anh? Dạ vâng, thì nó dù có tiến bộ tới mức nào nhưng mà cái mức mà chúng ta những người yêu nước muốn thấy đó là phải có cái sự hiện diện của quân đội, của Hải quân Cộng sản Việt Nam, của Việt Nam ngay trong những vùng biển mà đã bị chiếm và sẵn sàng nghênh chiến nếu cần. Đó là cái việc mà cần. Chứ còn bây giờ mà đăng thêm một vài bài trên một số trang web, đăng thêm một số bài tôi cũng thấy chả ăn thua gì hết, hay là gửi những cái tướng trong quân ủy trung ương đi ra tuyên bố thế này thế kia đó, đối với tôi nó hoàn toàn nó không có lý. Trước một cái kẻ thù mà tôi đã nói rồi, đó là họ chỉ làm mà hành động thôi, họ bất cần, họ sẵn sàng hòa hoãn với Mỹ nhưng mà đằng sau họ vẫn chiếm như thường, trừ khi mà Mỹ vỗ bàn lên nói rằng tôi đem tới 2-3 hàng không hạm Strike Group tới và tôi sẵn sàng nhân chứng nếu cần, lúc đó họ sẽ im lại. Nhưng mà khi nếu một trường hợp chờ Mỹ đi qua, họ lại tiếp tục tiến tới. Thành ra cái chuyện còn lại của mình đó là chỉ có những dân tộc đang sống còn trong vùng đó, đang bị ảnh hưởng trực tiếp đó, thì mới có thể gọi là tự bảo vệ được bằng cách rất nhiều chuyện, bằng cách tự tân trang hải quân, tìm ra những cái chiến lược mà dễ làm nhất mà hữu hiệu để có thể bảo vệ trong một cái tư thế là một cái kẻ thù, một cái, đối với một kẻ thù quá lớn so với mình, nhưng mà mình vẫn có khả năng, chứ không phải là mình quá nhỏ đó. Và mình thứ nhất là mình tìm đồng minh, và tôi nghĩ cái quan trọng là phải có cái quyết tâm từ những người khác để sẵn sàng, gọi là sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng để bảo vệ cái đất nước, bảo vệ cái chủ quyền của những cái đất đai của mình đã có từ bao nhiêu ngàn năm ấy, chứ không phải là từ gần đây. Thì phải có cái quyết tâm đó thì mới được, chứ còn nếu không đó thì tất cả những cái kia đó đều chỉ là những cái chuyện mà tôi nghĩ là nó chỉ là mị dân lấy lòng đủ thứ thôi, chứ cũng chả có đi tới đâu đó. Và mình đã thấy đi nhiều lần trong quá khứ như vậy rồi. Thưa anh, khi mà những cái cuộc diễn tập từ ở trên bờ, ví dụ như những cái cuộc diễn tập giữa hai cái quân đội mà sát biên giới bên Trung Quốc và Việt Nam, hay là những cái cuộc diễn tập ở trên không, mà cuối cùng cái kết quả của cái cuộc diễn tập đó là chúng ta bị bắn rơi hai chiếc Su, và gần đây là cái cuộc diễn tập ở trên biển, thì cũng những cái thiệt hại về người và về vũ khí đó, như cái cuộc diễn tập của các cái lực lượng mà biên phòng ngay tại biên giới Lai Châu, chúng ta cũng có cái thiệt hại về sinh mạng của chiến sĩ. Rồi cuộc diễn tập ở trên không, chúng ta cũng có thiệt hại về tài sản, đó là những cái chiếc máy bay chiến đấu và phi công. Rồi gần đây là những cái cuộc diễn tập ở trên biển, chúng ta cũng có những cái thiệt hại về người và tài sản, như là những cái chiếc tàu chiến của chúng ta bị móp, bị này cái. Thì tại sao họ, khi mà đối với những cái người dân ở trong nước đó, thì họ dùng cái chữ rằng là những cái cuộc diễn tập, nhưng mà những cái cuộc diễn tập như vậy đối với cái nước láng giềng là Trung Cộng, thì tại sao cái phần thiệt hại nó luôn thuộc về ta? Và như vậy mình có thể coi những cái cuộc diễn tập đó sự thật là những cái cuộc xung đột cục bộ hay không? Tôi cũng không rõ lắm, tại vì tôi cũng biết những cái chuyện gì mà chị vừa nói, nhưng mà bên trong có thể nó có nhiều cái hệ lụy và nó cũng phức tạp. Nhưng mà có thể nói rằng đó, đối với Trung Quốc đó, họ sẵn sàng tìm mọi cách, tức là không những họ đã tìm mọi cách để họ ăn cắp những cái kỹ thuật tiên tiến của Tây phương và đặc biệt của Hoa Kỳ để họ có thể họ tăng gia nhanh chóng cái khả năng quân sự của họ, vân vân. Họ sẵn sàng họ tìm mọi cách để họ lấn những quốc gia khác dù cho phải gây thiệt hại, vân vân, và cái đó đã xảy ra rất nhiều nơi trên thế giới rồi, chứ không phải là chỉ ở đây. Thành ra mỗi lần mà có đối với một cái nước mà nhỏ hơn họ nhiều đó,
họ sẽ tìm cách bắt chẹt bằng đủ mọi cách hết đó. Và nếu trường hợp mà mình không có đủ sức để mình đối phó lại thì mình phải tìm cách để mình tự bảo vệ chứ không phải không. Thì trong cái cuộc diễn tập thì cũng có rất nhiều những cái chi tiết về quân sự mà một người trong quân đội có thể hỏi, có nghĩa là mình phải làm sao mình nói rằng trong cái cuộc diễn tập này thì chúng tôi sẽ tiến hành những cái việc sau đây. Chúng tôi không bắt buộc là chúng tôi phải đi ra nghênh chiến này đủ thứ hay là đi rượt đuổi vân vân, nó có nhiều cái chuyện khác nhau lắm. Nếu trường hợp mà chúng ta không biết cái đó thì chúng ta có thể tham khảo những cái quốc gia khác đã từng diễn tập, và họ sẽ biết rằng trong cái cuộc diễn tập như vậy nó có những cách nào an toàn để có thể bảo vệ được, còn hơn là cho hai phi cơ ra bay đuổi với họ mà nhiều khi họ tìm cách còn một số lần sơ ý đó, họ có tìm cách họ bắn, mà khi mà bắn rơi cái phi cơ của không quân Việt Nam xong đó thì chả có một cái lệnh, chả có một cái lời phản ứng nào thì họ làm tiếp thôi. Thì cái, tất cả những chuyện nó đều từ nhỏ nó lên từ từ, thành ra một cái khi, hành động leo thang. Khi mà nó đã leo thang từ rất nhiều lần này rồi, cả chục lần rồi mà không thấy gì hết, trong khi đối với Mỹ thì họ có nhiều quan tâm khác, thì khi mà leo thang một cái mà đụng phải Mỹ mà nó họ sững cồ lên hay họ bắt đầu họ có những hành động mạnh bạo đó, thì lập tức lúc đó có Trung Quốc lùi lại, tại họ biết họ chưa đủ sức để họ đối đầu trực tiếp với lại hải quân Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu trường hợp mà hải quân Hoa Kỳ mà không tân trang kịp đó, trong một thời gian nữa cái số lượng về khu trục hạm và tuần dương hạm nó sẽ vượt qua hay gấp đôi hay ngay cả tàu ngầm nữa đó, thì lúc đó có thể cái cấn cân lực lượng ở bên Biển Đông thôi nha, Biển Đông thôi nha. Tại vì Hoa Kỳ họ có một cái ảnh hưởng trên toàn thế giới, thành ra họ phải bố trí lực lượng ở nhiều nơi khác nhau trên vùng gọi là Đông Thái Bình Dương, Tây Thái Bình Dương, cũng như là bên Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương để chiến đấu chúng khủng bố vân vân, thì nó khác. Nhưng mà ngay cả tại cái vùng mà đặc biệt là từ Hoàng Hải phía Bắc liên quan đến Trung Quốc và Nhật Bản đó, và bên biển Đông của chúng ta ở dưới đó, thì chắc chắn là cái ưu thế từ từ nó sẽ nghiêng về phía Trung Quốc, và lúc đó Trung Quốc nó sẽ tha hồ mà làm mưa làm gió. Thì cái vận tốc mà xây cất những cái đảo gọi là ở trên Hoàng, trên đặc biệt là trên Trường Sa sẽ còn gia tăng nữa. Hiện nay chúng ta còn có khoảng hơn 20 cái đảo do Việt Nam kiểm soát, nhưng mà có thể trong một cái thời gian ngắn nữa, nếu không có chuyện gì xảy ra đó, họ sẽ từ từ họ đem quân họ lấn chiếm rất là dễ và đuổi từ từ, và lúc đó là quân đội nhân dân sẽ bị bắn chết, giống như là quân lực Việt Nam Cộng Hòa hải quân đấu trong cái trận mà năm 74 đó, rồi họ sẽ từ từ họ tiến lặng lẽ chiếm mà không có một cái lời tuyên bố nào lên hết, không có một ai mà la làng lên hết, tại vì nếu mình không la làng thì ai la làng cùng mình, chắc chắn là như vậy. Lúc nãy một trong những cái ý mà anh chia sẻ đó, thì anh chỉ có thấy anh đưa ra một cái nhận định rằng là ngày hôm nay đó, ở trong cái quân đội của quân đội nhân dân Việt Nam đó, thì có những cái thành phần mà họ ý thức được cái hiểm họa xâm lấn từ Trung Cộng. Và anh chỉ lắng nghe thì trong cái nhận định của anh nói rằng ở đâu đó trong những cái bộ phận ở trong quân đội của nhân dân Việt Nam đó, tức là quân đội của cái nhà cầm quyền cộng sản, anh cho rằng là chắc chắn rằng họ sẽ không có buông tay chịu chết để mà không có chống trả lại cái việc xâm lấn của Trung Cộng. Thì như vậy liệu nó sẽ xảy ra cái tình trạng rằng là giống như bao nhiêu chiến sĩ của Việt Nam đã phải khoanh tay chịu trận để mà khi mà Trung Quốc chiếm cái đảo Gạc Ma của mình năm 88. Tại vì anh chị cũng như là những cái người dân ở trong nước có quan tâm tới cái tình hình biển đảo Hoàng Sa Trường Sa, thì chúng ta vẫn nhớ cái cuộc hải chiến Gạc Ma năm 88 và quân đội hải quân của Việt Nam được lệnh là không bắn trả. Nếu như những cái người binh sĩ mà được cái lệnh là không bắn trả như vậy, có nghĩa là mình phải khoanh tay mình đứng đó cho giặc nó bắn mình. Như vậy thì theo như anh nói đó, một số những cái bộ đội tướng lãnh chứ trong quân đội của Việt Nam hiện giờ, họ ý thức được cái hiểm họa đó và họ không có buông xuôi, tức là họ không có trong cái tâm tưởng của họ, họ không có cái ý họ sẽ chịu hàng một cách nhục nhã như vậy. Tuy nhiên nếu như bây giờ ở trên một cái cấp thượng tầng cao hơn ở trong bộ chính trị chẳng hạn, họ không có cho mình được chống trả, như vậy thì mình làm sao để mà mình tránh được cái thảm trạng, cái thảm cảnh nó sẽ xảy ra giống như năm 88 ở Gạc Ma? Tôi nghĩ cái thời điểm 88 và 2018 bây giờ là khác nhau nhiều lắm rồi. 30 năm. Internet. Người dân bắt đầu ý thức nhìn ra, họ càng ngày họ nhìn ra là Đảng Cộng sản bây giờ nó không còn có khả năng lãnh đạo đất nước nữa, không còn được khả năng phát triển đất nước, mà chỉ là một cái thành phần tập đoàn thiểu số
vơ vét tất cả tiền bạc, thì đó là cái chủ đề thứ hai của chúng ta mà mình sẽ nói tí nữa đó. Chứ không còn có một cái lý tưởng xây dựng xã hội chủ nghĩa nào cả, tất cả đều là chỉ có là thực dụng chủ nghĩa thôi, vơ vét tiền bạc đủ thứ để vinh thân phì ra, hạ cánh an toàn thôi, chứ không có phải làm cái gì hết đó. Mình bao nhiêu chuyện rồi, từ những cái vụ Formosa cho tới những cái trường đảo ở bên cao nguyên vân vân, tất cả đều là những cái dự án mà trong nó để cho những cái quan chức cao cấp để vơ vét tiền bỏ vô túi thôi, chứ họ đâu có làm gì cho dân đâu. Ngay cả những chuyện mà đơn giản nhất về lụt lội đủ thứ rồi nọ, về những cái chuyện mà bão tố tới giống cũng không có làm cái gì để gọi ít nhất là để thông báo trước, hay là ít nhất là làm sao mà quan tâm thật sự đến người dân, mà còn ngăn cản luôn cả những tổ chức dân sự, trong đó có các tôn giáo còn lại trong nước đó đi cứu trợ vân vân. Thì mình nhìn qua những chuyện đó mình biết rằng họ đối xử với dân là như thế nào rồi. Thành ra đó, tôi nghĩ rằng đó, khi mà những người trong quân đội nhân dân bây giờ đó, nếu họ 30 tuổi đó, họ sinh sau năm 88, có thể họ lớn lên trong cái thời kỳ internet đang phát triển, và bây giờ là cái số người mà có thể truy cập vào mạng nó lên hơn tới khoảng hơn một phần, gần một phần nửa dân tộc Việt Nam rồi. Và cái số lượng người có Facebook là cũng khoảng 35-36 triệu. Đó là một cái tỷ số phát triển rất là cao ở trong cả vùng Á Châu, chúng phải không? Thì cái sự ý thức của họ có thay đổi chứ. Tôi nghĩ có thay đổi. Không thể nào mà họ suy nghĩ giống hệt như là năm 88 được hết. Nhưng mà cho dù có thay đổi đi chăng nữa, nhưng mà khi mà binh lính của mình được chuyển ra ngoài hải đảo mà không có được chuyển cùng với vũ khí, thì anh chị không biết rằng là họ sẽ lấy cái gì để mà họ chống trả lại với cái quân xâm lược. Ví dụ như ngày giờ này, các cái chiến sĩ hải đảo Trường Sa, họ chỉ có trong tay họ là cây cảnh, là gà qué, là bánh chưng, bánh tét và là bưởi. Thì tại vì chúng ta không có đọc thấy tất cả những cái tin tức nào để mà chứng tỏ rằng là họ chuyển quân đi, họ chuyển vũ khí ra ngoài đảo. Chúng ta không thấy được cái điều đó, ngoài trừ là những cái vật chất mà chỉ để phục vụ cho cái đời sống hàng ngày và đời sống tinh thần, mà không hề thấy nói năng chi về vấn đề vũ khí. Thì anh chị e ngại rằng khi mà cái sự việc nó ập đến, cho dù rằng là cái nhận thức của họ ngày giờ này nó khác với năm 88, thì họ cũng không có cái phương tiện vũ khí để mà họ chống trả lại. Cái đó chị nói hoàn toàn đúng thôi. Mà tuy nhiên đó, những cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đó, tôi nói về Trường Sa đi, tại vì Hoàng Sa đã chiếm lâu rồi. Bây giờ còn lại 20 cái đảo mà trong đó có do Việt Nam vẫn còn kiểm soát đó. Nếu trường hợp có cái gì đó, nó không phải nó đơn giản nó chỉ ngừng ở đó. Nó không phải là chỉ có giữa Việt Nam với Trung Quốc, nó còn có những quốc gia khác nữa. Và ngay cả một cái quốc gia mà nhỏ hơn về sức mạnh hải quân, nhỏ hơn Việt Nam nhiều là Phi Lật Tân, mặc dù về số dân thì họ đông hơn, họ gần 100 triệu, chúng ta 90 mấy triệu. Nhưng hải quân họ rất là yếu. Nhưng mà Trung Quốc ngay cả khi mà gặp nhấm cái bãi Hoàng Nham, Scarborough là cũng tìm đủ mọi cách thế này thế kia, chứ không phải đương nhiên. Tại vì chung quanh là còn nhiều cái sức lực, còn nhiều cái thế lực khác. Họ chưa tham chiến hay là họ đứng ở xa thôi. Nhưng mà cái bàn cờ thế giới là như vậy, chứ không phải là chỉ có đơn giản là giữ hai nước. Nếu mà giữ hai nước thôi đó, thì Trung Cộng một mình họ chiếm hết tất cả những đảo họ muốn rồi. Nhưng mà họ chưa chiếm được, đó là vì có những cái lý do. Ngay cả việc họ khống chế luôn cả cái bộ đầu não của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mà họ vẫn e dè rằng, họ biết rằng cái tinh thần gọi là chống xâm lược, và đặc biệt là chống kẻ thù phương Bắc là họ đó, trong dân tộc Việt Nam vẫn rất là cao, chứ không phải là ít. Chính vì vậy mà nhiều khi, mặc dù mình nói tới những cái cuộc tập trận, nhưng mà gần đây đó, quân đội gọi là nhân dân đó, tập trận có thể là về mặt hải quân nó nhiều hơn đối với hải quân Hoa Kỳ so với lại hải quân Trung Quốc. Thì tôi thấy đó là một điều rất khá lạ. Và cái số gọi là sĩ quan trung cấp, tức là lên tới cấp đại tá, tức là có thể gọi là cao cấp rồi, đi qua bên Mỹ mà được trao đổi tương đối khá thường xuyên với lại những cái binh chủng Hoa Kỳ đã tương đối khá thường xuyên đó, thì có nghĩa rằng qua những cái sự trao đổi đó không phải là họ không có thể nhìn ra được một số chuyện. Và cũng Hoa Kỳ cũng có một số hứa hẹn, tại vì họ là Hoa Kỳ đó, thì ngày nay đó họ sẵn sàng giúp những quốc gia nào mà tự muốn tự bảo vệ mình. Họ có thể sẵn sàng cung cấp những cái dữ kiện về kiểm thính, họ sẵn sàng họ dữ kiện về tiếp liệu để cho những quốc gia đó tự đứng lên để bảo vệ chủ quyền mình. Nhưng họ không muốn là phải đấu trận, phải tham chiến giống như cuộc chiến tại Việt Nam trước 75 nữa. Không có, trừ khi có những gì nhu cầu đặc biệt thôi. Nhưng mà ngay tại những cái vụ mà chống khủng bố như Iraq với Iran đó, là cũng có OTAN, cũng có Liên Bắc Đại Tây Dương trong đó, mặc dù quân lực Hoa Kỳ vẫn là một cái đa số, nhưng mà họ vẫn có những quốc gia khác giúp với họ. Và sau một thời gian đó thì họ rút đi, chứ họ không bao giờ họ muốn ở lại một cách trượm cái ấy, và dùng tối đa những cái hỏa lực từ xa để hỗ trợ. Thì bây giờ đối với chúng ta cũng vậy,
Nếu mà trường hợp mà có những cái người mà trong trong hàng ngũ hải quân của quân đội nhân dân mà bị nhìn ra được cái quyền lợi đối với đất nước mà sẵn sàng đứng lên, tôi nghĩ rằng nó sẽ có cái sự hậu thuẫn của những người khác trong trong binh chủng cùng với họ vân vân, có thể hậu thuẫn của cả nhân dân nữa phải không? Chứ không phải là chỉ có những người đó, và một phần có thể cũng không có phải là thấp kém trong cái hàng ngũ gọi là sĩ quan cao cấp của quân đội nhân dân. Thì tôi nghĩ rằng những cái đó đó mình sẽ chỉ thấy trong cái giờ thứ 25, có nghĩa là khi mà đã dồn tới đường cùng rồi đó, lúc đó họ sẽ phải phản ứng. Mà lúc đó mình chưa biết tiên liệu là, và những cái cuộc sụp đổ mà chúng ta đã thấy năm 89 ở tại Đông Âu đó là thường thường là những cái phản ứng rất là lạ lùng của những cái bộ phận mà chấn áp mà tưởng đã được rèn luyện mà cuối cùng đã làm ngơ hoàn toàn trong giờ thứ 25 đó. Và thì hiện nay thì cái xác suất đó, đó thì có thể nói rằng không thể nào mà bộ chính trị của Cộng sản Việt Nam mà tiên đoán được 100%. Họ đã bắt đầu họ nghi ngờ rất nhiều, và bằng chứng những cuộc thanh trừng ở đây, không những thanh trừng nội bộ về cái việc mà gọi là chiếm lĩnh những cái quyền lợi của nhau để tiêu diệt những cái phe đối thủ vân, mà nhiều khi họ còn có thể làm những cái chuyện đó, đó để duy trì được cái sự tồn tại của họ nữa. Những người nào mà không đồng ý với họ vân vân, ngay cả trong cái không phải là trong cái thành phần mà đối kháng, họ vẫn có thể tìm cách họ tiêu diệt, để họ chỉ có chung quanh họ đó, những người mà hoàn toàn sẵn sàng thừa lệnh để bảo vệ họ tới cùng trong cái giờ thứ 25 đó. Thì cái chuyện đó bây giờ đó, trong cái thời điểm 2018 này đó, theo tôi nghĩ đó, và tôi nghĩ cũng nhiều người cũng có thể chia sẻ chuyện đó đó, là cái xác suất đó là không thể nào 100% đối với lại những cái thành phần lãnh đạo cao cấp nhất được đó. Cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bảo đã chia sẻ. Thưa các anh chị, với những cái gì mà những cái nhận định mà nãy giờ anh Nguyễn Ngọc Bảo chia sẻ với chúng ta đó, thì nó có thể cho chúng ta một cái niềm hy vọng rằng, bởi vì đó, Việt Nam chúng ta không phải là cái nước duy nhất bị ảnh hưởng về cái quyền lợi cũng như là cái lãnh hải của Việt Nam chúng ta trên cái vùng Biển Đông, mà cái vùng Biển Đông đó nó có chủ quyền, nó thuộc chủ quyền của một vài nước ở trong khu vực. Cho nên trong cái cuộc chiến mà đối đầu với Trung Quốc trong các cái vấn đề tại Biển Đông, thì thật sự mà nói Việt Nam chúng ta không có đơn độc. Và với những cái gì mà anh Nguyễn Ngọc Bảo vừa mới chia sẻ, nó có thể cho chúng ta một cái sự hy vọng rằng cái công cuộc này để mà chống lại cái sự xâm chiếm ngang ngược của Trung Quốc đó, với cái chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái thái độ của chúng ta. Với những cái gì mà anh Nguyễn Ngọc Bảo chia sẻ, cũng như là khi chúng ta quan sát những cái động thái của Trung Quốc trên Biển Đông, thì rõ ràng là tất cả những cái động thái của Trung Quốc đó, họ tiến hành theo cái việc leo thang từng bước một, và nó giống như một cái hành động mà ném đá dò đường. Tức là họ làm là bởi vì cái chủ đích của họ, cái chủ ý của họ, họ muốn xâm chiếm, họ muốn cưỡng chiếm. Tuy nhiên là họ cũng có những cái dè chừng, họ rất là thận trọng để mà họ thăm dò cái phản ứng, cái thái độ của người dân, của các cái nước trong khu vực. Và ngay cả đối với Việt Nam chúng ta nữa, ngay cả cái việc mà họ hoãn lại cái đêm diễn của cái đoàn nghệ thuật Nội Mông tại Hà Nội vào đúng cái ngày mà chúng ta tưởng niệm các cái chiến sĩ tử trận ở Hoàng Sa, thì như vậy ở đâu đó nó cho chúng ta hiểu rằng nếu như người dân của chúng ta cũng như là cái nhà cầm quyền của Việt Nam đó mà tỏ rõ cái quyết tâm là gìn giữ cái chủ quyền hải đảo trong cái vấn đề Biển Đông, cũng như là cái chủ quyền lãnh thổ trên cái vấn đề mà lãnh thổ, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, thì khi chúng ta hạ một cái quyết tâm và chúng ta thể hiện rõ cái quyết tâm đó, thì cái việc mà muốn xâm chiếm cho bằng được của Trung Cộng, sự thật là nó cũng không có dễ dàng diễn ra. Và thưa với các anh chị là anh Chi xin phép ngừng lại vài giây để mời anh Nguyễn Ngọc Bảo dùng nước, và để anh Chi kiểm tra coi có các cái câu hỏi nào được dành cho ông Nguyễn Ngọc Bảo trong cái phần 1 Biển Đông dậy sóng hay không. Nếu không thì chúng ta sẽ chuyển qua cái chủ đề thứ 2 của chương trình. Trước khi mình qua cái phần 2 của cái chương trình hôm nay, là chúng ta nói về cái đạo luật Magnitsky, thì anh Chi có thể hỏi anh Nguyễn Ngọc Bảo một vài câu hỏi ngoài lề. Ví dụ như là những cái công việc hiện tại của anh tại Pháp, tại Paris, anh công tác trong cái lĩnh vực nào, và những cái lĩnh vực đó nó có hỗ trợ gì thêm cho anh trong những cái công việc về nghiên cứu hay là chia sẻ những cái nghiên cứu của mình qua những cái bài chính luận hay không?
Dạ vâng, tôi nghĩ trong đấu tranh đó mình nhiều khi mình phải tự học nhiều lắm. Tại vì trong những cái chuyện mà sắp chia sẻ sắp tới với lại anh Chi và quý anh chị đó, nó có rất nhiều vấn đề liên quan luật. Mà tôi là người kỹ sư, tôi không phải là luật. Nhưng mà tôi vẫn phải đọc bằng tiếng Anh, đọc bằng tiếng Pháp, tìm học tòi để làm sao mình thấy rằng mình có thể sự cái đó trong đấu tranh của chúng ta. Nó có rất nhiều việc khác nhau. Giống như bây giờ về cái mặt mà Biển Đông cũng vậy, chúng ta đâu phải là một cái người mà chuyên biên về quân sự đâu, và cũng không phải là cái người am tự gọi là nhận định về tình hình quốc tế vân vân, nhưng mà mình nhận định với cái mục đích là đóng góp làm sao mà bảo vệ được cái chủ quyền đất nước, tìm những cái điều nào mà chúng ta có thể sử dụng được, chúng ta có thể vận động khai thác được để làm sao tác động cho người dân trong nước, cho những cái người mà còn quan tâm đất nước để thấy rằng đó tình hình nó chưa có vô vọng và chúng ta vẫn có thể làm được cái chuyện gì đó. Và bằng chứng trong cái tòa án trọng tài quốc tế vừa rồi đó, Trung Quốc đã tìm rất nhiều cách mua chuộc áp lực, nhưng mà cuối cùng bảy cái vị quan tòa đã vẫn phán quyết một cách nhất trí là tất cả những cái điểm liên quan đến đường lưỡi bò hoàn toàn là sai vân vân. Thì tôi thấy rằng qua cái việc đó và qua nhiều việc khác, đương nhiên trong cái việc mà Nevsky tin nữa anh em mình và cũng như là quý anh chị cùng trao đổi đó, thì tôi thấy rằng trong cái thế giới và trong đất nước của Việt Nam chúng ta đó vẫn còn có những người có lòng, vẫn còn có những người nhìn ra được. Vấn đề bây giờ nó phức tạp hơn ngày xưa, tại chúng ta có một cái thành phần lãnh đạo mà hoàn toàn bị chi phối bởi ngoại bang, đó là điều gây chúng ta rất là khó. Nhưng mà trong lòng đại quảng đại dân tộc nó vẫn có rất nhiều những thành phần, không, tôi nghĩ không phải là ít, nhìn ra được vấn đề. Bây giờ họ họ chưa biết là làm gì thôi, làm như thế nào để có thể thoát được cái cảnh đó vân vân. Thì nỗ lực của tất cả chúng ta là tìm ra được những cái điểm nào mà có thể chung, có thể đóng góp cùng, và làm sao mà có thể giúp đất nước chúng ta thoát được cái cảnh một cái thành phần lãnh đạo mà hoàn toàn bị thuộc vào ngoại bang vân vân, nó càng sớm càng tốt, và đất nước được dân chủ, mọi người có khả năng có thể đóng góp được và vấn đề xây dựng đất nước cũng như bảo vệ chủ quyền. Thì đối với tôi đó, cái việc mà tôi làm đó, nó đơn giản là trong lĩnh vực đó. Ở bên ngoài này thì mình làm việc về báo chí, về tất cả những cái phương tiện truyền thông, về nghiên cứu và về vận động quốc tế, tức là đi khi mà mình có dịp nói chuyện được bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp thì mình nói chuyện cùng với lại những người khác để trình bày về cái sự thật ở Việt Nam mà không được quảng bá hay báo chí im vân vân. Và tôi nghĩ rằng tất cả các việc đó đều là việc tốt cả, không duy giống như chị chỉ dùng cái lời hát của chị đi và quảng bá của những cái tâm thức của những người Việt Nam nói về cái đất nước bây giờ đó, cũng là điều tất cả đều là điều tốt cả, mọi người phải phải cố gắng làm. Thì anh có 3 câu hỏi. Cái câu hỏi thứ nhất là anh Nguyễn Ngọc Báo có phải là một nhà quân sự hay không? Câu hỏi thứ hai là khi thể chế thay đổi thì chủ quyền lãnh hải có thay đổi hay không? Và cái câu hỏi thứ ba là Việt Nam chúng ta sẽ liên minh với Mỹ hay không để mà chống trả lại cho Trung Quốc? Đây là những cái câu hỏi của những cái vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thứ nhất thì tôi xin khẳng định tôi không phải là một nhà quân sự, nhưng mà trong cái thế giới này đó, với thế giới mạng mở rộng đó, thì có rất nhiều người không phải là quân sự mà họ rất biết rất nhiều về quân sự. Còn tôi biết về quân sự để tôi tự tạo tôi cái niềm tin, tôi thấy rõ được một số việc sự thật, và mình biết đâu là những cái điểm yếu, những đâu là những cái việc mà mình có thể mình trang bị cho đất nước mình sau này, ít nhất là có thể để đối đầu với lại một cái kẻ thù rất lớn về mặt vân vân. Và tôi nghĩ trong trong đất nước đó thì thiếu gì những cái người sĩ quan cao cấp trong quân đội nhân dân, họ là những người chắc chắn là trong hàng ngũ binh nghiệp, và nếu mà họ có tinh thần đối với đất nước đó thì họ sẽ nhìn ra được cái những cái gì họ cần phải làm để bảo vệ được cái chủ quyền đất nước. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Vâng. Cái câu hỏi thứ hai là về cái tôi xin chị nhắc lại cái câu hỏi thứ hai ạ. Dạ thưa, khi mà thể chế thay À đổi vâng. thì cái chủ quyền lãnh hải có thay đổi hay không? Dạ không ạ, cái đó cái thể chế đó thì nó sẽ đi qua với thời gian thôi. Nhưng mà những cái chủ quyền đất nước đó thì dựa trên công pháp quốc tế và dựa trên những bằng chứng về lịch sử đó thì nó đều tồn tại, trừ khi mà trong một thời gian nào đó có một cái sự chuyển nhượng nào đó chính thức vân vân. Nhưng mà nếu có trường hợp mà chuyển 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 nhượng chính thức mà không có sự đồng ý của người dân đó, hay là chỉ có một cái thiểu số quyết định đó, thì nó cũng không có giá trị. Tại vì đất nước, cái chủ quyền đất nước là một cái chủ quyền của mọi người sống trên cái đất nước đó, và không có một cái bất cứ mà ai, một cái thiểu số nào mà có thể tự quyết định được cái chuyện đó, nhường dù cho 1 cm vuông đất nước, không có. Chưa bao giờ thấy
và trong lịch sử chúng ta thấy rất nhiều quốc gia đánh nhau triền miên chỉ vì vài cm đất đai hay là vài vài thước vuông đất đai, họ vẫn đánh như thường. Tại cái đó là cái điều mà chúng ta phải tranh đấu nhau từng từng tấc đất một, giống như ngày xưa chúng ta nói rằng giữ từng tấc đất một của cha ông chúng ta là như vậy đó. Thành ra cái chủ quyền đất nước nó không thay đổi. Bây giờ nếu thí dụ trong cái thời điểm hiện nay Cộng sản Việt Nam, thành phần lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ký kết nhượng cho Trung Quốc một số vài ngàn cái số vuông trên biên giới phía Bắc, và cũng như là họ phân định lại vịnh Bắc Bộ mà hoàn toàn bất lợi chúng ta đó. Thì tất cả những đó chúng ta vẫn nhổ luôn những cái cột mốc biên giới. Chúng ta vẫn có thể gọi là kháng cáo lại, và chúng ta sẵn sàng dùng lại những cái sức mạnh của người dân Việt Nam, kể cả quân sự nữa, để sau này có thể để bảo vệ để từ từ được. Tại vì tất cả đều là cái tương quan sức mạnh. Chúng ta có, chúng ta 90 mấy triệu, chúng ta có một cái quyết tâm, chúng ta có quân đội, chúng ta sẵn sàng gọi là liên minh hay là với lại những cái quốc gia khác để cùng đối đầu một kẻ thù lớn hơn đó, thì chắc chắn là điều đó chúng ta vẫn có thể làm và vẫn có thể tạo một áp lực nào đó, đúng không? Và họ sẽ lượng giá là nếu trường hợp họ tiếp tục họ gây hấn với dân tộc Việt Nam bằng cái việc này đó, thì có thể là một cái ảnh hưởng bất ổn triền miên ở trên biên giới phía Nam của họ, và có thể ảnh hưởng đến nhiều quốc gia khác như vậy không? Đâu phải là chỉ có Việt Nam không? Đó, hành chính như vậy mà họ sẽ phải lượng sức. Nếu mà họ đủ sức đó thì chắc chắn họ sẽ chiếm cả thế giới và chúng ta cũng chả làm gì được. Nhưng mà rất may đó là chúng ta họ chưa đủ. Mà họ sẽ còn lâu mới đủ, tại vì cái nền kinh tế của họ đó mặc dù là phát triển rất nhanh nhưng mà rất là khập khiễng. Chúng ta không có thời giờ để bàn về chuyện đó, nhưng mà rất khập khiễng. Và ngay quân đội của họ đó, mặc dù họ có tàu chiến gọi là có vẻ tối tân, nhưng mà cũng chưa chắc thì tối tân khi mà lâm trận đâu. Và cái quan trọng là cái người sử dụng trên đó nó như thế nào. Quân đội Tây Phương được huấn luyện đó, họ có khả năng họ tìm ra bất cứ một cái cách nào initiative để trong trận địa, trong khi quân đội của những cái chủ nghĩa độc tài, đặc biệt là của khối Đông Âu trước Liên Xô và bây giờ đó, là bắt buộc phải nhận chỉ thị. Thành ra họ không có thể nào mà đánh tinh nhuệ hay là biết cách biến báo giống như quân đội Tây Phương họ được huấn luyện. Đó là một cái chỉ dấu khác nha, chứ không phải chúng ta đừng nhìn rằng một cái quân đội là chỉ hơn nhau về cái số lượng xe tăng, số lượng tàu chiến vân vân này nọ, nó còn con người trong đó nữa. Và con người họ biết rất biết biến báo, những cái người mà được huấn luyện đó, họ biết biến báo để làm sao mà trong cái hoàn cảnh nào đó, dù cho ít hơn về số, dù cho bất lợi vân vân, họ vẫn có thể cầm cự được vân vân. Và rất nhiều dân tộc, tôi đến một cái trường hợp rất là điển hình mà mọi người thấy là Do Thái, trong mấy lần quân sự đánh với lại cái khối Ả Rập xung quanh đó, họ đông gấp, khối Ả Rập đông gấp 10 lần mà họ vẫn tử thủ, vẫn làm được và vẫn làm sao mà để dồn cái sức cho trên một trận tuyến này, đánh qua trận tuyến kia vân vân, và cuối cùng là họ vẫn thắng được. Có nghĩa là cái quyết tâm và cái sự gan dạ của những người lính, những người sĩ quan phi công không quân vân vân, và những người lính bộ binh vân vân, đó là những yếu tố rất là quyết định, chứ không phải là chỉ có súng đạn không. Nó thành ra nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chỉ có về số lượng thôi, chứ còn quên về cái phẩm chất và cái khả năng tác chiến và cái tinh thần quyết tâm nó rất là quan trọng trong một cái cuộc chiến. Đó, thì tôi xin trả lời câu hỏi thứ hai như vậy. Dạ vâng. Còn câu hỏi thứ ba. Anh Chi xin ngừng ở đây để nói với anh một cái điều như thế này nè. Tất cả những cái gì mà nãy giờ anh Nguyễn Ngọc Bảo chia sẻ với anh Chi cũng như là với các anh chị đang nghe trên diễn đàn đó, thì phải nói rằng là nó làm cho anh Chi cũng như là những cái người bạn, những cái vị khán giả thân thuộc của chương trình Khôi Phục Tâm Thức Việt có thể là thở phào một cách tạm thời có thể hít thở lại được bình thường. Bởi vì thưa anh rằng là trong cái thời gian vừa qua đó, trước cái tình hình mà các cái cột mốc biên giới bị gỡ bỏ, rồi cái hành động mà Trung Quốc lấn vào, rồi thành lập những cái ngôi làng với cái người dân của họ, xài những cái đồng tiền nhân dân tệ trên cái đất nước của mình, lập những cái trường học, và có những cái cuộc đòi hỏi các cái chính quyền địa phương phải xây dựng trường học cho 3-4 ngàn đứa trẻ, thành lập những cái làng xã, rồi cộng thêm là những cái gây hấn ở trên biển mà mình thấy rõ rằng là cái quân đội nhân dân của Việt Nam đó, họ cứ phải lùi dần, và cuối cùng rằng là họ cấm một cái cột mốc biên giới biển ở trên bờ. Thì tất cả những cái thực trạng mà nó diễn ra, nó làm cho không những là anh Chi mà nhiều người dân ở trong nước có một cái nhìn rất là u ám, thê lương, và phải nói rằng là mọi người gần như ở trong một cái tâm trạng vò đầu bứt tai, thôi mất rồi lượm ơi. Cho nên những cái gì mà anh vừa mới chia sẻ ở đây đó, nó cho anh Chi và cũng như là những cái khán giả thân quen của chương trình Khôi Phục Tâm Thức Việt thấy, nếu như anh bảo, anh nói rằng khi cái thể chế nó thay đổi thì cái chủ quyền về lãnh thổ, lãnh hải nó không thay đổi, và anh cho rằng là ngay cả những cái việc gì mà ngày giờ này Đảng Cộng sản họ đang làm, ví dụ như họ chuyển nhượng
mấy ngàn cái cây số vuông đất ở cái vùng biên giới hay là biển đảo, thì sau này mình sẽ đòi lại được dựa trên cái cơ sở pháp lý. Mình vẫn đòi lại được, tuy nhiên là nó sẽ lâu dài, tại vì nỗi lực đó một kẻ thù rất là lớn, nhưng mình vẫn có thể gọi là lấy lại được trong một số điều kiện nào đó, vân vân. Tuy nhiên là có một số khác thì rất đòi rất lâu, có thể mình có thể sẽ bị mất luôn. Nhưng mà với cái quyết tâm đó của cả dân tộc Việt Nam, khi mà mình có được dân chủ, mình có được cái sự đồng lòng của mọi người đó, thì cái sự đòi hỏi của một cái khối dân 90 mấy triệu ở phía Nam, và nhất là mình phải phát triển mạnh về kinh tế để có thể có được một cái tiềm năng về kinh tế, về quân sự mới có thể đối trọng được với họ, vân vân đó, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ làm cái áp lực rất là lớn. Thưa anh, những cái nhận định của anh trong cái các cái vấn đề xoay quanh về chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải, anh chỉ thấy đây là một cái nhìn, những cái nhận định này nó cho thấy một cái nhìn rất là tích cực. Anh chỉ không nói nó là lạc quan, nhưng mà rõ ràng là từ những cái nhận định của anh thì anh chỉ thấy đó là một cái nhìn rất là tích cực. Mà trong cái cuộc chiến đấu ngày hôm nay của chúng ta, trong cái cuộc tranh đấu để mà giành lại tự do, và để chúng ta yêu cầu cái đảng cầm quyền cộng sản đó phải trả lại cái quyền tự do cho người dân để mà họ bầu chọn những cái gì họ muốn, họ muốn đưa cái đất nước này, cái dân tộc này đi vào cái con đường nào theo những cái nguyện vọng của người dân, thì phải nói rằng là đây là một cái nhìn rất là tích cực. Bởi vì trên cái công cuộc tranh đấu này, trên cái con đường tranh đấu này đã trải qua quá là nhiều, quá dài. Thì nếu như không giữ được một cái tinh thần lạc quan cũng như có những cái nhìn tích cực, thì anh chị nghĩ rằng là chúng ta khó có thể mà đi được lâu, được dài và bền bỉ trên cái con đường này. Cảm ơn những cái chia sẻ rất là tích cực của anh Ngọc Bảo. Anh chị xin mời anh thì dùng một nước. Cảm ơn, cảm ơn và anh chị. Anh chị không thấy thêm những cái câu hỏi nào liên quan tới vấn đề Biển Đông nữa. Như vậy thì anh chị xin phép các anh chị chúng ta sẽ chuyển qua một cái chủ đề khác. Chủ đề ngày hôm nay đó là cái đạo luật Magnitsky. Thì cái bến đỗ nào, cái bãi đáp nào là an toàn cho các đảng viên của Đảng Cộng sản? Anh chị xin có đôi lời nhắc nhở các anh chị rằng là đây là một cái dịp mà anh chị xin được anh Nguyễn Ngọc Bảo vài cái giờ phút của anh để mà mời anh lên chương trình Khôi phục Tâm thức Việt để mà chia sẻ với các anh chị những cái nhìn, những cái nhận định của anh trong các cái vấn đề liên quan tới Việt Nam. Cho nên các anh chị, chúng ta đừng có mất thời gian với những cái em dư luận viên hoặc là các cái lực lượng tác chiến không gian mạng 47 nghe các anh chị, bởi vì anh chị thực sự là muốn cho chúng ta nghe thấy những cái nhận định có thể là của một cái người đứng ở ngoài nhìn vào, khi họ có những cái nghiên cứu, những cái quan sát, những cái đánh giá nhận định, còn chúng ta những cái người dân ở trong cuộc, đôi khi cái nhìn của chúng ta nó cũng bị hạn chế bởi vì chúng ta thiếu những cái thông tin ha. Cho nên anh chị xin các anh chị là các anh chị hãy tập trung nghe cái những cái trao đổi, những cái chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Bảo, và đó cũng là cách để mà khi các anh chị không có bận tay đôi tay ba với các em bên kia chiến tuyến, không có bận phải đối đầu với các em đó, thì các em nó cũng sẽ rảnh tay để mà nó có thể nó nghe được những cái điều này. Đối với cái tình trạng mà nợ công hiện nay ở trong nước đó, nó đã vượt cái mức mà một cái đứa trẻ vừa mới sinh ra đời cho đến một cái cụ già sắp tắt thở, thì mỗi người dân ở trên cái xứ sở của chúng ta đều gánh chịu là khoảng 52 triệu Việt Nam đồng, là tương đương với 2.256 đô la. Đó là một cái tình trạng nợ công. Có những cái ý kiến cho rằng là một cái đất nước mà cần phát triển và đang ở trong một cái tốc độ phát triển mạnh mẽ như vậy, thì cái chuyện nợ công là cái chuyện nợ cao đó là cái chuyện đương nhiên thôi. Và hãy nhìn trên thế giới có cái đất nước nào mà không nợ? Ngay như Mỹ họ cũng nợ rất nhiều. Như vậy thì để giải thích cho các cái em trẻ ở trong nước, tại vì đây là cái câu hỏi mà các em trẻ đặt cho anh chị, bảo rằng là anh chị thử nhìn ở trên thế giới có cái đất nước nào mà không nợ? Ngay cả Mỹ đó, mạnh nhất số 1 thế giới cũng nợ ngập đầu, và đất nước của chúng ta đang phát triển rất là nhanh và rất là mạnh. Ở một cái đà tăng trưởng như vậy thì cần phải phát triển nhiều,
các cái cơ sở hạ tầng về đủ mọi phương diện ở trong xã hội, thì cái việc mà nợ công cao như vậy cũng là hợp lý thôi. Thì cái nhìn của anh như thế nào để mà phản biện lại cái nhận định vừa rồi của một bạn trẻ trong nước? Đó, tôi đóng góp thôi. Thứ nhất tôi cũng xin gọi nói trước là tôi không phải là nhà kinh tế gia, nhưng mà khi mình đấu tranh đó là mình phải tìm hiểu đủ mọi cách hết đó. Và dù cho mình chưa có biết nhiều về, mình cũng từ từ mình sẽ biết. Thì thứ nhất đó, đúng như là anh chị nói và các quý anh chị đó, là nợ công cao đó là hiện nay là trong mỗi quốc gia, có những quốc gia nó rất nhiều khi cái tỷ lệ nợ công nó còn cao hơn cả gần gấp 2 cái tổng sản lượng nội địa nữa. Nhưng mà cái vấn đề chính của họ đó, họ sống trong đất nước mà có an bình, có được sự tam quyền phân lập và có dân chủ, có được sự niềm tin của người dân. Sống trong xã hội mà cái nợ công rất cao mà không có niềm tin của người dân đó, thì cuối cùng nó sẽ chỉ có một cái đại đa số nghèo chịu thôi. Không có một cái nguồn lợi nào để có thể cung ứng và bù đắp một phần nào cái số tiền đó để trả lại khi mà đất nước nó phát triển được hết. Tại sao? Tại vì trong một cái xã hội mà độc tài, đặc quyền độc tài và chỉ có do một thiểu số người gọi thống trị đó, thì tất cả những cái lợi nhuận vân vân đó, nó sẽ đi vô cái gia đình họ và cái tập đoàn đó thôi. Và cái lợi nhuận nó không được chia đều trong tất cả xã hội. Do đó cái tình trạng mà nợ công mà cao của Việt Nam bây giờ đó, thì mình cũng đã suy đoán trước rồi. Tất cả những tập đoàn công ty lớn đó, trên nguyên tắc là họ phải tập trung năng lực đủ thứ, bao nhiêu những cái trí tuệ, những cái tổ chức vân vân để có thể gọi là làm cái đầu tàu cho cái nền kinh tế Việt Nam đó, thì họ lại là nợ nần nhiều nhất, họ lại sập tiệm nhiều nhất. Lý do từ đâu? Tại họ không biết quản trị. Nó chỉ là một cái thành phần để nuôi một số thành phần đảng viên hay là cho một số thiểu số gia đình thôi. Trong khi cái sự phát triển của kinh tế Việt Nam trong rất nhiều năm nay đó, đến đa số đến từ cái khu vực mà gọi là tư nhân hay là vô dạng. Mà cái khu vực đó càng ngày nó càng được phát triển thêm là do một cái bắt buộc là nhà nước bắt buộc phải mở rộng thêm cái vấn đề một số những cái điều kiện sinh hoạt trong xã hội nữa. Nhưng mà họ vẫn khống chế về mặt chính trị đương nhiên. Thì chính vì cái sự mà mở rộng đó mà cái điều kiện phát triển của nền kinh tế Việt Nam nó đến từ những cái khu vực đó chứ không phải đến từ khu vực kia. Và cái khu vực kia đó khi mà càng lỗ nặng đó thì cái nợ công nó càng gia tăng. Nó không có được đền bù bởi cái khu vực mà tư doanh. Chẳng chính vậy mà khi mà càng cái nợ công mà càng cao đó thì cái người dân Việt Nam sau này trong đất nước đó, sẽ phải trả nhiều thôi, bắt buộc phải trả nhiều thôi, mà nó không có đem lại một cái lợi nhuận nào rồi hỗ trợ hết. Thành chính vậy mà trong cái điều kiện hiện nay đó, nếu trường hợp mà đất nước Việt Nam mà không có một cái thể chế dân chủ mà có nhìn được ra những vấn đề của đất nước đó, thì chắc chắn là cái vấn đề nợ công nó chỉ có gia tăng thôi chứ nó không sẽ suy giảm. Và cái sự đó nó cộng thêm cái việc là người dân nó không tin tưởng vào cái guồng máy điều hành nữa. Thành chính vậy mà cái sự xa vời càng ngày nó càng nhiều, nó không có trở lại nữa. Trong khi trong cái đất nước giống như Mỹ đó, họ dù cho họ có thể nợ gần tới gấp đôi cái tổng sản lượng nội địa của họ, nhưng họ vẫn sống bình thường, tại vì người dân họ đều biết rằng họ nợ đó, nhưng mà người chính phủ có cái điều kiện để có thể gọi là làm cho nền kinh tế họ tiến, và từ đó họ từ từ họ trả nợ lại vân vân. Và khi mà một cái nền kinh tế mạnh đó thì mọi người ta tin tưởng, người ta đầu tư tiếp vô. Trong khi Việt Nam của mình bây giờ đó, cái thời kỳ mà đầu tư mà gọi là hổ hởi đó biến mất rồi. Bây giờ đó tất cả những xứ chung quanh nó đều thăng tiến hết. Thành ra đất nước Việt Nam phải thăng tiến để mới có thể cạnh tranh được. Mà không còn có cái vấn đề mà mang vải vóc nhỏ nhỏ, nó bây giờ phải có những cái kỹ thuật cao. Mà muốn kỹ thuật cao đó thì phải có nhân công cao, phải có huấn luyện phát triển người dân vân vân, phải có những cái mở rộng về thông tin vân vân, và phải có người ra ngoài hấp thụ những nền kinh tế, những cái gì mà hay của cái xã hội thế giới bên ngoài. Trong khi đó hiện nay ở Việt Nam đó thì nhà nước Việt Nam rất sợ chuyện đó. Tại họ sợ là diễn biến hòa bình, họ sợ những thành phần trẻ mà đi vô trong nước đó, thì nhiều khi họ lại tìm cách họ làm những chuyện này chuyện kia ngoài cái tiềm tỏa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế chính vậy mà cái kinh tế Việt Nam bây giờ nó đang ở trong một cái ngã ba đường, tức là họ muốn tiến hơn nữa đó thì phải cải tổ hoàn toàn. Thì giống hệt như là cái vụ mà sụp đổ của Liên Xô đó, tức là khi mà cái nền kinh tế xã hội chủ nghĩa phát triển đến mức nào đó thì một họ phải phá bung cái tất cả những cái rào cản để họ tiến lên hẳn một cái nền kinh tế thị trường, và trong đó có những cái điều luật lệ đủ thứ để bảo đảm vân vân. Còn nếu trường hợp mà cứ hoang dã kiểu giống như tàu đó, là vừa kinh tế thì vừa gọi là kinh tế thị trường mà mặt khác lại vừa kiểm soát hoàn toàn về chính trị đó, thì tới mức nào đó nó cũng sẽ bung thôi. Hiện nay ở tàu đó
nhìn bề ngoài họ thấy họ phát triển rất là mạnh phải không, nhưng mà bên trong nó những cái bất cập rất là nhiều, chưa nói tới những cái chuyện mà liên quan đến những cái ô nhiễm về môi sinh vân vân đó. Thì ngay cả những cái trường hợp mà cạnh tranh bên trong đó bây giờ đó, họ trước đây đó họ cạnh tranh để họ lấy kỹ thuật từ Tây phương họ tiến, nhưng bây giờ chính ở trong đất nước Tàu bây giờ đó, những cái cạnh tranh nó đến từ giữa họ với nhau. Và nếu mà không có một cái sự mà luật lệ đàng hoàng đó thì có thể xảy ra những cái vụ mà ẩu đả lẫn nhau, hay là lấy tiền bạc của lẫn nhau, hay là ngay cả thanh toán lẫn nhau, tại vì không có một cái sự luật lệ nào mà chi phối hay là bảo đảm tất cả những chuyện đó được. Thì chính vậy mà tôi nói rằng cái vấn đề nợ công nó là một cái vấn đề mà mình phải giải quyết trong tương lai thôi. Vâng, cảm ơn anh. Ở đây anh Chi thấy có một cái câu hỏi. Thưa chú đánh giá như thế nào về khả năng cạnh tranh của Việt Nam trong 10 năm tới, và dòng tiền đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam liệu có tăng hay không? Thì hồi nãy tôi đã trình bày, thưa anh, thì tôi nghĩ rằng bây giờ đó, cái kinh tế thế giới sau khi Việt Nam bắt đầu gọi là cởi mở vào năm 86 đó, thì 14 cộng với 18 là 32 năm sau đó, thì đất nước chung quanh cũng đã rất phát triển rất nhiều rồi. Và bây giờ mình không còn có thể nào trong cái tình trạng mà chỉ có khai thác dầu thô vàng ròng, hay là dầu thô ròng, hay là một số những cái khoáng sản vân vân nữa, mà mình phải tiến lên một cái mức gọi là tức là chế tạo hay là chế tạo những cái sản phẩm mà có cái mức cao cấp hơn bắt buộc. Chứ không thể nào mà ở cái mức đó, ở cái mức như cách đây 10 năm đó, tại vì những quốc gia khác như là Bangladesh vân vân, hay những quốc gia Phi Châu đó, bây giờ họ đủ sức họ làm những chuyện đó và còn rẻ hơn mình nữa. Và trong khi Việt Nam bây giờ đó, mình nhìn cái tình hình đó là không thấy có một cái chính sách kinh tế nào của nhà nước đủ để có thể huấn luyện con người nhân công lao động ở tại Việt Nam, hay là khai thác những thị trường mà cho chính người Việt Nam có, trong khi họ tìm ra những cái chuyện mà rất là ở đâu rồi bu vân vân, kiểu như là mở làm cái khai thác bốc xít trên cao nguyên vân, trong khi có những cái chuyện khác có thể khai thác được, làm giống như năng lực về dầu hỏa, năng lực về biển vân vân, mà không làm, trong khi họ làm những chuyện khác. Lý do tại sao? Tại vì họ thỏa mãn cái số nhu cầu do chính cái thành phần mà gọi là, tức là điều động họ từ phương Bắc, thì họ phương Bắc họ muốn họ làm vậy thì họ làm vậy thôi, trong khi có những chuyện khác rất là quan trọng đất nước mà họ không làm. Thành ra chính như vậy mà trong 10 năm tới đó, tôi rất là bi quan. Tại vì sao? Tại vì đất nước Việt Nam đi từ số 0, thành ra phát triển rất nhanh, nhưng mình phát triển 10% của 10, trong khi họ có 100 rồi, mà họ 103, mình 10 đó thì mình mới có 1 thôi, trong khi họ là bao nhiêu? Họ là 3, ít nhất cấp 3 đôi mình. Thành ra cái mình phải nhìn vô cái gì nó tương đương, chứ đừng có phải nhìn vô cái mức phát triển ròng của đất nước Việt Nam. Tới mức nào đó mình bắt buộc mình phải dựa trên chính những cái sức mạnh, những cái tài nguyên của dân tộc để phát triển, chứ không phải là bây giờ là chỉ dựa vô đầu tư nữa thôi. Tại sao phải dựa vô đầu tư nữa? Đầu tư nó chỉ đến một phần trên những lĩnh vực cao cấp thôi. Còn những cái chuyện khác mà nhỏ về vấn đề nông nghiệp vân vân, đó là chính người Việt Nam mình dư sức có cái thông minh đủ thứ, với lại 3 triệu người hải ngoại đều đa số đều tốt nghiệp vân vân, đều có thể làm được, mà tại sao mình phải làm chuyện kia? Thành chính vậy mà trả lời câu hỏi của anh đó là tôi rất là bi quan. Nếu trường hợp mà không có sự thay đổi nào về mặt chính trị ở đời Việt Nam đó, thì cái sức mà cạnh tranh Việt Nam sẽ rất là thấp, và kế tiếp đó là cái sức đầu tư của Việt Nam nó cũng sẽ xuống và nó sẽ ngừng ở đó thôi. Tại sao? Tại vì những quốc gia chung quanh đó, họ sẽ có những cái điều kiện mà để hấp thụ đầu tư nó hấp dẫn hơn mình, thì họ đầu tư xứ đó. Tại sao họ xứ đó? Giống như bây giờ Samsung thì họ bỏ Tàu, họ đầu tư vô một cái nhà máy khổng lồ ở phía Bắc Hà Nội. Nhưng mà nếu trong tương lai mà gần đó, thì tự nhiên có những quốc gia khác như Miến Điện, hay là một quốc gia khác nghèo hơn mà họ có cái điều kiện đầu tư thuận lợi hơn, thì họ sẽ di chuyển cái nhà máy 3 tỷ đô la qua bên kia liền. Đâu có phải, đúng không? Bây giờ Tàu đâu có, bây giờ tại Trung Quốc bây giờ cái giá công nhân giờ đâu có thấp nữa. Họ là trở thành cường quốc thứ hai rồi. Thành ra bắt buộc họ phải đi loay hoay đi tìm. Mà khi mà họ đã cóp nhắc hoài đó, thì đương nhiên họ đang gọi là chừng không biết phải đi đâu. Họ không có con đường đi nữa. Thì trước đây họ nói họ phải bắt chiếc một cái quốc gia này để tiến theo hướng đó. Nhưng mà tới cái mức nào mà họ đã mạnh rồi đó, họ phải tự tìm con đường họ đi. Thì họ không biết tìm con đường nào đi đó, giờ đang loay hoay. Và ngoài cái việc mà cả cái guồng máy kinh tế Trung Quốc bây giờ đang được bơm vô hàng trăm tỷ, có thể hàng ngàn tỷ trong vòng 2-3 năm đó, để xây dựng những cái công trình infrastructure đó,
Nhưng mà tới mức nào đó thôi, chứ đâu phải xây bây giờ có cả ngàn cái tòa nhà mà không ai ở đủ thứ đó. Họ xây tới mức nào thôi chứ không phải là họ xây hoài. Cơ sở hạ tầng. Thành ra chính vậy mà những cái chuyện đó nó rất là khôi hài, tức là có những cái nơi đó thì dư thừa, mà trong khi có những nơi khác người dân cần đó lại không có. Bây giờ thí dụ như về vấn đề an ninh thực phẩm, người dân Tàu đều xây cả một cái nhà máy ở bên Pháp để có sữa để cho con uống, trong khi họ không tin sữa ở Trung Quốc nữa. Thì người dân Việt Nam cũng y chang vậy, nếu trường hợp mà mình mà không có cái sự điều phối của những cái nhu cầu của cả cái đất nước để làm sao mà có thể tự sống được trong cái khuôn khổ đất nước Việt Nam và giao thương với lại những quốc gia bên ngoài đó, thì chắc chắn là tới mức nào đó là chỉ cung ứng cho một thiểu số thôi. Mà khi cung ứng thiểu số thì đâu phải cung ứng cho một đại đa số dân tộc, thì chắc chắn là cái đó sẽ càng ngày càng đi lệch thôi. Nó thành ra cái điều kiện mà đầu tư Việt Nam nó sẽ càng ngày càng xuống, tại vì người dân họ, tức là cái nguồn đầu tư bên ngoài nó, họ muốn mua Việt Nam để họ có thể có một số những cái điều lợi. Mà nếu mà họ chỉ có lợi là bằng cách là có được vài cái hecta đất đủ thứ để làm vốn vân vân, trong khi ở trong đất nước không có những cái tài nguyên về nhân sự, về con người đó, thì nó không đủ, hoàn toàn không đủ. Vâng, nếu mà nói về cái nguồn lực đầu tư ở nước ngoài thì gần đây anh chỉ có đọc báo thấy có hai cái ngân hàng lớn của Anh và của Pháp. Ở Pháp thì nó là ngân hàng Paribas, họ đã hoàn toàn rút vốn, rút hết tổng cái vốn đầu tư của họ ra khỏi Việt Nam. Rồi những cái hãng xe hơi lớn của Nhật họ cũng đã bắt đầu họ ngưng nhập khẩu những họ ngưng xuất khẩu những cái dòng xe, một vài cái dòng xe của họ sang cái thị trường Việt Nam, bởi vì những cái bất lợi từ cái nghị quyết 188. Tức là như những cái gì mà anh Nguyễn Ngọc Bảo vừa mới chia sẻ đó, nếu như chúng ta không có những cái thay đổi về chính trị thì cái việc mà phát triển một cái nền kinh tế lành mạnh hay là để mà thu hút những cái nguồn đầu tư từ nước ngoài là một cái vấn đề không thể lạc quan được, phải không ạ? Dạ đúng, nó chỉ tới mức nào đó thôi, không thể nào mãi mãi được, không, người ta không có cho không. Đó, người ta phải chờ đợi những cái gì có lại về mặt nhân sự, về mặt cái mức tiêu thụ của cái mức mà mãi lực của người dân đó, mức lợi tức của người dân trong nước nó phải gia tăng cái mức nào đó. Trong khi bây giờ nếu trường hợp mà chế độ vẫn tiếp tục kèm kẹp người dân, cho người ta dân một cái số lợi tức nào đó thôi, không dám cho quá nhiều, tại sợ quá nhiều thì sẽ đòi hỏi tới mặt chính trị vân vân, thì dựa trong cái vòng luẩn quẩn đó thì họ sẽ đi tìm khác, những cái nơi khác mà có cái điều kiện thuận lợi hơn, đó là đương nhiên rồi. Như lúc nãy anh có chia sẻ đó, thì cái nợ công ở Mỹ nó cũng cao, gần như là nó cũng rất cao, đôi cái tổng sản lượng quốc nội. Nhưng mà cái nước Mỹ họ đâu có đứng ở trên cái bờ vực vỡ nợ, không. Tại họ vì anh chỉ nhìn thấy cái năm 2017 của Việt Nam chúng ta đó, thì phải nói rằng là cái nhà nước cũng như là cái đảng cầm quyền họ gần như là họ tháo mồ hôi trước những cái cuộc đáo hạn tiền lãi cũng như là tiền vốn của những cái nợ công. Thì anh chỉ thấy rằng là nếu những cái luận điệu cho rằng là một cái đất nước phát triển cần phải mượn vay nợ để mà phát triển cái đất nước đó, tuy nhiên rằng là anh chỉ thấy đúng là ở trên thế giới đó, những cái quốc gia phát triển họ cũng có cái số nợ công rất là cao, tuy nhiên không có đất nước nào mà họ đứng ở trên cái bờ vực gọi là cái nợ công mà nó vượt trần và gần như họ muốn vỡ nợ bởi vì họ không có cái khả năng trả nợ. Tuy nhiên mình nhìn mình quan sát những cái đất nước mà nó có cái mức nợ công cao mà là những cái đất nước phát triển, thì rõ ràng là cái nước của người ta phát triển thật sự về các cái mặt kinh tế, về cơ sở hạ tầng, về y tế giáo dục và cái đời sống an sinh xã hội của người dân, tức là nó phát triển một cách đồng đều. Còn ở Việt Nam chúng ta thì phải nói rằng là người dân hoàn toàn chỉ có nói theo cái ngôn ngữ bình dân rằng là chúng ta chỉ có è cổ ra làm việc và đóng thuế để mà nuôi cái bộ máy cầm quyền, mà những cái quyền lợi căn bản nhất, tối thiểu nhất của một người công dân trong xã hội, ví dụ như về những cái vấn đề an sinh xã hội thì người dân của chúng ta không có được thừa hưởng, cũng như là những cái phát triển về kinh tế hay là về cơ sở hạ tầng chúng ta cũng không được thừa hưởng. Bằng chứng rằng là giao thông điện, đường nước, xá, điện nước, trường học, bệnh xá. Thì cái tiền đó cuối cùng nó đi đâu? Thì nó đi vô túi hay nó đi ra ngoài một cách giống như thành ra tài sản phi pháp. Thành ra trong xứ Mỹ đó không thể nào nó vỡ nợ được hết. Tại sao? Tại vì người dân vẫn tin. Và mọi người đều nói rằng Mỹ là cái nơi mà đầu tư ngon lành nhất. Tại vì nó, thứ nhất nó là cường quốc, thứ hai nó là luật lệ được bảo đảm vân vân. Và cái quan trọng là cái mỗi người dân đều họ muốn tự chủ để cho cái sự phát triển của mình.
họ biết được cái chuyện đó, thành ra họ làm việc rất rất là nhiều trong rất nhiều năm qua. Cũng phải là tới thời ông Thâm thì nền kinh tế tăng 3%, thì trước đây dưới thời ông Obama nó cũng tăng vậy, và một có thời kỳ nó tăng ít tăng nhiều nhưng mà lúc nào nó cũng tăng hết. Và như vậy đó thì cái việc mà trả lại nợ đó lúc nào cũng có đó. Và khi mà trả nợ có thì người ta sẵn sàng đầu tư, người ta sẵn sàng cho tiền thôi. Chứ bây giờ thử hỏi Việt Nam, nếu trường hợp mà không có làm gì đó, nợ công tiếp tục tăng tới lúc nào đó thì những ngân hàng như là ngân hàng Á Châu hay ngân hàng thế giới họ nói về tôi sẵn sàng tôi cho ông mượn thêm, nhưng với điều kiện này, có những điều kiện này về chỉ số, về gọi là lợi tức, chỉ số về tín dụng vân vân, cái vấn đề khác của ông là về mặt kinh tế như thế nào, họ không đáp ứng đủ. Trong khi Mỹ thì dư sức, họ đâu có sợ. Hành chính vậy mà khi mà cái niềm tin nó vẫn có, và ngay cả bây giờ nó có một chuyện quan trọng đó là nếu trường hợp mà không có ai cho Mỹ mở gọi là vay mượn đó, nó vẫn sống được, nó không cần. Giống như về dầu hỏa đó, Hoa Kỳ dư sức gọi là tự cung cấp, nhưng mà họ muốn giữ cái đó giống như là một cái dự trữ chiến lược trong trường hợp có tai biến trên thế giới vân vân, nhưng mà họ không phải là họ không có, họ sử dụng bên ngoài. Nhưng mà nếu trường hợp bây giờ đó tất cả các khối quốc gia gặp vì vấn đề nào đó liên quan do Thái không cho họ nữa đó, họ vẫn tự sống được. Mình có tự sống được hay không, hay người ta còn tin được, cái chuyện đó hoàn toàn không có rồi. Dạ, nhưng mà thưa anh, đối với cái nhìn của các bạn trẻ ở trong nước đó, thì đất nước Việt Nam chúng ta rất giàu, rất mạnh, bởi vì chúng ta là một cái xứ sở được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho rừng vàng biển bạc, tài nguyên thiên nhiên. Nhưng chúng ta đâu có khai thác được. Dạ thưa, 17 cái tập đoàn, 17 cái tập đoàn và công ty nhà nước trong những cái lĩnh vực như là khai thác về khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên, về rừng, về biển, hay là về dầu khí, về điện. 17 cái tập đoàn đồng loạt than lỗ, mà tập đoàn nào cũng than lỗ từ nghìn tỷ này đến nghìn tỷ kia. Và tổng cái mức độ mà lỗ lã của những cái công ty tập đoàn nhà nước nó đã vượt hơn 100.000 tỷ. Thì anh chị không hiểu rằng những cái thứ nó đã có sẵn rồi, ví dụ như đào một cục đá lên đem bán mà cũng có thể lỗ. Thì như vậy là cái khả năng, chúng ta đặt cái câu hỏi như vậy là cái khả năng quản trị quá kém, hay là sự thật là vì họ quá tham. Thì đó là một đó là những cái câu hỏi rất là lớn mà không phải là không có câu trả lời. Tuy nhiên là cái thắc mắc của người dân khi mà họ nhìn thấy những cái túp lều của những người đầy tớ, đó là cái ngôn ngữ bình dân ở trong cái cộng đồng mạng. Anh chị thường trao đổi với các anh chị ở trong nước, họ nói nhìn đi, đây này, những cái túp lều của bọn đầy tớ nó như thế đó, sống làm sao cho hết, thì làm sao mà cứ lỗ, mà lỗ từ hàng ngàn tỷ này qua hàng ngàn tỷ kia, rồi thì tiền nó đi đâu. Thì chính vì những cái thắc mắc như vậy mà anh chị mới quyết định là xin anh một cái cuộc hẹn để mà đến gặp anh, để mà nhờ anh chia sẻ với khán giả của Khôi Phục Tâm Thức Việt nói riêng, cũng như là với đồng bào mình ở trong nước nói chung, về cái đạo luật Magnitsky. Anh Chi thì có một cái hiểu biết tương đối sơ sài và căn bản thôi, qua những cái lần mà được dự nghe những cái buổi hội đàm, hội luận của anh. Cái đạo luật Magnitsky nó bắt nguồn, nó được mang tên của một cái vị luật sư người Nga, khi mà ông tìm cách phanh phui những cái vấn nạn tham nhũng ở bên Nga. Thì bây giờ thì có lẽ rằng là anh Chi xin mời các anh chị, chúng ta cùng lắng nghe anh Nguyễn Ngọc Bảo chia sẻ về cái đạo luật Magnitsky. Bởi vì đó, khi mà anh Chi đưa ra cái thông báo, chúng ta sẽ có một cái buổi trò chuyện chia sẻ về cái đạo luật này, thì có những cái anh chị ở bên Mỹ có viết cho anh Chi nói rằng là từ trước tới giờ tôi cũng nghe rất nhiều về Magnitsky, nhưng mà tôi không biết nó có thật hay không, và nó khả thi hay không trong cái trường hợp đối với các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Và hiện nay cái đạo luật Magnitsky nó đã được áp dụng tới đâu rồi, và những cái đối tượng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái đạo luật này. Thì thưa các anh chị rằng là anh chị đã được tham dự những cái buổi trò chuyện, hội đàm, hội luận của anh Nguyễn Ngọc Bảo nhiều nước ở trên châu Âu. Thì đó là lý do mà anh chị muốn dành riêng một cái chương trình để mời một cái người. Anh Nguyễn Ngọc Bảo là một kỹ sư, mà nếu anh chị nhớ không lầm, anh là kỹ sư về bên các cái vấn đề bảo an, an
ninh mạng hay gì đó của nhà nước Pháp đang, không đang, ạ? Đang làm về chuyện đó, nhưng mà lúc đầu tôi cũng không phải là về đó. Về cái chuyên môn của anh? Không, thông thì ở đây học trong cái trường nó gọi là bách khoa, thành ra đôi khi mình học một cái môn nhưng mà sau đó mình ra ngoài đời mình làm cái môn khác cũng không sao đó, chuyện đó chuyện sinh sống thôi. Đó là bởi vì anh bảo khiêm tốn và anh bảo không có muốn chia sẻ nhiều quá. Tuy nhiên là những cái thông tin mà anh chỉ nghe được, tại vì khi mà mình đi tham dự đó thì có một cái người host cái chương trình, họ thường hay giới thiệu về những cái diễn giả sẽ đến trình bày, thì anh chỉ nghe lóm, anh chỉ nghe loáng thoáng được rằng là anh Nguyễn Ngọc Bảo là một cái kỹ sư về các cái vấn đề về an ninh mạng của Bộ Nội vụ của Pháp, đại khái như vậy. Thì anh chỉ nghe loáng thoáng như vậy, nhưng anh chỉ muốn anh Bảo giới thiệu cái điều đó, nhưng mà anh nói thôi, chỉ là một cái công việc kiếm sống, thành ra thôi thì anh chỉ tôn trọng. Anh chị xin nhường lời lại cho anh Nguyễn Ngọc Bảo để mà trình bày với các anh chị về cái đạo luật Magnitsky và những cái gì có liên quan. Thì các anh chị có thắc mắc vui lòng viết comment xuống anh chị trong lúc anh Ngọc Bảo trình bày chia sẻ. Anh chị thì đã được nghe anh Ngọc Bảo giới thiệu trình bày rất là nhiều lần tại nhiều nước luôn, anh chị có dịp đi cùng. Thành ra trong cái lúc mà anh Nguyễn Ngọc Bảo chia sẻ đến với các anh chị thì anh chị xin phép sẽ đọc những cái câu hỏi của anh chị nha, để anh chị gửi đến cho nó kịp thời. Dạ, xin mời anh. Dạ vâng. Bây giờ thì tôi sẽ đi ngược, tức là tôi sẽ trình bày vấn đề Magnitsky sau. Tôi sẽ trình bày những vấn đề mà thu hồi tài sản phi pháp trước, để cho quý anh chị cũng như mọi người, cũng như là chị anh chị thấy rằng đó là cái việc thật sự cụ thể làm được. Và Magnitsky chỉ là một cái kết quả của cả một cái chuỗi mấy chục năm trước thôi, chứ không phải là cái gì mới hoàn toàn. Thì thứ nhất đó, cái chuyện thu hồi tài sản thứ nhất là liên quan đến vị cố tổng thống của Philippines là Ferdinand Marcos. Ông bị truất phế, tôi gọi là hạ bệ năm 86, và ông ấy mất năm 88 tại Hawaii. Thì cái số lượng mà tài sản của ông ấy thu, tài sản gọi là phi pháp đó, gọi là thụ đắc được đó, thì được ước lượng lên tới khoảng 10 tỷ. Thì ngay sau khi mà ông bị hạ bệ thì cái ông tổng thống Aquino đó, thì ông đã lập ra một cái ủy ban, mà cái ủy ban đó, theo tôi nghĩ đó, là trong tương lai đất nước Việt Nam chúng ta nên lập, nó gọi là Presidential Commission on Good Governance. Và cái ủy ban đó đã làm việc từ năm 87 cho tới giờ, mặc dù tới năm 2013 đó họ quyết định họ có thể họ ngưng cái vụ mà truy lùng tài sản phi pháp của cố tổng thống Marcos. Thì tới cái năm 2013 đó thì họ nói họ thu được khoảng 3.7 tỷ, mà gặp rất nhiều vấn đề đối với lại chính quyền Hoa Kỳ, tại vì đa số 3.7 tỷ trên 10 tỷ. Và trong đó có một cái chuyện đó cũng khá lý thú đó, là nhiều khi mình tưởng Thụy Sĩ là một cái quốc gia ham tiền, hay chuyên môn là sử dụng những cái công số không có tên, nhưng mà chính họ, chính Thụy Sĩ đã, liên bang Thụy Sĩ đã trả lại cho dân tộc Philippines, tôi nghĩ là khoảng vài năm trước năm 2000, một số tiền khá lớn, khoảng ít nhất 500 triệu Mỹ Kim, mà không có một cái sự yêu cầu nào trước cả của chính quyền Philippines. Đó là trong cái vụ đó. Thì bây giờ đó, trong những cái tin mới đây đó, thì bà vợ của cố tổng thống Ferdinand Marcos, Imelda Marcos đó, thì có xin yêu cầu với chính phủ Philippines là bà sẽ giao lại hết tất cả những tài sản phi pháp đang giấu để có thể trở về sống được Philippines. Đó là một cái điều kiện, điều kiện trao đổi đó, tài sản đó, để được quay trở về quê hương. Thì những dân biểu Philippines và những là cũng như là tổng thống Duterte nói rằng đó, nếu mà như vậy đó thì bà phải trao trả lại hết, chứ không thể nào mà giấu được những tài sản phi pháp đó. Thì đó là cái tin mà cách đây chắc cũng chưa tới một tháng mà tôi là trong cái phạm vi theo dõi tôi, thì tôi thấy cái chuyện đó thì có thấy có nghĩa rằng Philippines đó làm cái vụ đòi lại tài sản phi pháp mà trong cái thời gian mà chưa có nhiều cái công ước về chống tham nhũng, và đặc biệt là chưa có một cái sự phát triển nhiều những cái đạo luật của mỗi quốc gia liên quan đến chuyện đó, tức là trong thời gian đó chưa có gì cả, rất là khó khăn. Tức là nếu mà trường hợp mà chính phủ của Hoa Kỳ mà trao lại đó là tại vì muốn giữ Philippines là một cái đồng minh, và cái chuyện nó cũng hợp lý thành như chính vậy, nhưng mà cái thủ tục tiến hành rất là lâu, tôi không có đi vô cái chi tiết. Đó là chuyện thứ nhất để cho thấy rằng đó, qua cái chuyện này đó. Xin phép anh. Như vậy là
cái vấn đề mà những cái tài sản phi pháp như vậy có quyền chuyển giao lại cho vợ con mình à? Có. Họ cố tình chuyển giao hay chuyển giao qua đại tam nhân. Tại nhưng vì mà... ở đây Jason Nguyễn đặt cái câu hỏi là như vậy thì vợ con hay thân nhân của họ có quyền thừa kế những cái tài sản phi pháp đó à? Đương nhiên là cái người đó, ông Tổng thống Marcos, ông chuyển lại cho hàng con cháu hay là vợ ông. Và cũng như là một cái vị khác là ông Sania Basha, cũng là một tướng độc tài Niger. Ông ấy mất năm 88. Tới năm 2015 thì Bộ Ngân khố Hoa Kỳ có chuyển lại cho nước Niger một số tiền khoảng gần 500 triệu đô la. Ừ. Thì hai cái vụ này để nói lên cái chuyện gì, tại tôi chỉ trình bày từ từ nha, tại vì nó có nhiều chi tiết phức tạp lắm. Thứ nhất đó, là cái chuyện này đó nó không liên hệ đến vấn đề thời gian miễn tố. Nếu mà liên quan vấn đề hình sự đó, thì nếu mà 20 năm mà không kiếm ra những cái bằng chứng rõ ràng để buộc tội một con người đó về vấn đề án mạng hay bất cứ vấn đề nào liên quan đến hình sự đó, thì coi như bỏ. Ở đây đó, nếu mà quý anh chị tính đó, 12 cộng với 18, 30 năm vẫn thu hồi lại như thường, vẫn chuyển lại như thường. Và chắc chắn là khi mà ông chết đó, giống như là hồi có anh Jason Nguyễn nói đó, đã chuyển qua hàng con cháu, nhưng mà không có vấn đề gì cả. Tại vì trong cái xã hội bây giờ đó, những cái việc đó, đó đều có task, đều có gọi là dấu vết hết. Trong cái hệ thống điện toán đó, nó gọi là log. Tôi sẽ trình bày sau nha, tôi sẽ đó, vâng. Từ từ chỉ không đại khái đó. Thứ nhất, bây giờ đó, tới một cái vụ gần hơn đó, mà nó rất nhanh, đó là, cũng là một cái việc lạ. Là năm 2011, khi mà cái cuộc cách mạng Bắc Phi bùng ra, liên quan đến ông Ben Ali, Tunisia, Mubarak, Ai Cập và Gaddafi, Libya. Thì những ông này đã có những cái chưng mục và một số tài sản khác, bất động sản khác ở tại Anh, Pháp, Đức, Ý, Thụy Sĩ, vân vân. Thì ngay trong cái thời ngay một chưa tới một năm sau đó, trong lúc mà ở tại Libya đó, lúc mà chính quyền chuyển tiếp đang ở tại Benghazi đó, thì một số chính quyền mà tôi vừa mới nêu ra đó đã trả lại cho cái chính quyền tạm thời ở đó đó. Lúc đó thì Gaddafi chết rồi nha, bị bắn chết. Gần cả 1 tỷ đô la mà chưa có một cái sự đòi hỏi nào hết. Họ đã biết rằng đây là tài sản phi pháp, họ đã chuyển thẳng lại cho cái chính quyền mà tạm thời đó Benghazi. Ông Ben Ali cũng y chang như vậy và ông Mubarak cũng y chang như vậy, với số tiền nhỏ hơn thôi. Đó là trường hợp gần đây nha, tôi không có theo dõi tiếp cái vụ đó từ năm 2011 cho tới giờ, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cũng đang có những cái cuộc gọi là tranh tụng lẫn nhau để đòi lại thêm cái số tiền tài sản phi pháp của gia đình Ben Ali, của gia đình Gaddafi và Mubarak. Bây giờ tới một cái trường hợp khác cũng rất đặc biệt, mà đặc biệt là tên bên Pháp. Mà đây là một trường hợp mà cho thấy rằng đó không phải là cái vụ này chỉ liên quan đến người chết hay đã bị hạ bệ, mà đây là cái vụ liên quan đến người sống và còn đang tại quyền. Và cái ông này đó, ông là con của ông tổng thống của xứ Guinea Equatorial, tên là Teodora Obiang, Obeng, tôi đọc theo tiếng Pháp. Ông này đã được tài sản ước lượng khoảng 600 triệu đô la. Và ông mua một cái căn phòng khoảng một cái căn nhà biệt thự khoảng 100 phòng ở trong đại lộ Fox lớn nhất gần Khải Hoàn Môn, và cái trị giá của cái tòa nhà này đó thì cũng xỉu xỉu là cũng khoảng vài chục triệu euro. Rồi. Và cái vụ đặc biệt đó là vào năm 2012, sau khi cái chắc tòa năm 2011 có đó, thì ông bị tòa nhà ông bị lục soát. 11 cái xe của ông, toàn là xe Bentley, Maserati, vân vân. Tất cả đều là xe sang, trị giá khoảng tổng cộng 11 cái xe đó là vài triệu euro bị tịch thu và vài năm sau bán đấu giá. Để cho thấy rằng đó, thứ nhất là cái vụ tịch thu tài sản phi pháp đó, nó không liên hệ đến cái chuyện mà chết hay sống. Cái người đó có ra tòa hay không ra tòa, không thôi hết. Tại không phải vấn đề hình sự, nó vấn đề nhắm vào một cái đồ vật, mà cái đồ vật nó thuộc một con người. Mà cái đồ vật nó giống như bây giờ những cái biệt thự mà của những thành phần mà có các đảng Cộng sản Việt Nam đang xây dựng khắp nơi ở đất nước đó. Nguy nga bên cạnh dân sống rất là nghèo khổ đó, thì nó vẫn còn đó thôi. Và một trong những cái yếu tố đặc biệt của cái chuyện này đó, mà tôi sẽ từ từ tôi kể đó, là những cái quốc gia này đó, theo cái công ước về chống tham nhũng đã thay đổi những cái luật hình sự của họ để cho phép
tịch thu trước, chưa cần phải truy tố, tức là họ chưa có tội hết nhưng vẫn tịch thu trước, sau đó sẽ trả lại nếu chứng minh rằng những cái đó đến từ cái tài sản, đến cái lợi tức hợp pháp mà họ thụ đắc. Bây giờ thí dụ một ông ở Việt Nam lãnh lương cao cấp khoảng 12 triệu mà ông ấy tậu được một cái nhà, một cái biệt thự không biết bao nhiêu ngàn mét vuông mà trị giá 10.000 tỷ thì họ nhân lên họ làm tính họ biết liền, này không thể nào được. Không hợp lý. Đây là tiền gọi là tiền mồ hôi nữa. Đây là tiền mà lấy đồ ở đâu chứ, chắc chắn là như vậy. Và đó là cái nguyên tắc thứ tức là tôi sẽ nhắc lại những nguyên tắc mà cho đến giờ tôi đã nêu được ba nguyên tắc rồi nha. Rất là căn bản. Những nguyên tắc này đó được ghi vào trong cái công ước Liên Hợp Quốc chống tham nhũng đó vào năm 2005 hay 2003, tôi xin lỗi 2003, là tại vì dựa trên những cái điều khoản mà chống mafia ở bên Ý. Khi mà cái cuộc chống mafia bên Ý bắt đầu gia tăng rất là mạnh về mặt cường độ đó vào khoảng năm 90, cuối năm thập niên 80 và đầu năm 90 đó, thì có mấy ông quan tòa rất giỏi, giống như ông Falcone, và sau đó ông bị ám sát chết đó. Ông nói bây giờ đó, nếu mà muốn chống mafia đó phải thay đổi một số luật, phải đánh vô cái cốt lõi của họ đó, là đánh vô cái tài sản sở hữu của họ. Tại vì những thành phần mà tội ác đó sợ mất tài sản sở hữu hơn là bị tù. Tại vì họ trong tù xong đó, họ sẽ tìm cách mua chuộc quan tòa, mua chuộc người này nọ đủ thứ để họ ra sớm, và sau đó họ hưởng thụ hạ cánh an toàn với cái số tiền khổng lồ mà họ chiếm đấu nơi. Và cuối cùng ông quan tòa cũng nói, ông quan tòa và vài ông khác rất là can đảm nha, và ông nói sau đó ông bị mafia ám sát chết đó, là bắt buộc phải thay đổi luật lệ để tịch thu trước rồi trả lại sau nếu chứng minh được. Thành ra chính vì cái đạo luật đó, đó mà cho tới bắt đầu từ năm 92 đó, chính quyền Ý cho phép tịch thu trước và trả lại nếu được đó. Và từ năm 2008 cho tới năm 2011 đã tịch thu được của mafia, niêm phong đấy nha. Một số tổng số những bất động sản đủ thứ này nọ, tức là những cái casino rồi khách sạn rồi nơi gái điếm vân vân, đại khái như vậy đó, 9 tỷ euro, và trong đó có 5 tỷ rưỡi lấy luôn. Và khi lấy luôn đó, trong đó liên quan đến mười mấy ngàn vụ khác nhau đó, thì những cái tòa nhà đó được biến thành những cái trạm công ích công cộng, có nghĩa là xây trường mẫu giáo, xây thư viện, rồi xây một số nơi khác đào luyện này nọ cho người dân Ý ở vùng đó. Tức là họ không có sung vô trong cái quỹ để làm riêng cho một cái bộ nào hết á, mà họ cho trở lại để làm sao mà những cái chuyện đó trở thành giúp ích cho người dân ở phục tại vụ đó, cho công ích xã hội, cho công ích xã hội. Thì bây giờ cần hơn đó, và cái vụ này là liên quan đến Magnitsky, tại vì cái Magnitsky mà chị anh Chi nói đó là Global Magnitsky, trong khi cái Magnitsky mà không có chữ Global đó là liên quan đến cái vụ mà cái ông luật sư ông bị tra tấn trong tù chết, ông bị bắt khoảng cuối năm 2008 và ông chết vào năm 2009 rất dã man, tức là ông bị sưng viêm khổ phổ gan tùm lum hết mà không được điều trị. Mình có thể mở ngoặc ở đây là tại sao cái ông Magnitsky, Roger Magnitsky bị bắt và bị tra tấn đến chết? Tại vì ông là một cái ông mà luật sư, ông có associate với lại một cái tổ hợp luật sư bên Anh, ông làm việc bên Anh đi qua đi lại, nhưng mà ở bên kia đó, tôi nghĩ ông là một cái người rất là cương trực. Ông khám phá ra một cái vụ tham nhũng liên quan đến hơn 200 triệu Mỹ Kim, tức là một cái số tiền rất lớn bên kia, và liên quan đến rất nhiều những thành phần cộng sự viên khác nhau gần trong vòng đai thân cận của Putin. Sau đó, đó là họ ông bị bắt. Ông bị bắt xong rồi ông ấy bị tra tấn trong tù và ông chết. Và khi chết xong đó thì cái người associate ở bên Anh đó, cái tổ hợp luật sư bên Anh và cũng như là những người còn lại bên mặc tư khoa bên Moscow đó, họ có vận động để làm sao mà có một cái đạo luật nhằm trừng phạt những thành phần mà đã làm những chuyện này. Thì những cái đạo luật đó được một số những dân biểu và thượng nghị sĩ bên Hoa Kỳ đó ủng hộ. Và sau nhiều năm tranh đấu đó, thì vài năm sau đó trở thành một cái đạo luật. Nó tên là Magnitsky thôi nha. Là từ năm 2012. Bắt đầu từ đó, vâng. Đã có rồi. Vâng. Và cái đạo luật Global Magnitsky đó, mà chúng ta đang bàn, mà hồi nãy tôi có nêu một số trường hợp đó, là liên quan đến cái Global Magnitsky đó, là liên quan đến mọi người, tức là hành pháp Hoa Kỳ có quyền trừng phạt bất cứ ai mà liên hệ đến những cái vụ tham nhũng là quy mô toàn cầu. Bất cứ nơi nào, nó có nhiều trường hợp nhưng mà tôi sẽ từ từ kể, bất cứ nơi nào. Và thứ hai đó là những người đó
có sử dụng những cái quyền lực của mình, cái quyền thế của mình đó để chấn áp, truy bức đến chết hay là gây trọng thương vân vân cho bất cứ một cái người cá nhân nào mà đang làm những cái việc mà của như của một cái thành phần dân chủ, là tố giác những cái tham nhũng, tố giác những cái vi phạm về nhân quyền ở trong Việt Nam hay trong bất cứ nơi nào khác vân vân. Thì cái Global Magnitsky là cái đó, trong khi cái Magnitsky không đó là liên quan đến cái ông mà luật sư Nga mà bị tra tấn chết trong tù thôi. Thì bây giờ đó, trong cái vụ mà Ukraine gần đây đó, thì họ sử dụng cả hai, tức là tất cả cái 30 người trong cái vòng tay thân tín của Putin đó đều bị phong tỏa tài sản ở bên Hoa Kỳ. Và cái làm cho họ nhức nhối nhất đó là cái cơ quan mà bán dầu hỏa, xuất khẩu dầu hỏa ở bên ngoài đó không có thu về được bằng đô la, tại bị cấm. Thành ra nếu mà họ nhận tiền rút ấy, thì rút đâu có đổi được, đâu có hoán chuyển đâu. Thành ra trong vòng có vài năm, trong vòng 1-2 năm đó, thử tưởng tượng cái nền kinh tế của Nga như vậy mà họ tùy thuộc vô cái số đề xuất khoản dầu hỏa, mà khi mà không thâu được vô độ đô la đó, cái tổng sản lượng xuống 5% liền. Thành ra chính vậy mà Nga rất là nhức nhối về cái vụ mà Magnitsky. Tại cái vụ này nó không chỉ có đơn thuần đó là nhắm một phong tỏa trưng mục hay cấm đi vô Hoa Kỳ của một số người, mà họ trừng phạt luôn những công ty của những người đó sở hữu nữa. Mà cái quan trọng cái này nè, là trên thế giới đó có nhiều quốc gia đã ký một cái công ước về chống tham nhũng, và những quốc gia đó đều có những cái tương trợ lẫn nhau, nó gọi là legal mutual assistance. Có nghĩa rằng nếu cái vụ đó đang xảy ra bên Pháp, mà giữa Pháp cũng đã ký cái công ước rồi và Hoa Kỳ cũng vậy đó, thì Hoa Kỳ request nói rằng có một cái người đang bên này hay là vài người bên này đang trong cái tầm trừng phạt của tôi đó, xin yêu cầu điều tra, là xác suất là Pháp cũng sẽ có cái chắc tòa rồi. Thành ra chính vì vậy mà cái thế giới nó ngày thu hẹp lại. Bây giờ đó 100+ nước, toàn những nước tiền tiến mà đã ký công ước Legal Mutual Assistance đó, với Hoa Kỳ hay với những quốc gia khác, thì bất cứ một thành phần độc tài nào mà tự nhiên đã gây ra những cái chuyện, hay là cố ý gây ra những cái chuyện mà đả thương người, hay là lấy những tài sản phi pháp khổng lồ đủ thứ đó mà đi bất cứ nơi nào mà trong cái phạm vi đó đều có thể bị request được bởi cái tòa án cái quốc gia đó. Thì có nhiều người nói rằng đó, cái đó chưa chắc gì xảy ra, thì tôi xin dẫn chứng một chuyện thôi, là cái ông Pinochet, là cái ông mà đã từng lật đổ cái ông tổng thống xã hội Salvador Allende đó, thì ông ấy xuống chức, ông không phải làm tổng thống nữa, ông đi qua bên Anh, thì lúc đó bị một cái chắc tòa bên Anh vào năm 98, cuối tháng 10 năm 98, request ông với tư cách một người nhân chứng, tại vì ông đã từng ra lệnh cho quân đội của Trí Lợi đó thủ tiêu, bằng cách là khi mà phi cơ đang đi đạp họ xuống, đang bay trên không đó, đạp họ xuống, và hàng ngàn người bị thủ tiêu như cách đó. Thì một cái tổ chức của người Trí Lợi đó, những nạn nhân Trí Lợi đó, họ nộp ở cái tòa Tây Ban Nha. Và cái tòa Tây Ban Nha đó, theo cái tinh thần của cái Universal Jurisdiction, họ có quyền xử một cái vụ xảy ra nơi khác. Và trong cái request tòa đó qua bên Anh đó, thì Anh giữ lại ông Pinochet đó trong vòng 1.5 tại London. Sau vụ đó ông về đó, là vài năm sau là ông ấy chết. Tức là có thể nói rằng một cái người tiền hồ hét ra lửa mà tự nhiên đi qua một cái nơi nào khác, bất có thể London, có thể Paris, hay có thể Frankfurt, bất cứ ở đâu, bị giữ lại. Để cho thấy rằng đó, cái sức mạnh của cái nền công lý ở những cái xứ tiền tiến Tây Phương nó rất là mạnh, nếu mình biết vận dụng nó. Và vận dụng nó qua hai cái công ước, là cái công ước chống tham nhũng đầu tiên, và một cái công ước xưa hơn đó, công ước tham nhũng là 2003, công ước chống tra tấn 1984. Đó, bây giờ tôi đi qua cái phần mà kế tiếp đó, là cái phần mà những cái nguyên tắc căn bản về thu hồi. Trước khi mà từ từ đi vô Magnitsky nha, thì tôi nhắc lại thứ nhất, cái nguyên tắc rất là quan trọng mà hồi nãy tôi quên nêu lên đó, là cái nguyên tắc non-conviction base, NCB. Có nghĩa rằng cái người đó không bắt buộc phải ra tòa, nhưng mà vẫn tịch thu tài sản họ được. Nó có hai chuyện. Khi mà cái người đó bị truy tố ra tòa, mà sau đó bị tòa kết tội đó, thì nếu mà họ liên quan những vụ tham nhũng vân vân đó, thì tài sản liên quan đó sẽ bị thu hồi. Đằng này, cái chuyện mới của cái chuyện này đó, là NCB, non-conviction base, có nghĩa là cái người đó không bị truy tố ra tòa, vì thứ nhất họ cao cấp quá, không đụng họ được, thứ hai họ trốn, thứ ba họ chết rồi. Thì không ít trường hợp tôi nêu ra đó, chết rồi đương chức phó tổng thống cũng bị bắt, cũng tịch thu bình thường, không có vấn đề hết.
Đó. Nhưng mà ở đây nó có một câu hỏi rằng là nếu như Cộng sản Việt Nam họ không ký với quốc tế về cái đạo luật chống tham nhũng thì chúng ta có áp dụng được những cái điều mà chúng ta vừa mới trình bày ở đây không? Đối với họ, đối với tài sản của họ. Thứ nhất là họ ký. Thứ hai đó là nếu mà họ, dù họ không ký đó, mà tài sản họ ở trong một cái phạm vi một cái quốc gia mà đã ký công ước đó rồi đó thì vẫn làm được như thường. Đó là cái quan trọng. Và cái, và bây giờ tôi hé mở một chút liên quan đến cái Globalnitsky đó, là trong cái phạm vi mà truy tố những thành phần này ra tòa đó thì sẽ rất là phức tạp. Trong khi cái Globalnitsky đó mà Tổng thống Obama ký vào cuối năm 2016 và bắt đầu có hiệu lực đó, và bắt đầu được Tổng thống Trump áp dụng cho một số lần, cho một số nơi đó, thì không cần phải bằng chứng như ra tòa, chỉ cần credible evidence. Thì tôi xin trình bày credible evidence, nhìn cái bình lên. Như vậy thì anh Chi xin phép cắt ngang ở đây để cho các anh chị ở trong diễn đàn chúng ta dễ theo dõi. Tức là những cái gì mà anh trình bày qua cái công ước chúng ta có, đầu tiên hết xưa nhất là cái công ước chống tra tấn, và sau đó là cái công ước chống tham nhũng. Những cái công ước này nó đều ra đời trước cái đạo luật Magnitsky. Ở đây bây giờ chúng ta xin mở rộng thêm là mình sẽ lấy cái Global Magnitsky, có nghĩa là cái đạo luật Magnitsky toàn cầu. Bởi vì cái đạo luật Magnitsky không thì nó chỉ có mang tên của một cái vị luật sư ở Nga, và Nga. Cái đạo luật đó nó chỉ có liên quan trong, hình như trong xứ Nga, với những cái vấn đề có liên quan trong cái vụ án của ông thôi, phải không? Không. Hay là trong cái vụ mà Nga mà xâm lăng Ukraine đó, thì cái đạo luật mà Magnitsky không có chữ global vẫn được áp dụng. Vẫn được áp dụng. Tuy nhiên để mà áp dụng mà rộng rãi trên toàn cầu thì bắt buộc phải sử dụng cái đạo luật Global Magnitsky. Như vậy thì cái sự ra đời của Global Magnitsky nó tương hỗ, nó hỗ trợ thêm thêm nhiều nữa những cái chi tiết cho cái công ước chống tham nhũng, thưa, phải có phải như vậy không? Dạ đúng. Trong cái tinh thần của Global Magnitsky đó là những cái người mà phạm tội về mặt gọi là tham nhũng một cách quy mô đó, và thứ hai là có những hành vi mà vi phạm nhân quyền một cách gọi là quy mô luôn đó, đều sẽ bị phạt về tài sản đó, chứ không phải là bị phạt, chưa nói về hình sự nha. Họ không nói gì về hình sự, nó chỉ phạt về vấn đề tài sản phi pháp. Nếu mà ở bên Hoa Kỳ hay những nơi mà có liên hệ Hoa Kỳ đó, sẽ bị đông lạnh, sẽ bị gọi là niêm phong vân vân. Và thứ hai là đương nhiên là họ bị, gia đình họ đó sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ. Tại vì cái chuyện này đó không phải chỉ liên quan đến họ thôi mà thôi nha, còn liên quan đến cái vòng đai thân cận nhất của họ nữa. Cái đó là họ biết. Cho nên giờ nó khác cái chỗ đó. Trong khi về mặt hình sự đó, thí dụ như là anh làm cái người mà thủ phạm cái vụ giết người đó, thì đâu có liên hệ đến con cái anh hay là vợ anh, đúng không ạ? Đây không có. Tại vì người ta nói rằng đó, cái những cái tài sản phi pháp này đó là khi mà thụ đắc được đó thì sẽ được lợi cho cả gia đình anh, những người mà thương thân thuộc nhất anh. Thành chính vậy mà họ phải điều tra luôn cả những người đó. Như vậy là cái đạo luật Global Magnitsky là họ nhắm vào cái tài sản phi pháp của những cái đối tượng lạm dụng đúng chức quyền. Như vậy thì cái việc mà ngày giờ này đó, như cái câu hỏi của anh Hiệp Nguyễn đó, là anh nói nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam họ không ký kết những cái công ước về chống tham nhũng hay là công ước về chống tra tấn chẳng hạn, thì bây giờ coi như họ nằm ngoài luôn cả cái đạo luật mà Global Magnitsky, thì những cái đối tượng như vậy mình có đụng đến được hay không, mình có áp dụng được hay không? Thì cái câu trả lời của anh là cho dù Việt Nam không ký những cái công ước quốc tế đó về chống tra tấn, về chống tham nhũng, hay là không có ký kết trong cái đạo luật mà Global Magnitsky đi nữa, nhưng nếu mà tài sản của họ nằm trong những cái quốc gia mà có ký kết những cái công ước đó thì vẫn bị ảnh hưởng như vẫn thường. Vẫn bị ảnh hưởng như thường. Là, nhưng mà theo anh Chi biết thì là Việt Nam chúng ta có ký các cái công ước về chống tra tấn và tham nhũng, tuy nhiên họ vẫn vi phạm như thường. Rồi, bây giờ tôi nói thêm về hai cái vụ đặc biệt mà Việt Nam ký. Việt Nam ký cái công ước mà chống tham nhũng đó thì trước, rồi sau đó gần đây 2015 mới ký công ước chống tra tấn, là tại vì họ dư sức với họ tra tấn người trong nước như thế nào. Nhưng mà họ đã có nghiên cứu, họ có nhờ luật sư hỏi, thì họ không ký vô cái Statute de Rome. Cái Statute de Rome có nghĩa là gì? Có nghĩa là đó là một cái điều khoản trong cái vấn đề mà tòa án hình sự quốc tế. Khi mà không ký trong đó đó, thì cái tòa án hình sự quốc tế là ICC đó, International Criminal Court ở bên La Hay, ở bên Hà Lan đó, không có quyền bắt hay là kêu những cái người, những quan chức Việt Nam ra tòa.
nếu mà họ bị vô trong những cái vấn đề mà công ước chống tham nhũng hay chống tra tấn. Đó là chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai là trong cái công ước mà chống tra tấn đó, họ không ký một cái phụ bản khác nó tên là OPCAT. Thì cái phụ bản OPCAT đó, bắt buộc cái nước mà ký cái đó, đó phải cho một cái phái đoàn của Liên Hợp Quốc đi về thăm để điều nghiên tình hình chống tra tấn như nào trong nước. Có nghĩa là nếu trường hợp có họ không ký để có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ không muốn cho một cái phái đoàn nào của Liên Hợp Quốc hay của bất cứ một cái ủy ban nhân quyền nào đi về để điều tra vấn đề tra tấn chống tra tấn ở trong Việt Nam chúng ta. Vậy thưa anh thì nếu như trong cái công ước về chống tra tấn mà có hai cái phụ bản quan trọng đó mà họ không ký nữa thì như vậy cái công ước chống tham nhũng mà họ ký nó còn giá trị gì đâu ạ? Chính như vậy mà tôi mới trở lại cái vụ Magnitsky. Magnitsky đó là nó dựa trên những cái điều khoản của hai cái công ước kia, chống tra tấn và chống tham nhũng. Nhưng mà khi mình đọc vô cái tinh thần của cái đạo luật mà Global Magnitsky đó ký với Tổng thống Obama vào cuối năm 2016 đó, cái hồ sơ đó tương đối nó rất là dễ, nó không liên quan đến những cái chuyện mà bị OPCAT hay là Statute de Rome hết, tại vì họ đâu có phải là tòa án hình sự quốc tế, họ là hành pháp Hoa Kỳ, khác đúng không? Và những cái hình thức hồ sơ mà có thể nộp cho cái đặc sứ tức là phụ tá ngoại trưởng về lao động, nhân quyền và dân chủ đó, tương đối là một cái hồ sơ đơn giản hơn cái hồ sơ ra tòa nhiều. Và chỉ cần một cái loại gọi là credible evidence, thì hồi nãy tôi có trình bày và chị đang chuyển qua một cái câu hỏi khác, không sao thì tôi trở lại thôi. Tôi biểu thí dụ thứ nhất, cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi mà ông làm đó, ông có trực thuộc toàn quyền bổ nhiệm tổng giám đốc bất cứ một cái chức sắc lớn nào trong 11 cái tổng công ty, tổng công đoàn. Ông bổ nhiệm luôn cả thống đốc Ngân hàng Việt Nam. Đúng không ạ? Vâng. Tất cả những cái đó đều dẫn tới hàng năm những cái thua lỗ tới hàng chục, hàng ngàn, hàng chục ngàn tỷ. Đúng không ạ? Vâng. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong cái hoàn cảnh đó mà khi mà họ điều tra ra, họ biết rằng đó là gia đình Nguyễn Tấn Dũng qua con gái hay qua bất cứ người thân nào nó mà chuyển ra bên ngoài đó, một cái số tiền vài trăm triệu hay cả tỷ đó, thì số tiền đến từ đâu? Đó là credible evidence. Vấn đề còn lại họ điều tra coi xem cái số tiền đó liên hệ đến cái vụ mượn tín dụng gian để khai thua lỗ đủ thứ và sau đó bỏ túi vân vân như thế nào thôi. Và tất cả cái đó đều có trace hết, đều có dấu vết hết. Đó là tôi gọi là credible evidence. Mình không có bắt buộc mình phải chứng minh, phải đưa ra nói rằng cái ông này có chương mục ngân hàng Thụy Sĩ số mấy vân vân, không có. Sẽ có những bộ phận khác đi truy lùng. Thì bây giờ tôi thuật cái phần thứ ba, bộ phận truy lùng. Tại vì muốn làm cái này đó, nó có nhiều cái tầng lắm. Thì bây giờ đó, giờ tôi kể bên Pháp, tại tôi sống bên Pháp, thì cái bộ phận truy lùng bên Pháp nó mang tên rất là đặc biệt, nó tên là AGRASC, A-G-R-S-C, tức là Agence Gestion de Recouvrement des Avoirs Saisis Confisqués, đó là tên tiếng Pháp. Có nghĩa là một cái cơ quan mà chuyên môn tịch thu tài sản phi pháp, và họ bắt luôn, trong đó Obiang là một vụ. Chính cơ quan này đã đi tới gặp tận nhà, cái tòa nhà mà ở đại lộ Phốc đó, họ đi họ kiểm soát và sau đó họ tịch thu, họ đem 11 cái xe mà rất là ngon lành, Bentley, Bugatti vân vân mà cả đời mình chưa bao giờ mình dám ngó tới đó, đem đi. Và sau đó chính những cái đó bị bán đấu giá đi. Và cái cơ quan rất là đặc biệt, cái cơ quan đó từ lúc thành lập vào năm 2011 đó cho tới khoảng năm 2015 đó, thì tới năm 2015 đó cái số tiền thu vào là 471 triệu euro rồi. Trong đó có mười mấy ngàn vụ, trong đó họ tịch thu cả du thuyền, cả tàu, cả máy bay tư, rồi cả chương mục ngân hàng, một số chương mục ngân hàng lên tới 500-600 ngàn euro cũng bị tịch thu luôn, niêm phong. Sau đó đó thì tới năm 2016 đó cái số tiền nó lên hơn nửa triệu euro, càng ngày càng tăng. Và cái chủ trương của những cái cơ quan này đó là phải đánh thẳng vô cái cốt lõi của những thành phần tội ác, nghĩa là tiền bạc của họ, chứ không trước khi mà họ bị ra tù về mặt hình sự nữa. Họ đánh thẳng vào cái đó và trong cái để cho cái cơ quan này được phép gọi là làm việc đó, thì có một số sửa đổi trong những bộ luật hình sự của Pháp để phù hợp với lại cái công ước về chống tham nhũng. Và trong đó là những cái chỉ thị của Liên Âu dựa theo những cái gì mà tôi đã trình bày trước về vụ chống mafia và trong những thập niên 90-80 trong thế kỷ trước. Đó, tất cả nó đều có dính với nhau. Thì bây giờ bên Pháp nó có cái tổ chức đó, còn bên Anh đó
nó có một cái nó tên là SOCA, nó là Serious Organized Crime Agency. Thì cái tổ chức đó tới năm khoảng 2013 nó chấm dứt, thì nó biến thành một cái tổ chức khác còn bự hơn nữa, và nó có cái khả năng hoạt động bao trùm trên thế giới, nó gọi là NCA, nó gọi là National Crime Agency, và nó có cái chức năng giống hệt như là AGRAS bên Pháp, tức là nó tịch thu tiền rất ít, nhưng mà cái khả năng nó đóng tiền, đóng chưng mục và phong tỏa những cái tài sản nó trên khắp thế giới. Đó là cái bên Anh, và nó liên hệ với nhau qua lại vân vân trong một cái hệ thống nó gọi là FinCEN, nó gọi là Financial Crime Enforcement. Đó, một cái hệ thống đó là một hệ thống toàn cầu mà do Liên Hợp Quốc quản trị. Và đặt, và bây giờ bên Mỹ thì nó tiến hành chậm hơn, nhưng mà nó có một cái tổ chức nó mang tên là CARI, nó gọi là Cryptocurrency Asset Recovery Initiative. Có nghĩa là cái tên của nó nghĩa là tịch thu lại những tài sản phi pháp của một cái gia đình chị. Thì cái chữ cryptocurrency là gia đình chị thì mình đã thấy rất rõ, có nghĩa là cái tiền nó dù chuyển cho hàng con cháu vân vân này nọ nó vẫn tịch thu được, tại vì một cái bức tranh mà rất là mắc tiền cả trăm triệu đó thì nó vẫn là bức tranh đó thôi, ông chuyển đi đâu thì nó vẫn là đây, thì nó truy lên cái người đầu tiên là người gì, nó chuyển xuống rất rất dễ. Còn còn những cái tòa nhà thì còn dễ hơn nữa, thành ra hiện nay ở bên Âu Châu, ở bên trong thế giới, những cái quốc gia mà tiền tiến nhất đó, họ đều có những bộ phận đó, và những bộ phận đó có những quyền hạn rất là rộng rãi để có thể block hay là niêm phong bất cứ một cái ngân hàng nào, một cái chừng mục nào mà nếu mà trường hợp mà liên hệ thật sự đến những cái vấn đề tài sản vi phạm vân vân. Và rất nhiều chuyện đã xảy ra gần những cái chuyện đó. Vâng. Rồi bây giờ đó là cái chuyện biệt biệt mình trở lại Magnitsky nha. Vâng. Thì bây giờ đó cái vụ Magnitsky đó nó giúp cho mình dễ dàng hơn là tại sao? Là tại vì chỉ cần cái hồ sơ vừa phải, và chúng tôi đã làm cái hồ sơ đó liên quan đến cái vụ mà tra tấn hay là đánh đập cái phái đoàn mà Sông Ngọc, giáo dân Sông Ngọc. Vâng. Và những cái thành phần mà công an, đặc biệt là hai bí thư tỉnh ủy gọi là Vinh và Hà Tĩnh, cũng như hai giám đốc công an và ông Tô Lâm, bộ trưởng công an đều có trong danh sách đó. Và danh sách đó chúng tôi đã nộp cho gọi là cái văn phòng mà đặc trách về liên quan đến vụ Magnitsky rồi. Đó. Đó. Và hiện nay đang làm thêm một số hồ sơ khác, thì đương nhiên cái chuyện Magnitsky này nó không phải một mình Việt Tân làm, mà rất nhiều những tổ chức khác cũng cùng làm. Đây là cái chuyện chung của đất nước. Thành ra rất những cái tổ chức nào mà cùng làm được và theo một số những cái bài bản mà tôi đã có viết hướng dẫn đều là tốt thôi, đóng góp cho công cuộc đấu tranh chung thôi. Biết làm sao cái này là mình cho những thành phần mà quan chức hay quyền chức ở trong nước thấy rằng đó, không phải là họ muốn tự tung tự tác làm gì làm. Nếu mà mình biết vận dụng những cái đạo luật, những công ước quốc tế mà ngoài này một cách đúng đắn đó, có sự hỗ trợ các NGO vân vân đó, thì cái áp lực nó sẽ rất là nặng. Nhưng mà thưa anh, để mà hình thành một cái hồ sơ tố cáo đó, nó đòi hỏi tại vì anh vừa mới chia sẻ rằng là cái việc mà chúng ta có thể vận dụng cái đạo luật mà Global Magnitsky cho cái việc mà phong tỏa hay là sau này là đòi hỏi mà thu hồi lại những cái tài sản phi pháp của các cái giới chức cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thực tế nó là tài sản của người dân. Anh bảo rằng đây là một cái hồ sơ nó tương đối là nó nhẹ nhàng hơn, nó dễ tiến hành hơn so với một cái hồ sơ mà chúng ta kiện cáo ra ngoài tòa quốc tế. Thì để mà tiến hành một cái hồ sơ tố cáo như vậy đó, thì dĩ nhiên anh chỉ biết rằng là nó, mặc dù anh nói nó nhẹ nhàng hơn, nó đơn giản hơn, nhưng mà anh chỉ nghĩ rằng nó không có đơn giản đến cái mức mà bất kỳ người dân nào cũng có thể làm được, hay là một cái tổ chức dân sự nào, nếu như mình không có những cái bước chuẩn bị cần thiết căn bản nhất. Thì anh có thể chia sẻ một cách ngắn gọn để mà thành lập nên một cái hồ sơ tố cáo như vậy, điều đầu tiên chúng ta cần cái gì, và những cái bước kế tiếp một cách vắn tắt thôi, để cho bà con khán giả của mình có thể hình dung ra được. Thì bây giờ tôi nói cái trường hợp mà cái hồ sơ mà về vấn đề đại đáp sông Ngọc đó, nạn nhân thương tích của họ, và có những người sẵn sàng làm chứng. Nạn nhân thương tích, chứng nhân và tội phạm, tất cả những cái đó đều có hết. Mình cần phải có những cái bằng chứng không, ví dụ như về hình ảnh, về video clip. Mình có hình ảnh, mình có rất nhiều những cái chi tiết về những cái giáo dân hay là những cái cha bị đánh đập rất dã man, có thương tích vân vân, mình có. Và mình cũng đã có tiếp xúc và nói rằng đây là những cái người mà sẵn sàng ra làm chứng hay không. Phải có cái đó nữa. Mình cũng phải gọi là xin phép họ, mình phải hỏi của họ, hỏi ý kiến của họ nữa. Vâng. Thì trong những cái vụ mà trước đây tôi hỏi về vụ Obiang đó,
thì có những cái người trong xứ Guinea Conakry rất can đảm, họ biết rằng họ sẽ bị trục xuất nặng, có thể họ bị ám sát để thủ tiêu thì tôi không biết, nhưng mà họ sẵn sàng họ đứng ra làm chứng. Với lại cái hai cái NGO bên này là Sherpa với Transparency International France, cuối cùng là hai cái hồ sơ đó là dẫn đến cái vụ mà kết tội Uban Teodora Obiang vào tháng 6 2017 cách đây. Như vậy thì cái việc mà chúng ta cho rằng là chúng ta có những cái điều kiện thuận tiện để chúng ta thành lập một cái hồ sơ tố cáo, sau đó thì cái bước kế tiếp chúng ta chuyển cái hồ sơ đó đi đâu, ở một cái cơ quan nào thụ lý, chúng ta cần phải có luật sư hay không, và chúng ta có cần phải chuẩn bị các cái chi phí cho cái việc đó hay không, và nó có đòi chúng hỏi chúng tôi có làm một cái dự trù làm cái hồ sơ, một cái hồ sơ mà giống như là bên bên Campuchia họ làm đó, về vấn đề mà chống lại vấn đề thu tức là trưng thu đất đai một cách trái phép đó của mấy trăm ngàn người dân Campuchia đó, để chống lại cái chính quyền Hun Sen đó. Thì cái hồ sơ đó thì khi mà tôi tiếp xúc với ông luật sư đó, ông nói rằng đó cái phí tổn tối thiểu là khoảng 200.000 đô. Thì ở khi mà ông làm đó thì tôi có dịp có coi đó, thì cái hồ sơ đó nó cũng khá giống như những gì hồ sơ chính chúng ta làm tự làm được, nếu mà theo cái format mà tôi vừa mới trình bày đó. Tại vì sau đó đó tôi xin bạn pháp không nói để rõ ràng tất cả những cái connection đằng sau đó nha. Dạ, vâng. Thì tôi nói rằng khi mà mình dự trù mình làm cái đó, mình có hỏi một cái NGO chuyên môn giúp đỡ những người bị tra tấn đó, thì họ nói bây giờ đó, nếu trường hợp mà nhà nước Cộng sản Việt Nam sau khi ký công ước chống tra tấn đó, mà không có làm một cái rapport, một cái bản tường trình hàng năm đó, thì mấy ông có thể làm cái bản report, shadow report, tại vì mấy ông không phải là chính quyền, nhưng mà những NGO và những cái tư nhân đó, mà nếu mà liên quan đến chuyện đó có quyền làm thay cho chính quyền nếu chính quyền không muốn làm, và rõ ràng họ không muốn làm, hay là chúng tôi có làm cái shadow report đó. Và khi làm cái shadow report đó, chúng tôi có gửi đi những ủy ban nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì việc trở lại cái vụ Magnitsky đó, khi mình làm cái hồ sơ đó đó, thì nó còn dễ hơn là cái vụ kia nữa. Tại vì cái vụ kia mình còn cần phải nhiều chi tiết, trong khi cái vụ mà hồ sơ mà cho Glow Magnitsky nó chỉ vừa phải thôi. Tức là cái vụ đó kê là tên gì, xảy ra tại đâu, địa danh nào vân vân, và đâu là những cái chứng nhân liên quan đến vụ đó xảy ra như thế nào vân vân. Thì theo một cái format như vậy. Và khi mà format như vậy xong đó, mình làm khoảng cũng chừng vài tháng, cũng phải vài tháng, phải đi qua đi lại vân vân. Mình cũng nhờ những cái người đã từng hoạt động trong những cái tổ chức mà chống tra tấn, họ xem như thế nào để coi xem nó có được phù hợp hay không, và nhất là xin họ góp ý về cái phần mà conclusion, cái phần mà recommendation đó có rất là quan trọng, cái phần kết luận mà khuyến cáo cho chính phủ Hoa Kỳ đó, thì họ có giúp mình về chuyện đó. Ở đây có một câu hỏi của một bạn tên là Bảo Gia, hỏi rằng là nếu như trong cái thời điểm hiện tại đó mà chúng ta tiến hành được một hoặc những cái hồ sơ tố cáo và nó được khai triển, nó được áp dụng, rồi nếu như bạn này hỏi hơi mang cái tính chất là lạc quan một chút, tức là nếu như chúng ta thu hồi lại được những cái tài sản đó ở trong cái thời điểm gần đây, mà làm sao có thể trao trả lại cho người dân khi mà cái thể chế ở trong nước vẫn là Đảng Cộng sản cai trị? Dạ vâng, cái đó chính là cái vụ xảy ra vụ Obiang đó. Tức là khi mà ông Tổng thống Obiang, ông là ông cha của ông này đó, vẫn tại chức đó, thì nhà cầm quyền Pháp giữ lại đó. Và nói rằng khi nào mà có một cái người đại diện mà rõ ràng của xứ Guinea Equatorial, họ sẽ chuyển lại. Thì bằng chứng, Mỹ đã nhận được một số tiền rất lớn của Sadia Basha. Mấy chục năm sau thì khi mà thấy tình hình Niger khá thì họ mới chuyển lại. Chứ bây giờ nếu mà chuyển lại tiếp tục hậu duệ của ông Sani Abasha thì họ đâu có chuyển. Thành ra những cái chuyện nó đều có dự trù hết, nó không phải là chuyện khó. Cái chuyện khó của mình bây giờ đó, làm sao mà lập ra cái hồ sơ đó rõ ràng có những tội phạm, và để cho mình thấy rằng đó, tất cả những cái tội phạm đó nó sẽ được người ta biết tới, và người ta sẽ thụ lý đàng hoàng theo tất cả những cái nguyên tắc của pháp lý Tây phương vân vân, chứ không phải là những cái tội ác đó sẽ bị chôn giấu và sẽ bị gọi là không còn ai biết tới, đủ thứ không có. Cái này mục tiêu của mình đó, cái điểm chính là đem lại cái công lý cho những người nạn nhân. Đầu tiên phải đem lại cái niềm tin khi mà đất nước Việt Nam xoay chuyển. Và cái thứ hai đó là những cái tài sản kích xù đó, dù cho mình có tịch thu nó không bao giờ sạch thu hết được, chắc chắn không bao giờ 100%, nhưng mà chỉ một phần tương đối vừa phải thôi đó, là mình đã có thể có cả, tôi nghĩ cả chục tỷ, cả mấy chục tỷ, để làm sao mà đóng góp vào cái phần mà xây dựng đất nước khi mà đất nước Việt Nam bắt đầu chuyển qua
còn hơn là mình vay mượn ngân hàng thế giới, ngân hàng Á Châu vân vân. Mình có những số tiền nó sẵn, và nhất là bây giờ đó, qua những gì mà tôi có dịp theo dõi nghiên cứu đó, thì cái trường hợp thu hồi lại đó nó nhanh hơn ngày xưa, nó không còn là 10 năm hay 20 năm nữa mà nó có thể nhanh hơn nhiều. Đó, dĩ nhiên là tất cả đó là tùy theo cái quyết tâm của chúng ta thôi. Chúng ta biết cách làm, chúng ta có những người nạn nhân chứng nhân ở trong nước, chúng ta biết cách đệ đơn ở đâu vân vân, và chúng ta sẽ khai thác tối đa cái Global Magnitsky này để tạo áp lực lên những thành phần mà gọi là điều động tội ác của nước. Vì cái hồ sơ Magnitsky này đó chỉ nhắm vào những thành phần chỉ huy thôi nha, chứ họ không nhắm vào những thành phần mà thừa hành. Thừa hành thì đó là chuyện khác, có thể đó là cái tòa án địa phương ở trong nước vân vân. Nhưng mà khi mà ra tới cái mức quốc tế mà chịu trừng phạt đó, thì theo tôi theo dõi cái vụ mà Ukraine và liên quan đến ông luật sư Sergei Magnitsky đó, thì tất cả những thành phần mà chung quanh Putin đó, từ bộ trưởng nội vụ cho tới những cái ông mà điều tra, mà chuyên môn điều tra mà có liên hệ đến vụ mà tra tấn ông Magnitsky đến chết đó, tất cả những thành phần đó đều bị chế tài. Thưa, có một câu hỏi của một vị Anna ở bên Canada. Đây là một vị khán giả của chương trình, anh chị đã có dịp tiếp xúc ở bên ngoài. Cô ấy hỏi rằng là những cái vấn đề mà ngày xưa đó, khi mà Cộng sản cướp nhà miền Nam Việt Nam rồi đánh tư sản đó, những cái vấn đề này chúng ta có khiếu nại ra quốc tế được hay không? Tôi nghĩ đương nhiên nó khó hơn, nhưng mà nếu mà trường hợp có bằng chứng chúng ta vẫn có thể khiếu nại được. Hiện nay đó thì anh chị có thấy tổ chức BPSOS của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng có những cái chia sẻ về cái đạo luật Global Magnitsky, cũng như là đang lập những cái hồ sơ để mà đòi lại những cái tài sản của người dân bị Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm sau khi mà họ cướp được chính quyền. Thì ngày hôm nay đó, thưa các anh chị mời anh Nguyễn Ngọc Bảo, là bởi vì anh chị có cái dịp đã lắng nghe anh Nguyễn Ngọc Bảo chia sẻ rất là nhiều về các cái đạo luật Magnitsky hay là Global Magnitsky. Mặc dù rằng là anh chị có một cái hiểu biết qua những cái gì mà anh chị được lắng nghe từ các cái buổi hội đàm, tuy nhiên là anh chị vẫn muốn cho một cái người mà thực sự là có cái sự nghiên cứu đào sâu trong các cái đạo luật này trình bày với các anh chị thì nó sẽ trọn vẹn hơn. Thưa anh rằng là còn cái vấn đề gì ở trong cái Global Magnitsky mà anh cần chia sẻ nữa không, trước khi chúng ta đi qua những cái câu hỏi liên quan? Dạ vâng, thì bây giờ trở lại cái chuyện mà làm ở Việt Nam chúng ta đó, thì cho đến giờ đó tôi nghĩ người Việt Nam mình nhiều khi hay ghét kiện tụng, đúng không? Phiền toái đủ, vâng. Thứ rồi ra trước gọi là cửa đình quan tòa nọ, là chúng ta nhìn thấy cái gì ghê gớm lắm, thật sự không phải. Thưa anh, là tại vì đó nó liên quan tới vấn đề thứ nhất là sợ tốn kém kinh phí, và có thể là những cái hạn chế về mặt ngôn ngữ. Không, tôi nói chung đấy, phải là chỉ là nhiều khi người Việt Nam mình hay dĩ hòa vi quý đại khái như vậy. Dạ, vâng. Nhưng mà trong cái dịp này đó, tôi nghĩ là mình bắt buộc mình phải lập hồ sơ ra tòa thôi. Và cái hồ sơ ra tòa này đó, nó sẽ không có phải chỉ sử dụng trong cái giai đoạn này để trước những cái cơ quan quốc tế, mà nó sẽ dụng sau này cho đất nước Việt Nam luôn. Tại những cái hồ sơ mà chúng ta hay là những cái tổ chức khác lập đó, tôi khuyến cáo là nên coi theo cái mẫu nó gọi là Istanbul Protocol. Istanbul Protocol đó theo những cái mẫu mà tôi có vừa mới trình bày đó, mà anh em chúng tôi làm theo cái khung sườn đó được quốc tế công nhận. Trong đó nó có mười mấy mục, mà mình phải ghi rõ hết tất cả những mục đó như thế nào. Cho tới vũ khí dùng để tra tấn, sau đó cái tình trạng ở trong tù như thế nào, hay là tại gia đình như tại nhà như thế nào, vân vân, đều có hết. Rồi cái thủ phạm gì, họ dùng cái gì để họ tra tấn mình, vân vân, đại khái như vậy. Và dĩ nhiên chứng nhân đủ thứ hết, tất cả những cái chuyện đó, càng có nhiều hồ sơ càng tốt. Khi mình làm cái đó thì những cái gì mà ra được những tòa án quốc tế đó, nó sẽ rất nhanh. Và khi đất nước mình mà có được cái sự chuyển đổi qua dân chủ đó, thì tôi nghĩ rằng những cái điều đầu tiên đó, ngoài những điều khác cũng quan trọng hơn mà mình phải làm để ổn định tình hình, để cho người dân mình vân vân đó, thì cái điều đầu tiên là mình sẽ ký vào cái công ước Statute de Rome để có thể truy tố bất cứ một thành phần nào đang lẩn trốn, những thành phần lãnh đạo nào mà thuộc thành phần tội phạm đó đang lẩn trốn ở ngoài bên ngoài. Khi mà ký vào cái đó thì chúng ta có quyền request những chính quyền những cái quốc gia đó đi truy lùng dùm cho chúng ta cái đó, về không những về mặt hình sự mà còn về cả cái mặt mà tài sản phi pháp nữa. Chúng ta cũng sẽ ký luôn vào cả cái optional protocol OPCAT để cho thấy rằng đây là những cái nhà tù mà chúng tôi vừa mới gọi là cứu những tội nhân ra, xin ông tới đây để
phỏng vấn những người tù để cho thấy rằng cái guồng máy trấn áp của họ làm như thế nào, đau khổ như nào cho bao nhiêu hàng vạn tù nhân trong vòng bao nhiêu năm qua như thế nào. Chúng tôi mời ông tới xem. Tất cả những đó chúng ta biết, chúng ta biết chúng ta phải làm theo cái dạng nào và chúng ta làm biết làm như thế nào để có thể gọi là ngoài cái việc Lobomanitsky đó, chúng ta vẫn có thể gọi là để hồ sơ lên cái tòa án ICC được. Theo anh thì cái việc những cái gì mà nãy giờ anh nói, anh chỉ hình dung ra rằng là cái việc thành lập cái hồ sơ đó dĩ nhiên là nó cần có nhiều cái chi tiết, nó cần có nhiều cái công đoạn, tuy nhiên nó không phải là những cái gì mà nó quá khó khăn và xa vời mà chúng ta có thể làm được. Nếu như bây giờ các cái tổ chức dân sự ở trong nước hoặc là ví dụ như những cái vị khán giả mà nghe được cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay họp lại thành một cái nhóm dân sự chẳng hạn mà họ muốn tiến hành những cái việc này thì họ có thể tìm kiếm những cái thông tin, những cái hướng dẫn ở đâu để họ từng bước tiến hành cho nó nằm trong cái format, nó nằm trong cái bản mà như anh vừa mới nói rằng là nó sẽ dễ dàng được chấp thuận bởi quốc tế. Bây giờ đó, tôi có viết một cái bài khá dài, nó tên là Khai dụng Lobomanitsky ở trên cái trang web của Việt Tân. Cái đó cũng cách đây cũng một thời gian, tại vì khi mà ông Tổng thống Obama ký đó xong đó, thì tôi đã viết xong, viết ngay cái bài đó một thời gian ngắn sau. Thì mà bây giờ bao nhiêu tin tức ở trong nước, cái vụ trù dập rất là mạnh của Cộng sản Việt Nam trong năm 2017 đó, thì có thể nó chìm vô trong một số những chút, nếu cần tôi sẽ gửi lại. Nhưng mà nếu mà lên trên sheet web mà đánh cái chữ Lobomanitsky hay là tên của cái tác giả là Nguyễn Ngọc Bảo, nó sẽ ra. Ở trong cái phần mà sau đó, tôi có hướng dẫn rất là rõ về cách thức làm. Dĩ nhiên nó chỉ là tổng quát thôi. Sau còn lại của mình đó là làm sao mình collect những cái, mình thu thập những dữ kiện về những cái vụ mà đàn áp, chấn áp rất là dã man trong nước đó, mình format lại thành một cái bản đàng hoàng theo những cái yếu tố mà tôi vừa trình bày, Istanbul Protocol đó, và sau đó mình sẽ gửi với tư cách một số người đại diện số nhóm để vân vân mình gửi. Thì bây giờ trở lại trong cái vấn đề trong nước đó, tôi nghĩ rằng đó, cái việc mà an ninh ở trong nước nó cũng rất là quan trọng. Thành chính vậy mà khi mà chúng tôi làm cái chuyện này đó, mỗi lần mà có những cái chứng nhân hay nạn nhân trong nước đó, đều mình được hỏi coi xem họ có đồng ý không. Tại vì nhiều khi có nhiều người còn sợ chữ thu dọc đó. Thì chính vì vậy mà đối với những người trong nước muốn làm đó, tôi nghĩ rằng đó, trừ những người nào thật sự quyết tâm bất chấp thu dọc, còn không nó nên gửi, tìm cách gửi qua cho những cái tổ chức bên ngoài này, thí dụ Việt Tân hay những tổ chức khác. Chúng ta sẽ phối hợp với lại những NGO ngoài này để gửi đi. Vậy như vậy thì nó dễ hơn là tổ chức ở trong đó, tại nếu trong đó, đó thì cái, chúng ta không bảo đảm cái yếu tố an ninh của những cái người đó. Họ cái gia đình sẽ bị trù dập và nó rất quan trọng. Thành ra ngay cả sau này khi mà chúng ta lập ra một cái website để collect những cái điểm đó đó, thì chúng tôi không bắt buộc phải nêu danh tính, nặc danh. Tại vì được. Ở đây có một câu hỏi rằng là khi đưa ra những cái bằng chứng, nạn nhân, hình ảnh vân vân đó, thì cái người chia sẻ hồ sơ có cần phải đưa ra tên tuổi của những cái người trực tiếp hành hạ và cấp chỉ huy hay không? Cái đó là điều mình muốn. Cái đó là điều cần thiết. Cái đó là điều cần thiết. Nghĩa là khi chúng ta đưa ra những cái bằng chứng là đây là nạn nhân của cái sự tra tấn, hình ảnh thương tích, thì mình cũng phải nêu ra ai là cái người tra tấn mình. Ừ, hoặc là ai là cái người chỉ huy. Chỉ huy đó. Ai là cái người trách nhiệm chỉ huy. Cái chỉ huy yeah. Như vậy thì cái lời khuyên của anh Nguyễn Ngọc Bảo rằng là nếu như những người dân ở trong nước mà muốn tiến hành những cái hồ sơ tố cáo, nhưng mà bởi vì để phải giữ gìn cái an toàn tánh mạng, để mà khỏi bị trù dập, khỏi bị ám sát, khỏi bị làm khó dễ, thì nên chuyển những cái thông tin, cái hình ảnh, bằng chứng cho những cái tổ chức ở ngoài. Chúng tôi tức có, là mình có một cái sự phối hợp cùng làm việc với nhau. Và đương nhiên là trong những cái dịp này đó, thì những luật sư mà can đảm trong nước đó cũng sẽ được gọi là đề nghị để hợp tác. Tại vì trong một số vụ đó có luật sư trong nước, có luật sư quốc tế bên ngoài này cùng cộng tác với nhau, với những NGO quan tâm đến vấn đề thủ đất tài sản phi pháp và tra tấn rất là dã man vân vân đó, thì tất cả cái đó đều tụ lại mình làm chung với nhau thì nó có cái kết quả impact nhiều hơn đó. Thì cái đó là nếu mình có được cái khả năng đó, đó thì mình gửi cho cái văn phòng mà đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rất là dễ đó. Tại ngày hôm qua khi mà anh Chi livestream thì có một cái cậu đó ở Việt Nam,
viết với anh Chi rằng là Cộng sản có nợ máu với gia đình em, thì cậu chia sẻ một cách công khai trên diễn đàn rằng là cậu là thuộc cái thành phần dân oan mất đất, và cũng kiện cáo, cũng chống trả, và cuối cùng là bố của cậu ta bị treo cổ, bị giết. Tuy nhiên là cái sự việc nó không được lên báo. Thì cái đạo luật mà Global Magnitsky nó đem lại cho người dân Việt Nam chúng ta ở trong nước một cái hy vọng, nếu như họ hiểu đúng trên cái tinh thần của cái đạo luật, rằng là cái tài sản phi pháp sẽ được phong tỏa, sẽ được thu hồi và sẽ được trao trả lại cho người dân một phần cũng không nhỏ, nhưng mà không thể nào hy vọng là hoàn toàn được. Nhưng mà còn cái vấn đề hình sự là chuyện khác đó nha, tôi chỉ nói vấn đề tài sản phi pháp thôi đó. Còn đương nhiên là những cái thành phần mà tội ác đó, sau này trước cái tòa án của đất nước Việt Nam đó, nó sẽ có vấn đề hình sự nữa, đó là chuyện khác nữa. Còn cái chuyện này đó, sở dĩ mình nêu ra đây là tại vì nó tương đối nó dễ làm, dựa trên những cái nguyên tắc mà tôi vừa mới trình bày đó. NCB, non conviction base, không có thời gian miễn tố, không có thời gian hồi tố, 30 năm cũng được, không có miễn tố. Là tại sao? Tại vì dù anh là phó tổng thống vẫn tài sản vẫn bị tịch thu như thường. Đó, thành ra những cái điều đó, những cái điều rất là quan trọng mà không có, và dù cho chuyển nhượng của người khác vẫn tịch thu được như thường. Đó là những cái mà mình hồi đấy tôi vừa mới nêu trong những trường hợp đó. Thì chính vậy mà cái việc thu tài sản phi pháp mình cảm thấy như mình nó khó khăn. Nhưng mà nếu trường hợp mà mình làm đúng theo nguyên tắc, đúng theo thủ tục đó, thì nó không phải nó khó lắm. Nó tại vì truy tố một cái người ra tòa về ấy đó, thì nó phải đủ bằng chứng hết, rất khó. Nhất là cái người đó cao cấp hay là còn đang tại chức vân vân. Trong những cái vụ này đó, họ mà xây một cái gì ở bên Hoa Kỳ vân vân mà nguy nga này nọ đó, thì cái chuyện đó thì cũng đâu có gì, nó vẫn nằm đó thôi. Mà một thời gian sau, một ngắn thu hồi hay là nhiều năm sau thu hồi cũng vẫn vậy, nó vẫn nằm đó thôi, nó đâu có chuyển nhượng với người khác. Tại bất động sản đâu có di động được, gọi là bất động sản mà. Và ngay cả những cái gì mà nó di động giống như là chương mục ngân hàng đó, họ vẫn thu hồi được như thường. Chúng ta tiếp tục với những câu hỏi là còn cái điều gì cần chia sẻ nữa không? Tôi nghĩ cái vụ này mà tôi trình bày, dĩ nhiên là tôi còn nhiều chi tiết nữa, nhưng mà đại khái qua những gì mà trình bày tôi nghĩ là vừa đủ rồi. Vâng. Nếu trường hợp mình... Nên như vậy thì theo anh thì những cái quan chức cộng sản ngày nay của Việt Nam họ có am tường về cái đạo luật này không? Họ có lo lắng gì hay không về cái đạo luật Global Magnitsky? Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái khối tài sản của họ. Tôi nghĩ họ coi thường. Tại vì họ giống như là cái chữ của chúng ta hay nói đó, là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó. Đó thì tôi thấy rất nhiều rồi. Và ngay cả những người mà tôi vừa nêu tên ra đó, đứng là ông Teodorobyan rồi một số những quan chức khác trong vòng đai thân cận của Putin đó, và mới đây là nó qua Global Magnitsky nó trừng phạt thêm Miến Điện, Bắc Hàn, một người trong thành phần công an của Trung Quốc, nó trừng phạt rồi theo Global Magnitsky nha. Tại vì anh chỉ thấy những cái người mà con cái đi du học của các cái quan chức cấp cao, ví dụ như Bộ trưởng Bộ Y tế hay là ông Thủ tướng đương nhiệm, thì những cái người con của họ đã đi du học rồi thì đầu tư các cái vấn đề về bất động sản, và nó chưa có những cái cơ sở kinh doanh như là cái người con gái của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thì chẳng nhẽ cái cô con gái của ông Nguyễn Tấn Dũng không cố sống ở Mỹ đã nhiều năm, và chắc chắn rằng là cổ không biết rằng là cổ có theo dõi những cái sự việc này hay không. Cổ có nghe khi mà cái dự luật mà Global Magnitsky được thông qua, và với những cái cơ sở kinh doanh của cô như vậy, thì chẳng lẽ họ là những cái người họ không có những cái động thái hay là không có một cái sự chuẩn bị? Chẳng lẽ họ thiếu hiểu biết tới cái mức mà chủ quan đến cái mức rằng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay sao? Tôi vẫn nghĩ như tôi vừa nói, tôi nghĩ những người này đó là những người ăn trên ngồi chốc, quá nhiều tiền đủ thứ, tiền hô ủng, thành ra nhiều khi họ coi thường. Họ nghĩ luật lệ ở bên Mỹ sẽ giống như luật lệ Việt Nam, nhưng mà cái đó coi chừng. Chúng ta chưa làm thôi, nếu chúng ta bắt đầu làm này nọ đó, từ từ nó sẽ lên hồ. Đó, chắc chắn là như vậy. Và cái việc này là cái việc đòi lại công lý cho những người gọi là thấp kém, những người nghèo khổ, những người đã bị trù dập oan uổng ở Việt Nam, những người bị giết chết một cách rất là oan uổng, âm thầm vân vân, chứ không phải là cho nên ai hết cả. Có một câu hỏi rằng là ngoài cái vụ đàn áp giáo dân Sông Ngọc đó, thì cái vụ mà những cái người công an mà họ giết cái anh Nguyễn Hữu Tấn đó thì sẽ bị áp dụng, có thể bị đương áp dụng trong tại Việt Nam mình đó, những cái người mà bị công an giết chết trong đồn hay là đánh chết ở ngoài đường vân vân, mà giả dạng tai nạn rất nhiều,
tôi nghĩ rằng mình sẽ có đủ để mình collect và từ từ mình sẽ làm rất nhiều. Tại hiện nay bây giờ nó có thể qua một vài cái hồ sơ mình đã làm đó thì người ta chưa mường tượng được cái tầm vóc của cái vấn đề mà trù dập ở Việt Nam. Nhưng nếu mình làm tiếp tục và với một cách rất là professional đó thì từ từ nó sẽ lên. Và đây là những đòi hỏi rõ ràng và mình chỉ định tên tuổi rõ ràng với những thành phần thủ phạm. Đó, từ từ nó sẽ lên. Và tôi nghĩ rằng các anh chị cũng phải biết rằng đó là trong những cái nỗ lực mà của chúng ta hoạt động bên Hoa Kỳ đó, đặc biệt của Việt Tân đó, thì chúng ta có khá nhiều connection. Vậy thôi, tôi không nói thêm nữa. Nhưng mà chúng ta có thể làm được. Như những cái điều anh chia sẻ thì hiện giờ là anh và tổ chức của anh đã chuẩn bị được 2 hồ sơ để tố cáo. Vâng, tôi đang có thêm những hồ sơ khác nữa. Từ từ mình sẽ từ từ. Và đã có cơ quan nào tiếp nhận chưa? Mình gửi tới họ thôi. Và một số dân biểu bảo trợ cho cái này mình cũng đã tiếp xúc. Đương nhiên họ biết chứ. Họ biết, ngay cả bên này cũng vậy, có những người mình đã nhờ họ đọc lại, họ đã từng hoạt động trong cái tổ chức Thế giới chống tra tấn đó. Thì họ nói cái của ông thì làm rất là công phu, rất professional, nhưng mà thiếu vài điểm trong conclusion thì chúng tôi xin góp ý. Ok, hoàn toàn chúng tôi nhận cái sự góp ý của họ, tại họ biết rành những chuyện này. Đó. Thì chúng ta phải làm thôi. Đây là cái việc mà đòi lại công lý, giúp cho những người khác dễ thở hơn và cho những thành phần thủ phạm thấy rằng đó họ không phải họ làm mà họ sẽ không bị kết quả, sẽ có kết quả. Nếu chúng ta biết, chúng ta theo dõi đủ thứ, chúng ta làm thì nó sẽ kết quả một ngày. Giống hệt như cái thời hồi nãy tôi có nêu vấn đề ông Pinochet đó. Đó là những thành phần gọi là thủ lãnh của một nước nha, tổng thống của một nước nha, chứ không phải mà khi xuống rồi vẫn bị như thường, thoải mái, không có vấn đề gì cả. Đừng có nghĩ rằng là, và ông Theodore Obiang đó là ông đương kim phó tổng thống cũng bị như thường. Đấy, tôi nghĩ rằng đây là những cái sự kiện mà quan trọng mà chúng ta nên cho người dân trong nước biết là đây là những chuyện làm được và chúng ta phải làm. Và cái câu hỏi rằng là Cộng sản Việt Nam thường thì ném đá giấu tay, họ để cho thuộc hạ của họ làm những cái việc dơ bẩn. Thành ra mình làm gì để có thể kết tội được cái người hành họ mình, bởi vì họ trên cấp cao chót vót, tức là ý nói là về cái vấn đề mà thu nhập được chứng cứ đó. À không, cái đó chuyện đó thì đơn giản lắm. về cái vụ mà ông giết cha Tân chết ông Magnitsky, ông Magnitsky đó, thì mấy thành phần kia đâu có bao giờ nhúng tay đâu, nhưng mà nó vẫn nói trong hệ thống của các ông là các ông là bộ phận trách nhiệm bộ phận này thì ông là bộ phận, ông trách nhiệm chứ, còn nếu không ông từ trước đi. Còn nếu mà ông đã mang bộ trưởng nội vụ đó thì ông là trách nhiệm cao hết chứ, ông không biết hả? Ông thể nào nói là ông không biết được, đâu có chuyện dở dĩu như vậy được. Thành ra không có, đó là chỉ họ nói thôi, chứ còn đối với luật bên ngoài đó rõ ràng ông là tổng giám đốc mà hãng, ông phải trách nhiệm về cái việc mà hãng ông làm. Nếu mà ông sập tiệm mà không có Hoàng Ninh trước, ông không có làm chuyện này đó, rõ ràng là lỗi của ông chứ đâu phải không. Ông từ trước đi, không cái đó vô lý. Không, cái đó là họ nói chơi với nhau thôi, chứ không có thể nào mà được gọi là tòa chấp nhận đủ thứ đâu. Không thể nào có chuyện đó được. Nếu như bây giờ mà cái đạo luật Global Magnitsky được bắt đầu áp dụng đó, tức là được thông qua, có hiệu lực và được áp dụng, như vậy thì cái bến đỗ nào, cái bãi đáp nào là an toàn cho các đảng viên Đảng Cộng sản à? Tôi nghĩ chả có bãi đáp nào an toàn đó. Vấn đề của mình đó là mình sẽ làm sao mà để thu hồi tài sản huy hấp những thành phần mà cao cấp nhất thôi. Còn đương nhiên những người khác thì nếu trong đất nước tương lai họ đói cực trục tội thì ok, bình thường họ đưa lại tài sản của họ một phần thì mình cũng sử dụng thôi. Đâu phải là mình truy tố cả không biết bao nhiêu mấy trăm thành phần trong Trung ương Đảng hay là những tất cả những tỉnh ủy đủ thứ, nó quá nhiều. Trong cái đất nước mình cần những cái năng lực đủ thứ để tiến lên thì mình sẽ chỉ nhắm vào những thành phần mà chóp bu hay những thành phần mà có thật sự có tội đối với lại những người dân trong nước thôi, chứ không phải là mình. Nhưng mà đây là cái việc mà để cho tất cả những người khác thấy rằng đó là sẽ có kết quả, chứ không phải là họ làm một cách gọi là họ muốn làm gì họ làm, họ không coi luật lệ, họ không coi gọi là công bằng bác ái như thế nào hết, họ không coi nhân quyền là gì, họ muốn làm gì họ làm, muốn giết chết ai cũng được, không có, sẽ có kết quả một ngày. Dạ thưa, sở dĩ mà anh chị đặt cho anh cái câu hỏi như vậy á là bởi vì anh Chi và những cái anh chị em thường xuyên kết nối và trò chuyện với nhau ở trên diễn đàn thường hay đùa với nhau rằng tại sao mà các cái đảng viên cao cấp của Bộ Chính trị đó, khi mà sau một cái thời gian mà vơ vét xong rồi đó thì cứ tẩu tán cái tài sản phi pháp của mình sang những cái xứ tiên tiến, các cái xứ tư bản
để mà chuẩn bị cho mình một cái đời sống mà anh Chi hay đùa rằng là lưu vong. Mà tại sao không chạy về các cái nơi cộng sản anh em? Cho nên trong cái chủ đề khi anh Chi để ra rằng là hôm nay chúng ta tìm hiểu về cái đạo luật Magnitsky, anh Chi đưa cái chủ đề rằng là bãi đáp nào, bến đỗ nào là an toàn cho các đảng viên đảng cộng sản. Ở đây ý nói rằng là sau sau một cái giai đoạn mà họ cướp cắp xong rồi và họ tẩu tán cái tài sản phi pháp của họ, thì đa phần có thể nói rằng là hoàn toàn 100% rằng là họ đều chuyển sang những cái xứ sở tư bản tiến bộ, nơi mà cái luật pháp nó bảo vệ cái quyền con người một cách chặt chẽ, và họ tin rằng là họ có thể an toàn ở một cái bến bến Tôi bến thấy như đỗ như vậy vậy. là cái mạng sống của họ đó và gia đình họ đó sẽ được bảo đảm ở những xứ Tây phương. Họ có thể mất mát, nhưng mà nếu mà họ đem những cái đó vô những cái xứ mà độc tài đó thì cái đó tùy sự chọn lựa của họ, tôi không biết, không nói thêm. Nhưng mà ít nhất ở những xứ Tây phương đó họ còn có quyền được ra tòa, họ có quyền được bảo vệ vân vân, dù cho tài sản bị tịch thu nhưng họ vẫn có quyền sống như con người. Tôi nói vậy đủ rồi. Dạ vâng, đó là những cái điều mà anh vừa mới nói, đó là những cái gì mà ở đây các anh chị em tham gia diễn đàn đã thường hay trao đổi với nhau và thường hay dùng những cái luận cứ để mà tranh luận với các cái em ở phía bên kia, rằng là tại sao mà lãnh đạo của các em á, là cứ đem tài sản và gia đình đi sang các cái xứ tư bản để chuẩn bị lót rơm lót ổ, chuẩn bị cho mình một cái đời sống lưu vong mà không phải là đi sang các cái nước xã hội chủ nghĩa anh em. Cái lý do là như anh Nguyễn Ngọc Bảo vừa mới mới trình bày, là bởi vì họ biết ở những cái xứ sở văn minh tiến bộ, ở những cái xứ sở tư bản ngoài này, luật pháp thượng tôn, luật pháp nghiêm minh, cho dù đó họ phải đền tội, cho dù là họ phải trả lại cái tài sản phi pháp mà họ ăn cướp được từ người dân, thì ít ra họ còn được cái luật pháp nơi này bảo vệ về cái tánh mạng. Cho dù họ có bị ra tòa một ngày bị xét xử thì đó cũng là một cái cuộc xét xử công bằng, công khai. Còn nếu như họ đem những cái tài sản phi pháp của họ cướp cắp được, đem về những cái xứ sở anh em xã hội chủ nghĩa của họ đó, hoặc là những cái nơi mà tồn tại cái chế độ độc tài đảng trị toàn trị đó, thì tài sản của họ sẽ mất và thậm chí cái tánh mạng của họ cũng sẽ mất. Chưa chắc họ được ra một cái phiên tòa mà nơi đó họ được xét xử với những cái quyền sơ đẳng căn bản của một cái con người, hay là họ sẽ được cái luật pháp của cái nước đó bảo vệ. Đó là lý do vì sao mà các cái nước phát triển phương Tây, các cái xứ tư bản nơi mà luật pháp nghiêm minh luôn là cái sự lựa chọn hàng đầu của các cái đảng viên cao cấp của Bộ Chính trị. Đây là cái câu trả lời mà qua những cái gì chia sẻ vừa rồi của anh Nguyễn Ngọc Bảo, anh chỉ muốn gửi tới các cái em phía bên kia để khẳng định một lần nữa cái lý do vì sao lãnh đạo của các em luôn chọn cái bến đỗ mới, luôn chọn cái bãi đáp an toàn, hay nói trắng ra là luôn chọn cho mình một cái địa điểm để chuẩn bị cái đời sống lưu vong, đó là ở những cái nước nơi mà cái luật pháp nghiêm minh bảo vệ lấy cái quyền con người bất kể là anh phạm cái tội gì. Các anh chị còn đặt câu hỏi, còn muốn đặt câu hỏi nữa không? Anh Chi cảm thấy, anh Chi thấy rằng là cái sự chia sẻ của anh Nguyễn Ngọc Bảo qua các cái vấn đề về tình hình Biển Đông dậy sóng, hay là cái đạo luật Global Magnitsky, cái vị thế của Việt Nam chúng ta ở ở đâu trong cái sự hội nhập toàn cầu khi mà đã ký những cái công ước về chống tra tấn, chống tham nhũng, và bây giờ là cái đạo luật Magnitsky, thì anh Chi cảm thấy những cái sự chia sẻ, mặc dù thưa anh rằng mặc dù anh Chi đã có cái cơ hội nghe anh giải bày rất là nhiều nơi trong nhiều cái buổi hội luận rồi, nhưng mà hôm nay một lần nữa anh Chi vẫn bị cuốn hút với những cái gì mà anh chia sẻ, anh Chi nghe giống như là nghe lần đầu vậy. Anh Chi rất là cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bảo đã nhận lời tiếp chuyện, cho anh Chi cái cơ hội để mà giới thiệu anh Nguyễn Ngọc Bảo với các anh chị của chương trình Khôi phục Tâm thức Việt, để mà có cái cơ hội chia sẻ những cái sự nghiên cứu của anh về những cái đạo luật quốc tế mà chúng ta có thể áp dụng được trên cái tình trạng hiện giờ. Thì xin phép anh vài giây, anh Chi kiểm tra lại một lần nữa xem là các anh chị trên diễn đàn có cần có đặt thêm những cái câu hỏi nào hay không. Các anh chị có đặt thêm một câu hỏi nào hay không? Bởi vì cái thời lượng của chúng ta đã là 2 tiếng rưỡi rồi,
Nếu như không còn câu hỏi nào đặc biệt hơn thì anh Chi sẽ xin phép dừng ở đây. Hỏi anh Chi, không cần nói chi tiết nhưng đã có danh sách Cộng sản Việt Nam đang nằm trong hồ sơ đó hay không? Lúc nãy anh Nguyễn Ngọc Bảo đã có chia sẻ rằng có mấy, là có mấy thành phần cao cấp cấp tỉnh ủy với lại giám đốc công an rồi. Thưa anh, là ngoài những cái đạo luật về chống tra tấn, chống tham nhũng hay là Global Magnitsky thì anh còn nghiên cứu thêm những cái gì khác nữa hay không, để mà anh chỉ có thể xin anh một cái hẹn khác cho một cái lần livestream khác? Tôi có nghiên cứu nhưng mà sẽ nói sau. Yeah. Sẽ nói sau. Đương nhiên trong cái cuộc đấu tranh này đó, mình phải tận dụng tất cả những cái gì mà của cái xã hội tiến bộ Tây phương đó, nó giúp cho mình sống cho ra người, bảo đảm cái hạnh phúc, cái đời sống của mỗi người, và cũng là giúp cho để trừng phạt những thành phần mà tội ác. Khi mà họ có dịp qua đây hay là họ đem tài sản của nơi này, thì đương nhiên nó có rất nhiều những đạo luật khác nhau, nó có rất nhiều những connection khác nhau mà hồi nãy tôi xin phép không được nêu ra chi tiết đó. Thì cái điểm duy nhất của chúng tôi muốn đó là làm sao mà những người quan quyền chức ở trong nước đó biết được là sẽ không phải không có hậu quả. Và cái thứ hai đó là những người mà quan tâm đất nước trong và ngoài nước thì chúng ta nên làm những chuyện này, chúng ta khai dụng chuyện này để tạo áp lực và giúp cho cái sự xoay chuyển của đất nước chúng ta nó nhanh hơn. Dạ vâng. Xin anh Lý Đại Nhân viết lại cái câu hỏi của anh nha, bởi vì nó trôi tuột ở đâu rồi anh chị tìm không ra nữa. Có một cái câu hỏi của anh Phan Vân Bách ở trong nước đặt cái câu hỏi rằng là muốn có thông tin danh sách đảng viên Cộng sản bị chế tài bởi luật Magnitsky thì tìm ở đâu ạ? Hiện nay thưa anh, hiện nay chưa có. Khi mỗi khi mà chúng ta có một số những cái tài liệu đó, chúng ta sẽ từ từ công bố. Nhưng mà hiện nay thì tôi chỉ mới công bố là có những thành phần mà trong Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nghệ An, Giám đốc Công an Hà Tĩnh Nghệ An và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Dạ vâng. Có một câu hỏi của anh Hải Trần rằng là liệu Việt Nam mình có liên minh với Mỹ không? Dạ, cái đó thì nó cũng tùy thôi. Cái điểm chính mà tôi nghĩ rằng mình phải tự xây dựng cái sức của mình trước. Mình không có, mình ráng không tùy thuộc vào ai nhiều. Nếu mà trường hợp mà có một cái sự kết hợp nào với Mỹ là để chống lại cái kẻ thù phương Bắc quá mạnh thôi. Chứ còn về mặt mà xây dựng kinh tế hay tất cả những cái khác thì chúng ta phải tự làm hết. Dạ thưa, một câu hỏi của anh Hiệp Nguyễn là nguy cơ Cộng sản Việt Nam sẽ vỡ nợ có triển vọng cao không anh? Tôi nghĩ thì cái vỡ nợ đó cao, nhưng mà cái câu hỏi anh có thể hàm ý đằng sau là có thể dẫn đến sự sụp đổ chế độ hay không đó. Thì theo tôi không nghĩ không, tại vì đây là một cái nền kinh tế mặc dù nó có tiến triển vẫn hoang dã đó. Nó không có tôn trọng theo một cái quy luật nào của nền kinh tế hết. Thành ra nếu mà nó có vỡ nợ đó thì chỉ có người dân là đói khổ thôi, chứ tụi nó vẫn sống phây phây à. Cái vùng máy nó vẫn sống phây phây dựa trên tiền bạc cướp này đủ thứ, rồi in thêm tiền mà nọ, thành ra nó có sọc đâu. Sọc là đến từ cái sự vùng lên của người dân. Chứ tôi nghĩ họ sẽ không sọc về cái mặt mà nợ công quá mức hay là kinh tế ấy đâu. Chỉ có người dân ấy thôi, chúng ta vẫn phải tiếp tục làm thôi. Đừng có hy vọng chờ ngày nào đó là kinh tế nó nguy hiểm đủ thứ hay nó sụp đổ rồi chế độ sẽ sụp đổ theo. Tôi nghĩ xác suất thấp lắm. Anh Lý Đại Nhân hỏi rằng là cho đến ngày hôm nay có đảng viên Cộng sản Việt Nam nào bị tịch thu tài sản chưa, hoặc là bị niêm phong phong tỏa tài sản chưa? Là câu trả lời là theo tôi hiểu đó thì chưa. Nhưng mà có thể có những trong những cái khuôn khổ khác đó, thì có thể có. Nếu trường hợp mà cái người đó mà họ qua bên Mỹ mà tự nhiên họ vi phạm thì đương nhiên luật lệ Mỹ họ áp dụng thôi, đâu bắt buộc phải qua Global Magnitsky. Giống như những người mà tàu bên kia bán những cái hay lấy cắp những cái tài liệu mà về quốc phòng của Mỹ đó, thì đương nhiên họ bị tù rồi, tài sản bị niêm phong thôi, chứ đâu bắt buộc là phải qua Global Magnitsky. Ở đây là mình nhắm Global Magnitsky là có cho những thành phần mà cao cấp ở trong nước, để làm sao cho thấy rằng khi mà họ ra đàn áp những người Việt Nam hay những người dân chủ yếu nước, người dân trong nước đó, thì sẽ có hậu quả như vậy không. Còn đương nhiên nếu mà họ qua bên Mỹ mà họ có mặt về mặt hình sự thì đương nhiên họ bị tịch thu như thường, chứ không phải là không. Bạn Hiền Lê hoặc là Lê Hiển đặt cái câu hỏi rằng là không cho bọn tham nhũng quan chức lấy tiền của đem con cháu ra ngoài, cái dự luật này có được áp dụng không? Thì lúc nãy anh Bảo đã chia sẻ rồi, cho dù rằng là họ có chuyển tên sang cho vợ, cho con, cho cháu gì đi chăng nữa thì khi mà cái hồ sơ nó hoàn thành thì vẫn bị phong tỏa, vẫn bị thu hồi tịch thu như thường. Dù cái tài sản nó có được đứng tên bởi vợ hay là con cháu vân vân vẫn bị dính như thường.
Dạ vâng. Thì theo cái nguyên tắc là nếu như họ họ hỏi rằng đó bà vợ này có lợi tức không, không có lợi tức gì cả, mà sao bà có một cái tòa nhà 20 triệu? Câu hỏi chứng minh được. Câu hỏi rất đơn giản. Đúng không? Tất cả những đó rất đơn giản, có thể đi phô chi tiết thêm, tức là có những cái hệ thống điện toán vân vân, họ sẽ tất cả những cái dấu vết, những cái task, những cái log của tất cả những cái trao đổi financial transaction nó đủ thứ rồi đó. Thì cái luật lệ mà về chống rửa tiền, chống tham nhũng bây giờ nó rất là tinh vi. Vâng. Nó không phải dễ như ngày xưa trốn đâu. Thì tôi cũng có ghi trong này đó, là tôi có tính nói tới cái vụ mà Panama Leaks và Offshore Leaks, nhưng mà thôi thì sau. Đây là một cái chuyện cũng rất là hay, trong đó là mình có khui ra khoảng 140 người Việt Nam trong những cái thập niên trước, nhưng mà theo tôi biết đã có những cái tên tuổi gần đây hơn. Ừ. Có biết Offshore Leaks với thưa anh đó, đối với khán giả của Khôi Phục Tâm Thức Việt đó, thà rằng là anh ngừng ở đó, còn nếu như mà anh mớm lời và rồi anh hẹn kỳ tới thì khán giả họ sẽ không chịu đâu, các anh chị sẽ muốn anh tiếp tục chia sẻ một gì khác, tại vì cái này cũng là một cái một anh cái chị khâu, nghĩ đó là cũng là một cái khâu khá hay, cái điều thú vị xin bạn anh chia sẻ nếu anh nói thêm thì chắc sẽ lâu lắm, thôi để kỳ sau cho nó thoải mái hơn đi. Tại 2 tiếng rưỡi rồi, còn nhiều chuyện sẽ còn đề tài nữa chứ phải không? Hồ sơ Panama, những người Panama họ Leaks. Về Panama Leaks, họ có các anh chị, chương trình livestream của chúng ta đã hơn 2 tiếng rưỡi rồi đó, mà anh bảo biết không là những cái lần trước anh chị livestream cũng vậy, đã ngừng ở đây và cái phần này anh chị sẽ để dành cho cái livestream kế tiếp, nhưng mà gần như khán giả các anh chị thì không có thông tin, lúc nào cũng nói anh chị đọc luôn đi, anh chị chia sẻ cho hết luôn đi. Đây là những cái người khán giả rất là thương mến chương trình, và các anh chị chẳng những tham gia kết nối và anh chị chia sẻ đi rất nhiều. Có dư luận viên nào biết thấy chị anh chị có thấy dư luận viên nào họ bình luận gì không? Hay dạ thưa dư luận viên rất nhiều, dư luận viên rất nhiều, nhưng mà những cái bình luận của họ thì họ bảo rằng là cứ nằm mơ đi, sẽ không có chuyện đó đâu. À, không thì nằm mơ tôi không biết, nhưng mà những cái gì tôi kể ra đó thì quý anh chị có thể theo dõi trên internet thấy đầy hết, và có những người bị tù tội, thấy là xe bị dẫn đi vân vân, đó là chuyện đã xảy ra rồi, chứ tôi không nói gì mà chuyện trên trời dưới đất hết. Còn chuyện xảy ra đối Việt Nam đó thì chưa, nhưng mà theo tôi nghĩ thì sẽ xảy ra. anh Phan Quân Bách hỏi một câu hỏi rằng là thông tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có con nhập quốc tịch Mỹ có chính xác không ạ? Và 2 căn biệt thự nữa à? Thì anh chị xin thưa với anh Phan Quân Bách rằng những cái thông tin này ở trên nhà mạng, ở cộng đồng mạng Facebook chúng ta đã nghe rất là nhiều, thậm chí chúng ta cũng thấy cả những căn nhà đó nữa. Thì đây là cái câu hỏi mà anh Phan Quân Bách muốn... Căn nhà chắc là có, nhưng mà tôi không biết rõ cái vụ mà vô quốc tịch. Thì đương nhiên con thủ tướng, cựu thủ tướng Nguyễn Tân Dũng thì đương nhiên là có quốc tịch rồi. Đúng không? Nhưng mà cái chuyện đối với tôi nó không quan trọng. Tại vì cái vụ Romanovsky này nó nhắm vào mọi người. Nó không phải là quốc tịch Mỹ là được miễn, hay là không quốc tịch Mỹ là được miễn, không có. Vấn đề là có tội đối với lại cái đạo luật đây không? Thì cái đó mới là quan trọng. Thì theo cái tôi muốn trả lời anh chị là như vậy. Chứ không phải là đối với tôi cái chuyện đó không quan trọng. Thì chính là cái này mình khai dụng được, và mình sẽ cho những thành phần mà làm tội ác thấy rằng đó họ sẽ có kết quả, họ sẽ thấy phải hậu quả của họ, chứ không phải là họ muốn làm gì họ làm. Còn cái chuyện mà quốc tịch Mỹ không quốc tịch Mỹ đó thì qua những gì tôi trình bày đó không quan trọng. Hoàn toàn không quan trọng gì cả. Có một cái ý kiến cho rằng là đối với cái tình hình Việt Nam hiện giờ đó thì cái cách mà tấn công Đảng Cộng sản hay là làm suy yếu và để mà có thể dẫn đến cái sự sụp đổ đó là chúng ta tấn công vào mặt kinh tế. Tức là chúng ta phải làm như thế nào để mà chúng ta tấn công vào mặt kinh tế, có nghĩa là làm sao để mà khiến cho cái nền kinh tế của Việt Nam càng eo uột nữa. Thì cái đó có là một cái khả năng có thể cân nhắc không anh? Tại vì thứ nhất kinh tế đó, nếu mà muốn có áp lực nào đó, đó thì phải có một cái số đông. Đúng phải trong đấu tranh bất bạo động, cái số đông nó đồng ý tẩy chay, đồng ý làm một số chuyện mới được. Chứ còn bây giờ một thiểu số, mình vẫn vì miếng cơm manh áo bắt buộc phải làm trong những công ty nhà nước thì mình vẫn phải làm thôi, mình đâu có cách nào khác đâu. Nếu trường hợp mà những người đó đồng loạt tẩy chay, đồng loạt không làm nữa vân vân đó thì sẽ có biến cố lớn, nhưng mà cái đó mình phải chấp nhận một số hy sinh thôi. Đó. Nhưng mà mình không đòi hỏi người ta tới cái mức như vậy. Đó. Thì chính vậy mà bây giờ vẫn tạo cái ý thức
vẫn làm sao mà phát triển càng nhiều những cái hình thức mà sinh hoạt ngoài cái luồng trong nước càng nhiều càng tốt vân vân. Họ tức là nếu mà họ bị trù dập về cái mặt mà thông tin vân vân thì phải đòi hỏi sự thông tin. Tôi nghĩ sự thông tin ngày nay đã có qua cái mạng internet. Bây giờ cái sự tụ họp đương nhiên nó bắt đầu nó có rồi, nhưng mà để làm sao mà giảm thiểu cái yếu tố trù dập đó thì vẫn chưa có. Họ vẫn có thể đủ cái sức lực để có thể trù dập bắt bớ bất cứ ai, giải tán bất cứ ai. Nếu mà trường hợp mà chúng ta có một cái số đông khoảng lên 20-30 ngàn người mà tụ tập được trong vòng vài ngày hay một tuần, dĩ nhiên là khi mà vài ngày một tuần thì phải có những cái tiếp liệu xung quanh, phải có những người cho ở, cho ăn uống đủ thứ, cho vệ sinh vân vân. Thì với như vậy thì cái số người xung quanh sẽ đông hơn nhiều, và lúc đó chúng ta bắt đầu từ từ bước tới một cái bước thêm nữa. Chừng nào chúng ta chưa đủ cái đó thì kêu gọi cái vấn đề kinh tế đó, thì theo tôi đó, riêng tôi, cá nhân tôi thôi vẫn còn khó, tại vì người dân mình nói chưa đủ ý thức thì cũng hơi khó. Nhưng mà họ tức là cái quyền lợi riêng nó còn nhiều quá, chúng ta chưa có đạt được cái số đông cần thiết để tiến hành những cái mà ngay cả số đông cần thiết đó, muốn làm cái vấn đề phong tỏa kinh tế hay là áp lực về kinh tế đó là phải có sự đồng nhất, phải chấp nhận một số những cái thiệt thòi. Giống như nói bây giờ chúng ta tẩy chay chuyện này, chúng ta không ăn được trong một thời gian thì mình phải chấp nhận không ăn cái chuyện đó. Nó phải làm chuyện đó, cái gì nó cũng phải có cái giá phải trả đó, mà cái giá ít thôi. Thì mình phải làm chuyện đó. Hay là muốn tẩy chay, ví dụ như tẩy chay đồ từ bên tàu qua vân vân đó, thì mình phải nhất định mình nói là mình không dùng cái đó, và mình dùng đặc biệt đồ nội hóa thôi vân vân đại khái. Thì mình phải có cái quyết tâm đó mình mới làm được. Nãy giờ đó, trong cái diễn đàn của chúng ta thì có nhiều những cái comment viết cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bảo đã dành thời gian lên chương trình Khôi Phục Tâm Thức Việt, chia sẻ với bà con khắp nơi, hải ngoại cũng có mà quốc nội cũng có, về những cái thông tin hữu ích về các cái đạo luật và những cái nhận định của anh. Và họ mong rằng, khán giả của chúng ta mong rằng là anh sẽ quay trở lại với chương trình livestream Khôi Phục Tâm Thức Việt. Và bây giờ đó thì trước khi mà chia tay với các cái quý vị khán giả của chương trình livestream Khôi Phục Tâm Thức Việt, thì anh Chi có một cái điều này anh Chi muốn được hỏi anh. Bởi vì ngay từ đầu khi mà anh giới thiệu anh là một đảng viên của Đảng Việt Tân, anh là ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân, phải không ạ? Và nhân đây đó, khi mà chúng ta còn những cái khán giả của chương trình đang theo dõi mà anh Chi thấy phần lớn là những cái người ở trong nước, thì anh Chi xin mạn phép thay mặt họ đặt một hai câu hỏi nhanh thôi như thế này. Khi mà chúng ta nghe đến Đảng Việt Tân đó, thì chúng ta thường nghe kèm với Đảng Việt Tân là một cái đảng khủng bố. Và anh Chi nghĩ rằng là một cái tổ chức mà khủng bố thì không thể nào mà chính danh vào hoạt động công khai ở những cái xứ sở nơi mà luật pháp nghiêm minh như thế này. Thành ra đối với những cái người ở ngoài như anh Chi đó, và anh Chi có cái cơ hội được đến tham dự, đến nghe, đến trao đổi, trò chuyện rất nhiều các cái buổi hội thảo, hội luận, hội đàm của Đảng Việt Tân tổ chức, thì đối với anh Chi cái chức danh mà tặng cho Việt Tân là một cái đảng khủng bố thì đối với anh Chi thì không thuyết phục rồi. Nhưng mà đối với những cái người dân ở trong nước đó, khi mà cái thông tin của họ nó cũng còn hạn chế đó, thì họ nghe đến Việt Tân thì họ lại nghĩ tới những cái gì đó nó liên quan như là khủng bố này, những cái mưu đồ đen tối nhằm lật đổ chế độ. Thì sẵn đây chúng ta đang có một cái ủy viên Trung ương Đảng Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, thì xin anh chia sẻ ngắn gọn và trong cái khả năng có thể anh chia sẻ về cái đường lối của Đảng Việt Tân. Được. Để thẩm định về một cái tổ chức nào đó, đó thì tôi thấy có một số việc sau đây. Thứ nhất là mình nhìn về cái chủ trương của họ. Cái thứ hai là mình nhìn về những con người của họ. Và thứ ba là mình nhìn về những cái hoạt động của họ. Thì nếu mà quý anh chị nhìn thấy trong ba cái việc đó của Việt Tân trong vòng bao nhiêu năm qua đó, thì thứ nhất là về cái chủ trương thì chưa bao giờ chủ trương nói là khủng bố cả. Chưa bao giờ có cái chữ chủ trương của Phú Viết trong đó. Trong khi ngược lại của Đảng Cộng sản Việt Nam nói là chúng tôi ấy là đội ngũ tiền phong, chúng tôi duy nhất, chúng tôi lãnh đạo vân vân, cái đó thì có. Cái gì có thì mình nói có. Đó, thứ nhất là không có. Cái thứ hai là về con người. Thì con người Việt Tân thì chúng tôi hoạt động đâu có kín đâu.
có những anh em phải hoạt động những chuyện khác, đương nhiên họ không ra mặt. Nhưng mà những người ra mặt đó thì những người rất là đàng hoàng, sống trong xã hội bình thường, cũng đóng thuế, cũng có gia đình, vân vân. Rồi tôi cũng, nếu mà tôi làm cái chuyện gì thì chắc tôi bị bắt vào tù rồi, chứ đây cảnh sát Pháp đâu có khờ khạo vậy đâu. Hồi nãy tôi trình bày đó, họ có rất nhiều những cái khả năng truy lùng khác nhau. Tôi không nghĩ rằng những con người Việt Tân là những con người liên hệ đến những việc đó. Và thứ ba, những hoạt động thì quý anh chị cũng thấy qua bao nhiêu năm nay chúng tôi hoạt động về vấn đề vận dụng người dân thì rất là đơn giản. Vận động quốc tế, làm những cái hệ thống truyền thông, đi vận động những người khác tham gia vân vân, xuống đường biểu tình đương nhiên. Ở trong nước thì cũng có một số những hoạt động tương tự. Và thành phần Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì nó chưa được kiếm ra một cái chủ trương hết, chỉ nói chúng tôi khủng bố thôi. Còn việc chúng tôi nói rằng chúng tôi thay đổi chế độ thì đương nhiên chúng tôi thay đổi chứ, bắt buộc phải thay đổi thì đất nước mới tiến được chứ. Nhưng mà đâu phải nói là thay đổi chế độ khủng bố, nó hoàn toàn. Và nếu mà nói khủng bố thì rất nhiều người khủng bố trong nước ạ. Tôi thấy rằng đó là mọi người, gần như mọi người đều muốn thay đổi cái gì đó. Thành ra tôi nghĩ hai cái đó hoàn toàn nó không đúng rồi. Còn cái vụ dựa trên ba cái điểm đó thì Việt Tân không thể nào mà được gọi là một tổ chức khủng bố. Vậy theo cái nghĩa bình thường. Vâng, xin anh chia sẻ thêm là cái chủ trương và cái đường lối hoạt động của Việt Tân là cái gì ạ? Thì việc chủ trương hoạt động Việt Tân rất là đơn giản, đó là chúng ta làm sao mà chúng ta phải có một cái thể chế dân chủ mới có thể huy động được cái sự đóng góp của mọi người dân. Và khi huy động đóng góp của người dân thì mới xây dựng cái đất nước mà khá hơn được. Thì khá về nhiều mặt, khá về cái tinh thần, tại vì không bị hơn là bị kèm kẹp và bị khủng bố giống như bây giờ. Khá hơn với cái mặt mà công sức, trí tuệ, tại vì người Việt Nam rất là giỏi, trên khắp nơi trên thế giới tôi thấy đều thành công hết, mà tại sao đất nước Việt Nam vẫn lụn bại? Thì khi mà giải tỏa được cái sự trì trệ đó, đất nước Việt Nam sẽ phát triển rất là nhanh. Và sau cùng khi chúng ta có cái phát triển được con người đó thì chúng ta sẽ phát triển được xã hội. Chúng ta vẫn giữ được những cái nền tảng của gia đình, những nền tảng đạo đức, luân lý của một xã hội Việt Nam, nhưng mà chúng ta cũng có cập nhật những cái thăng tiến gọi là kỹ thuật vân vân của cái xã hội mới này, làm sao để cho cái sự hài hòa đó, để chúng ta có thể, đất nước Việt Nam có thể phát triển, để có thể giữ được cái sự tự chủ đối với lại cái kẻ thù phương Bắc lúc nào cũng sẵn sàng là xâm chiếm. Và kế tiếp là làm sao mà giữ được cái tư thế của một đất nước Việt Nam chín mấy triệu quý dân, một dân tộc cần cù thông minh, trong một cái ít nhất là trong cái cộng đồng Á Châu và sau đó trên rộng hơn trên thế giới, chúng ta vẫn có thể làm được những chuyện đó. Thì cái chủ trương Việt Tân rất là đơn giản là như vậy. Thì bây giờ trong cái hoàn cảnh này đó thì chúng tôi chủ trương làm sao mà phải kết hợp được càng đông càng tốt với nhiều tổ chức khác, với mọi cá nhân vân vân có lòng với đất nước, để làm sao chúng ta có một cái số đông. Khi số đông đó thì qua cái chủ trương đấu tranh bất bạo động mà đã có dịp dông dài trình bày trên website chúng tôi đó, và cũng không phải là cái chủ trương ngày hôm nay, tại cái cách nghĩ cái đó nó cũng có thể được nhưng mà cũng sẽ khá dông dài. Thì khi mà chúng ta đã có đủ số đông đó, và đương nhiên phải có tổ chức đằng sau đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ từ từ áp lực được chế độ này thay đổi. Hiện nay thì có một số lĩnh vực đã được thay đổi rồi nhưng mà chưa đủ. Hiện nay làm sao mà cho người dân không còn sợ nữa, và đặc biệt là qua cái vụ Lukoboniski, chúng tôi muốn làm sao để cho thấy rằng những thành phần mà tội ác, những thành phần mà trù dập đó, suy nghĩ về những cái hậu quả sau này đối với họ, gia đình họ. Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Báo. Sở dĩ mà anh Chi dành ra những cái phút cuối cùng để mà hỏi anh về cái công việc hay là về cái những cái sinh hoạt của anh, của những cái tổ chức, trong cái tổ chức của anh, là cái, thưa các anh chị, khôi phục tâm thức Việt hôm nay đó, chúng ta tìm hiểu về cái đạo luật Global Magnitsky và những cái nhìn về cái tình hình biển Đông dậy sóng, và để mà cho các cái anh chị khán giả của Khôi phục tâm thức Việt mà ở trong nước đó có một cái nhìn Đảng Việt Tân có phải là khủng bố hay không, thì anh chỉ dành cái câu hỏi này là cái câu hỏi cuối cùng để anh Nguyễn Ngọc Bảo, là một ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân có mặt ở đây, có thể trình bày với các anh chị để xem coi Đảng Việt Tân có phải là một cái đảng khủng bố hay không. Tuy nhiên rằng anh chỉ không có chủ đích là tìm hiểu cái Đảng Việt Tân trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Thành ra nếu mà các anh chị mà có quan tâm hơn, hoặc là anh chị có nhìn thấy, có đọc thấy ở đây một vài cái câu hỏi các anh chị đặt mà có liên quan tới cái Đảng Việt Tân, thì anh chị kêu gọi các anh chị là các anh chị đi qua trang nhà của Đảng Việt Tân để mà đi tìm những cái giải đáp thắc mắc cho mình. Bởi vì trong cái chương trình ngày hôm nay thì để mà cởi mở cho các anh chị ở trong nước, những cái người mà chưa có biết nhiều đến Việt Tân mà cho rằng hoặc là ngờ vực rằng Việt Tân là một cái đảng khủng bố, thì anh chị nêu cái điểm đó là cái điểm chót để
để các anh chị thấy một cái tổ chức khủng bố không thể nào tồn tại được một cách công khai và chính danh ở những cái xứ sở mà có pháp luật đâu các anh chị. Và những cái con người tham gia những cái tổ chức khủng bố cũng vậy, cũng không thể nào là một cái con người mà có thể có những cái hoạt động mang cái tính khủng bố, thậm chí là cái chủ trương khủng bố, mà có thể mà an nhiên tự tại trong một cái xã hội, một cái đất nước mà có pháp luật được. Thì anh Chi rất là cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bảo đã dành thời gian để lên livestream của Khôi Phục Tâm Thức Việt chia sẻ với khán giả trong và ngoài nước về những cái chủ đề ngày hôm nay. Anh Chi rất là mong rằng là trong những cái dịp sắp tới, khi có những cái đề án hoặc là có những cái nghiên cứu khác của anh mà nó đã hoàn thành đó, khi mà anh Chi có dịp nghe những cái buổi hội luận của anh sắp tới có thể ở đâu đó, thì hy vọng rằng là anh sẽ lại dành cho anh Chi cũng như là khán giả của Khôi Phục Tâm Thức Việt một vài cái giờ phút để mà anh có thể chia sẻ những cái đề án mới, những cái nghiên cứu mới của anh. Ở đây thì anh Chi xin gửi đến anh những cái lời cảm ơn, những cái lời chúc của hơn 400 khán giả Khôi Phục Tâm Thức Việt gửi lời cảm ơn đến anh. Và anh Chi cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị ha, những cái người khán giả thân thương của chương trình Khôi Phục Tâm Thức Việt đã ngồi với anh Chi và anh Nguyễn Ngọc Bảo trong suốt cái buổi livestream ngày hôm nay. Xin cảm ơn cái sự theo dõi, đồng tình, ủng hộ của các anh chị. Và anh Chi xin hẹn các anh chị trong cái lần livestream kế tiếp. Anh Chi sẽ có những cái thông báo ngày giờ cụ thể. Một lần nữa cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái livestream ngày hôm nay. Và xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bảo. Dạ, xin cảm ơn chị và quý anh chị đã theo dõi.